Không có cách nào, người trưởng lão kia nhẹ nôn một ngụm chọc khí, không nói thêm gì nữa. Ma tông một hướng cường giả vi tôn, quỷ này hổ chính là nội môn mạnh nhất đệ tử, có tư cách này tùy hứng, hắn cũng không thể nói cái gì. Huống hồ, hắn vẫn là đại trưởng lão đệ tử đắc ý, hắn liền càng thêm chỉ có thể qua loa cho xong chuyện. Còn lại người, tiếp tục đến rút thăm đi, không còn đi xem hắn, trưởng lão kia đem hộp tiếp tục cầm cho người khác. Khuê lang bọn người chậm chậm mà đưa tay nhét vào bên trong, nhẹ nhõm tự đắc quất ra chỉ điều, nhưng là mấy người khác, cũng đã bị quỷ hổ tàn bạo dọa đến nhanh tè ra quần, luồn vào hộp gỗ tay, đều đang không ngừng rung động. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, nội môn thi đấu hung hiểm như thế à, ta còn tưởng rằng chỉ có tạp dịch phòng tu la chàng là như vậy đâu. Nguyên lai nội môn, cũng giống vậy à. Mấy người tất cả đều phàn nàn một khuôn mặt, tay tại trong hộp không ngừng quấy. Lại là chậm chạp không rút ra, chờ sau cùng, mới cắn răng, đem tờ giấy xuất ra, trong miệng mặc niệm lấy thượng thiên phù hộ, tuyệt đối đừng cho hắn quất cái cọng rơm cứng. Số 4 đài, đối hồ Mỹ Nhi. Một cái sắc mặt tái nhợt đệ tử trẻ tuổi, liền nhìn dũng khí đều không có, liền đem tờ giấy đưa cho trưởng lão. Trưởng lão bất đắc dĩ, trong mắt lóe lên một chút khinh bỉ, đem tờ giấy mở ra, thăm thẳm lên tiếng. Thế nhưng là nghe được câu này. Người kia lại là không khỏi sững sờ, sau đó bỗng dưng mở hai mắt ra, nhìn về phía Hồ Mỹ Nhi phương hướng. Lại chính gặp Hồ Mỹ Nhi cũng là đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra vũ mị xuân quang. Người kia liền nhất thời tâm hoa nộ phóng, hạnh phúc linh hồn nhỏ bé đều nhanh bay ra ngoài. Trời ạ, là Mỹ Nhi sư tỷ, ta không phải đang nằm mơ chứ. Mỹ Nhi sư tỷ ôn nhu thế nhưng là tại nội môn nổi danh, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Dù sao đều muốn bại, có thể thua ở Mỹ Nhi sư tỷ thủ hạ, cũng là một loại phúc khí a. Người kia lại chăm chú nhìn chăm chú về phía Hồ Mỹ Nhi đào hoa giống như hai con ngươi, lại chỉ thấy Hồ Mỹ Nhi lúc này lại cho hắn đánh một cái mị nhãn, mềm mại nhẹ nhàng nói, sư đệ, sư tỷ thân thể yếu đuối, ngươi nhưng muốn thủ hạ lưu tình nha. Đương nhiên, đương nhiên, trong mắt không khỏi nổi lên đóa đóa đào hoa, người kia ngơ ngác nhìn Hồ Mỹ Nhi. Chảy nước miếng vù vù hướng ra phía ngoài chảy xuôi theo, một trái tim bịch bịch nhảy loạn, đều nhanh nhảy ra. Còn lại mấy người gặp này, cũng là đầy mắt vẻ ghen ghét. Làm sao tiểu tử này vận khí tốt như vậy, đi đến vận đào hoa, để hắn rút đến Mỹ Nhi sư tỷ cho chúng ta lưu lại, đều là chút hung thần ác sát a. Đảo mắt nhìn xem, khuê lang những người kia, mọi người sắc mặt liền ngăn không được trầm xuống. Chỉ có trưởng lão kia nhìn lấy đây hết thảy. Không cảm giác trong lòng cười lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, một đám ngu ngốc, tâm tính bất ổn, khó thành đại khí, hừ. Khuê lang sư huynh, xin chỉ giáo. Tất cả mọi người tuyển định chính mình dãy số, một tên dáng người cao to nam tử, trở thành khuê lang đối thủ. Nhìn lấy vị này ngày xưa hung thần ác sát đứng ở trước mặt mình, tiểu tử này bất giác có chút khiếp đảm, lúc này đầu tiên là khom người cúi đầu, hy vọng có thể cho đối phương lưu cái ấn tượng tốt, để hắn thủ hạ lưu tình. Thế nhưng là, cái kia thật sâu cúi người chi còn chưa thẳng lên, đụng một tiếng vang thật lớn, khuê lang đã là một chân đem hắn đạp lăn ra ngoài, lúc này liền là kèn kẹt vài tiếng gãy xương đứt gân thanh âm, rõ ràng truyền khắp tại chỗ tất cả mọi người bên tai. Mà hắn thân thể, cũng giống như sao băng rơi xuống đồng dạng, một tiếng ầm vang nện ở trên mặt đất, nhất thời liền đập ra một cái hố tới. Mọi người lại nhìn về phía trước, đã thấy người kia nơi nào còn có nửa phần ý thức. Sớm đã miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Ai ra, mấy vị này quả nhiên đều là ngoan nhân đâu, thủy hỏa không thấm, dầu muối không ăn. Trừ quỷ hổ kia bên ngoài, còn lại mấy cái ra tay cũng tuyệt đối không nhẹ a. Mọi người bất giác hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trên đài khuê lang, lại chỉ thấy hắn liền nhìn cũng không nhìn phía dưới liếc một chút, chỉ là thì thào mắng, hừ, đã đều đi đến đài, ban thưởng cái gì dậy. Nơi này chỉ có sinh tử mà thôi. Ưng ực một tiếng, mọi người nhịn không được cùng nhau nuốt ngụm nước bọt, trong lòng thầm nghĩ, hung sát không hổ là hung sát, quả nhiên lãnh khốc vô tình. Mà cùng lúc đó, lại nhìn về phía hắn mấy cái đài tình huống, quả nhiên cùng nơi này không khác nhau chút nào, Liễu Húc cùng Nguyệt Linh hai người, cũng là không cần tốn nhiều sức, liền đem chính mình đối thủ giải quyết. Mà lại đối với thủ hạ chàng cũng tương đương thê thảm. Trừ tu vi không có phế cùng sinh mệnh không lo bên ngoài, trên cơ bản trong vòng một năm, là đừng nghĩ xuống giường đi bộ. Đưa tay sờ sờ trên trán mồ hôi lạnh,
mọi người dưới đài nhìn đến một trận lắc đầu ai thán, những thiên tài này con cháu, quả nhiên là tận đến ma đạo chân tủy, ra tay thật là nghiêm túc. Cũng liền so quỷ hổ kia nhẹ một chút, nhưng cũng không có nhẹ bao nhiêu. Trong năm người, chỉ sợ cũng chỉ có Mị Nhi sư tỷ, xem như nhân từ nương tay đi. Nghĩ tới đây, mọi người bất giác cùng nhau quay đầu, nhìn về phía giờ này khắc này, vẫn tại giao chiến cái kia cái đài phương hướng. Ở nơi đó, Hồ Mị Nhi lắc lắc như rắn nước vòng eo, cười nói tự nhiên, một đôi câu hồn đoạt phách mị nhãn, nhìn chằm chằm đối diện nam tử kia. Mà tiểu tử kia, dĩ nhiên đã hoàn toàn đạo, chỉ biết là cười khúc khích tới lui thân thể, trong mắt đã là một mảnh mê mang. Hừ, cái kia Hồ Mị tử lại tại dùng mị thuật mê người. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Khuê Lang lạnh lùng nhìn lấy bộ kia phía trên tình cảnh, trong mắt lóe lên một đạo trần trụi sát ý. Nhưng là dưới đài còn lại đệ tử, lại không rõ ý, chỉ là một mặt hâm mộ nhìn lấy trên đài người kia, cảm thán liên tục, tiểu tử này còn thật mẹ hắn đi vận đào hoa a. Trên đài người kia, cũng là như thế nghĩ, thậm chí hắn trong lỗ mũi nghe Hồ Mị Nhi chỗ đó bay tới thấm hương, cảm giác toàn bộ thân thể đều lâng lâng, một bộ dục tiên dục tử bộ dáng. Hồ Mị Nhi mị nhãn như tơ, cười đùa nói, hì hì ha ha. Sư đệ, người ở nơi đó ngốc cười gì vậy, còn không mau công tới. Tốt, ta lập tức đánh tới, sư tỷ, người đừng vội mà. Khóe miệng xẹt qua dâm đãng nụ cười, người kia si ngốc giống như giơ lên hai cái tay chó, một mặt chư ca tướng lăng không gãi gãi, trong hai mắt chỉ có đối phương cái kia chăm chú che đậy đẫy đà. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, Hồ Mị Nhi xinh đẹp cười nói, sư đệ, người đây là cái gì chiêu số, nhìn chằm chằm người ta chỗ nào đâu. Hắc hắc hắc, đây là ta độc môn vũ kỹ, tập kích ngực, ách, không phải, a à đúng, là xuyên tim long trảo thủ. Sư tỷ, người cũng phải cẩn thận a, ha ha ha. Một tiếng dâm đáng cười to phát ra, người kia nhất thời như đầu sắc lang đồng dạng, chiếu vào Hồ Mị Nhi tim vị trí thì nhào tới. Cầm thú, vây xem mọi người, không khỏi cùng nhau trong lòng mắng to, vừa đố kỵ vừa ghen ghét. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, có cơ hội nhào tới làm sao không phải ta. Nhưng là Hồ Mị Nhi trên mặt nhưng như cũ như mưa thuận gió hòa đồng dạng, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhưng khi người kia vọt tới trước mặt nàng lúc, sắc mặt nàng lại là đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt biến đến dữ tợn, trong hai con ngươi cũng thình lình tản mát ra trần trụi sát ý. Phốc! Một tiếng vang trầm phát ra, Hồ Mị Nhi cái kia thon thon tay ngọc, đột ngột đến hóa vì một cái lợi chảo, giống như một cái hung mãnh như cự thú, hung hăng chộp vào người kia trên cổ. Cái kia người nhất thời trì trệ, liền không thể động. Thậm chí ngay cả hô hấp, cũng có chút khó khăn. Thế nhưng là trong mắt của hắn, vẫn như cũ mê mang, khóe môi nhếch lên thoải mái nụ cười thô bỉ. Trong lòng cười lạnh, Hồ Mị Nhi lúc này đi vào trước miệng hắn, cách không khẽ hấp, cuồn cuộn thuần dương năng lượng liền theo cái kia người thân thể, liên tục không ngừng đường đi nhập trong cơ thể nàng. Lúc này, mọi người mới thình lình phát hiện, nguyên lai cái này đàn bà ra tay ác hơn, thế mà đang hút người kia nguyên dương tinh nguyên. Ách ách ách, người kia phát ra thống khổ thanh âm, thân thể đang không ngừng vặn vẹo, thế nhưng là không có cách nào. Hắn thể nội lực lượng đã càng ngày càng yếu, không có dương nguyên hộ thân, hắn nguyên lực cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài tán loạn. Chỉ bất quá giây lát thời gian, hắn liền lại không có giày vò khí lực, tay chân buông lỏng, vô lực tiêu nghỉu xuống, triệt để không có sinh cơ. Chỉ là hắn trong hai con ngươi, vẫn như cũ là một mảnh vẻ mờ mịt, không biết đến cùng phát sinh chuyện gì. Hoặc tâm mị thuật, có thể che đậy tâm trí người, khiến người ta tại hoàn toàn mông lung bên trong, bị độc thủ. Thật sự là tránh thức trên đầu chữ sắc có cây đao, bị chết không biết cái gọi là. Một tiếng trùng điệp tiếng vang phát ra, Hồ Mị Nhi nhẹ nhàng quăng ra, đem cỗ thi thể kia ném diễn võ đài, người kia thì sớm đã khô quắt, hóa thành một cỗ thây khô. Hồ Mị Nhi cầm ra khăn, nhẹ nhàng chà chà khóe miệng, hướng về mọi người dưới đài lộ ra một bộ nụ cười quyến rũ. Nhưng là dưới đài tất cả mọi người, lại không còn có mê muội chi sắc, trong mắt bọn họ có chỉ là vô tận hoảng sợ. Bọn họ bây giờ mới biết, cái gì gọi là bộ xương mỹ nữ, cái gì gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Vị này Mị Nhi sư tỷ mới thật sự là che giấu tại diễm lệ bề ngoài hạ độc bò cạp a. Không khỏi phun ra một hơi thật dài. Tất cả mọi người nhìn về phía cỗ kia khô quắt thi thể lúc, không còn lúc trước ước ao ghen tị, ngược lại là ai thán không thôi. Tuy nói thường nói,
chết dưới Hoa Mẫu Đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Nhưng là có thể không chết, con mẹ nó ai muốn chết a? Nếu là ở Mỹ Nhân Cùng Sinh Mệnh hai người bên trong chọn một lời nói, tin tưởng rất nhiều phong lưu nhã sĩ hội không chút do dự lựa chọn sinh mệnh. Dù sao khẩu hiệu là khẩu hiệu, chờ thật muốn làm quyết định thời điểm, mọi người vẫn là chọn đối với mình trọng yếu nhất một cái kia. Huống hồ, có người liền phong lưu cơ hội đều không có, liền đã thành cái này chữ sắc dưới đao ác quỷ, há không đáng tiếc. Lại thật sâu nhìn một chút cái kia cỗ thây khô, trong lòng mọi người chỉ có vô tận tiếc hận cùng bi thương. Số 4 diễn võ đài, Hồ Mị Nhi chiến thắng. Phân xét trưởng lão nhất chỉ Hồ Mị Nhi phương hướng, lớn tiếng tuyên bố. Đến tận đây, tinh anh đệ tử 5 cái danh ngạch, xem như triệt để quyết định. Cùng dự đoán một dạng, một cái không kém, không thiếu một cái. Chỉ bất quá, đối mặt kết quả như thế, Tà Vô Nguyệt sắc mặt lại là một mực âm trầm. Ánh mắt khẽ híp một cái, Tà Vô Nguyệt thật sâu nhìn một chút cái kia Hồ Mị Nhi, thăm thẳm lên tiếng, Thạch Cung Phụng, đại trưởng lão, khác đệ tử ta cũng không có cái gì nói, thế nhưng là nữ nhân này, dựa vào mỹ thuật thủ thắng, cũng có thể làm chủ tinh anh sao? Phải biết, tinh anh đệ tử là vì lần này Song Long Hội làm chuẩn bị. Mà đi tham gia Song Long Hội, đều là các tông nổi bật, tâm tính tu vi sâu đậm, như thế nào tùy tiện bên trong cái này mỹ thuật. Một cái luyện mỹ thuật đệ tử nhập tinh anh, không thích hợp đi. Ha ha ha, tông chủ lời ấy sai rồi. Bất giác khẽ cười một tiếng, Thạch Cung Phụng lắc đầu, thản nhiên nói, ta ma tông luôn luôn là chỉ nhận mạnh yếu, chỉ nhìn thắng bại, lại cũng không quản hắn là môn nào gì nói. Bây giờ Hồ Mị Nhi đã thắng được, tiến vào ngũ đại danh ngạch bên trong, liền cái kia nhập chủ tinh anh. Nếu là tự tiện cải biến, sợ khó phục chúng. Đương nhiên, nếu là có thứ 6 người đi ra, đánh bại cái này Hồ Mị Nhi, cũng là có thể. Thạch Cung Phụng khóe miệng xẹt qua một đạo như có như không tà tiếu, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bọn người, cũng là vui mừng gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Chỉ có Tà Vô Nguyệt, âm trầm một cái gương mặt, muốn chửi mẹ. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, có năng lực như thế người, ngày bình thường không đều bị các ngươi trừ rơi à, cái nào còn có cái gì cái thứ 6 người khiêu chiến. Đúng, Trác Phàm tiểu tử kia không phải muốn phái người đến đánh mặt à, làm sao hiện tại còn chưa tới, sẽ không để bản tông bổ câu đi. Ánh mắt khẽ híp một cái, Tà Vô Nguyệt nhìn khắp bốn phía, tìm lấy cái kia đạo hy vọng bóng người, nhưng lại là cái gì cũng không thấy được. Một phương diện khác, ngoài ngàn mét trong rừng cây. Cái kia ba đạo hư ảnh thấy là như thế kết cục, bất giác toàn đều cùng nhau cười lạnh thành tiếng. Chỉ là tại cái kia trong tiếng cười lạnh, lại là tràn ngập vô tận bi thương. Hừ hừ hừ, nhìn đến a, lũ khốn kiếp này làm được thực sự quá phận. Thủ hạ bọn hắn không người sao, liền mẹ hắn luyện mỹ thuật người đều hướng chúng ta tinh anh đệ tử bên trong nhét. Cái này nếu là đi Song Long Hội, để tiểu cô nương kia khoe khoang lẳng lơ, đỉnh cái trứng dùng. Chúng ta không phải trở thành chín tông trò cười không thể. Một cái bóng mờ, ồm ồm địa đại mắng ra âm thanh. Còn lại hai người nghe đến, cũng là khẽ gật đầu, thở dài không thôi, ai, nói đúng vậy a, lấy tinh anh đệ tử tâm tính tu vi, có thể chúng tiểu cô nương này mỹ thuật, đoán chừng gần như không tồn tại. Nàng tiến chúng ta tinh anh đệ tử bên trong, cho dù lại bồi dưỡng, cũng xác thực không có tác dụng lớn. Đám lão gia này, thuần túy là lấy chính mình đệ tử. Tới nuốt tông bên trong tài nguyên tu luyện. Ai nói không phải đâu, bất quá, ta lại cảm thấy quỷ hổ kia còn có chút bồi dưỡng giá trị, khuê lang cũng còn có thể. Lúc này, một cái bóng mờ nhìn về phía mặt khác hai đạo, thăm thẳm lên tiếng. Hai người kia lại thật sâu nhìn chỗ đó liếc một chút, cũng hơi hơi gật gật đầu, đúng vậy a, cho dù người lùn bên trong rút tướng quân, cũng là có tài năng xuất chúng a. Tóm lại, chúng ta lần này coi như có chút thu hoạch. Không giống như trước, có khi một cái đều chướng mắt. Cười khổ gật gật đầu, ba người liếc nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ thở dài. Quỷ hổ, Khuê Lang, Nguyệt Linh, Liễu Húc, Hồ Mị Nhi tiến lên, tông chủ có lời nói răn dạy. Năm cái danh ngạch đều là đã danh hoa có chủ, một vị trưởng lão không khỏi hét lớn một tiếng, đem năm người triệu đến phía trước nhất. Dưới đài vô số đôi ánh mắt, cũng tại chăm chú nhìn bọn họ, trong lòng một mảnh kích động. Bởi vì bọn hắn biết, tiếp đó, cũng là tông chủ chính thức tuyên bố 5 người nhập chủ tinh anh thời điểm, đây chính là ma sách tông bên trong, các đệ tử tối cao vinh dự. Một khi tiến vào bên trong, về sau tại tông môn địa vị, tối thiểu nhất cũng là trưởng lão, quả nhiên là đạp vào nhân sinh phá vỡ biểu tượng. Tham kiến tông chủ,
năm người tới Tả Vô Nguyệt trước mặt, cùng nhau liền ôm quyền, khom người bái nói. Tả Vô Nguyệt lạnh lùng liếc bọn họ liếc một chút, trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại là không hề bận tâm, thực hiện một vị tông chủ cái kia có trách nhiệm, trịnh trọng nói, chúc mừng các vị, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng là tinh anh. Chờ một chút, bỗng nhiên, hét lớn một tiếng vang lên, sau một khắc, nhưng cảm giác ông một tiếng không gian ba động phát ra, trống trải không người diễn võ đài phía trên, phạch một cái, bỗng nhiên xuất hiện một nam một nữ hai đạo nhân ảnh. Đồng thời, lúc trước cái kia đạo quen thuộc giọng nam, vang lên lần nữa, xin lỗi, năm vị, trong các ngươi có một người, chỉ sợ vô duyên tinh anh. Bởi vì, khiêu chiến tới. Người nào? Trong mắt không khỏi hung hăng co rụt lại, Thạch Cung Phụng nhìn không được hét to lớn tiếng, trong lòng kinh hãi không thôi. Bởi vì vừa mới, hai người xuất hiện thật sự là quá mức bất ngờ, bọn họ những tông môn này cung phụng trưởng lão, hóa hư cao thủ, vậy mà không có một người phát giác được. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng, làm sao có thể. Nghĩ như vậy, Thạch Cung Phụng vội vàng thả mắt nhìn đi, đã thấy hai người kia một cái là cái thanh niên nam tử, tóc trắng phơ, một mặt hung hăng càn quấy bộ dáng, một cái quét sạch dùng đại tảo đem khiêng trên vai. Đung đung đưa đưa, một bộ ngươi đến đánh ta nha cần ăn đòn bộ dáng. Chỉ là thấy một lần, Thạch Cung Phụng liền nhìn không được khí huyết cuồn cuộn, song quyền nắm thật chặt, muốn tự tay giáo huấn một phen. Hắn thực sự không nghĩ ra, trên đời tại sao có thể có như thế cần ăn đòn nam nhân, hắn căn bản không biết hắn, lại có thể kích thích hắn tức giận, có một loại muốn đánh hắn xúc động. Mà một cái khác, là vị 18-19 tuổi thiếu nữ, nhìn lấy nhu thuận động lòng người. Nhưng lại ánh mắt lạnh lùng, hiện ra sắc bén ánh sáng, toàn thân cao thấp âm hàn khí tức, càng là ngăn không được phát ra. Cho dù là hắn cái này hóa hư cao thủ, nhìn lên một cái, trong lòng cũng nhìn không được co lại, tựa hồ có một chút hơi lạnh phát lên. Hai cái này tiểu quỷ, đều không phải là thiện nhân a. Ánh mắt khẽ híp một cái, Thạch Cung Phụng trong lòng ám đạo. Mà Tà Vô Nguyệt nhìn đến hai người tới đến, tràn đầy âm trầm trên mặt. Cuối cùng xẹt qua một tia tà dị đường cong, cười khẽ một tiếng, các ngươi là người phương nào, tới đây gặp bản tông, vì chuyện gì? Ngoại môn đệ tử Nguyệt Nhi, tham kiến tông chủ, Nguyệt Nhi là Ma Sách tông lão nhân, từ nhỏ tại tông môn lớn lên, đối trong tông quy củ luôn luôn quen thuộc, cho nên nhìn thấy tông chủ, nàng vội vàng cũng là khom người cúi đầu, rất là lễ độ. Tà Vô Nguyệt hài lòng gật đầu, nhưng khi hắn nhìn về phía một bên khác lúc, Trác Phàm lại là cây chổi theo trên vai hất lên. Giống như đùa nghịch đại đao đồng dạng, lập tại trên mặt đất, uy phong lẫm liệt, tiếp lấy liền ôm quyền, hét lớn lên tiếng, tại hạ tạp dịch phòng đệ tử Trác Phàm, tham kiến tông chủ. Khóe miệng nhìn không được rút rút, Tà Vô Nguyệt nhìn lấy Trác Phàm cái kia cái eo thẳng tắp, cầm cây chổi mà đứng, vậy mà rất là anh tuấn uy vũ bất phàm, nơi nào có một chút cấp dưới tham kiến cấp trên bộ dáng, rõ ràng cũng là hai tông chủ gặp mặt một dạng, không sờn lòng, không khỏi để trong lòng của hắn không còn gì để nói. Ai, tiểu tử này a, ngày bình thường tùy tiện, không tuân theo lễ giáo cũng liền thôi. Bây giờ rõ như ban ngày, trước mắt bao người, người biểu hiện được nhiêu bức như vậy muốn làm gì, hướng ta người tông chủ này thị uy sao? Hừ, thật sự là bên ngoài xưng vương xưng bá quen, đem người xung quân đến tạp dịch phòng thời gian dài như vậy, cũng không thu dã tính. Tà Vô Nguyệt trong lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái, có chút không nhanh, nhưng là cầm cái này Trác Phàm còn thật không có cách nào. Dù sao, hắn còn muốn sử dụng Trác Phàm tài năng, chỉnh đốn tông môn đâu. Mà bọn người nghe đến Trác Phàm bẩm báo, lại là nhịn không được giật mình, lần nữa thật sâu nhìn về phía hắn, riêng là Thạch Cung Phụng cùng đại trưởng lão bọn họ. Chăm chú nhìn Trác Phàm hai mắt, tràn đầy hồ nghi, trên dưới dò xét không ngừng, phảng phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài đều xem thấu một dạng. Nguyên lai đây chính là tông chủ theo bên ngoài triệu hồi người tới, đến tột cùng có gì chỗ hơn người. Hôm nay chúng ta nhưng là muốn xem thật kỹ một chút. Thế nhưng là, các vị trưởng lão cung phụng chú ý lực đều đặt ở Trác Phàm trên thân, thế nhưng năm cái sắp bước vào tinh anh nội môn đệ tử, một đôi thật không thể tin ánh mắt, lại là gấp nhìn chăm chú ở Nguyệt Nhi trên thân. Đặc biệt là Nguyệt Linh, nhìn lấy hiện tại muội muội mình toàn thân cao thấp tản mát ra cái kia cô âm lãnh khí chất, quả thực không biết giống như, bỗng dưng ngây người. Đây là mình nguyên lai là cái kia muội muội Nguyệt Nhi a. Làm sao từ trên người nàng, chính mình cảm giác như rơi xuống hầm băng đồng dạng, chỉ là nhìn một chút, thì toàn thân rét run đâu. Cái kia Trác Phàm ba tháng này, đến tột cùng đối nàng làm cái gì?
Trong mắt nhỏ khẽ run run, Nguyệt Linh nhìn về phía Nguyệt Nhi ánh mắt, tràn đầy vẻ mờ mịt. Khuê Lang lại cũng đã ngây người, có điều hắn chú ý cùng Nguyệt Linh lại là khác biệt. Nguyệt Nhi lần này lại một lần nữa hiện thân, để hắn kinh hãi nhất là, tiểu nha đầu này tu vi, vậy mà theo 3 tháng trước thiên huyền 6 tầng, một lần hành động đột phá đến bây giờ thiên huyền 9 tầng cảnh. Mà lại, cái kia cố ẩn mà không phát sát khí nồng nặc, đúng là làm đến hắn cái này liền nội môn đệ tử đều không mấy cái để vào mắt hắc diện Diêm La Khuê Lang, ở sâu trong nội tâm sinh ra tránh thức uy hiếp cảm giác. Cái này chắc quản gia, đến tột cùng đối nha đầu này làm cái gì a? Liền xem như Cương Nhi lúc trước phục cái kia thông thiên đan, cũng bất quá tăng lên một cấp tu vi, nha đầu này lại tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong, liên tục vượt 3 cấp, thật sự là quá khó có thể tin. Mí mắt hơi hơi run run, Khuê Lang không khỏi như nói mê thì thào lên tiếng. Hồ Mị Nhi nghe đến, không khỏi cũng là thật sâu nhìn về phía Nguyệt Nhi chỗ đó, hung hăng khẽ cắn môi, trong lòng không biết sao, có chút phẫn uất. Lớn mật, tiểu tiểu tạp dịch, cũng dám đến nội môn thi đấu xem náo nhiệt, còn hướng trên diễn võ đài quấy rối, thực sự buồn cười. Trầm ngâm nửa ngày, Thạch Cung Phụng đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía Tả Vô Nguyệt nói, tông chủ. Này tạp dịch phạm môn quy, làm xử trí như thế nào, xin ngài phân phó. Thật sâu liếc hắn một cái, Tà Vô Nguyệt không khỏi trong lòng cười lạnh. Hắn tâm lý minh bạch, cái này Thạch Cung Phụng biết rõ Trác Phàm là người khác, còn cố ý gây chuyện để hắn xử trí, rõ ràng cũng là có ý dò xét hắn hư thực. Nếu không mà nói, một tên tạp dịch, hắn đường đường một cái nhị cung phụng chẳng lẽ còn xử trí không, nhất định phải mời giáo tông chủ sao? Bình thường đại sự chuyên quyền độc đoán, loại chuyện nhỏ nhặt này mới lấy ra phiền hắn, thật là ngày chó. Tả Vô Nguyệt trong lòng thầm mắng một tiếng, trên mặt lại không có sắc mặt giận dữ, mà chính là dị thường bình thản nhìn về phía hai người nói, Trác Phàm, người đã vì tạp dịch, tới nơi này làm gì? Chỉ cần ngươi nói có lý, bản tông chính là rộng lượng người, đương nhiên sẽ không tính toán. Gương mặt nhịn không được hung ác run rẩy, nhị cung phụng cùng chư vị trưởng lão cung phụng. Cùng nhau trợn mắt chừng một cái. Phàm là tại Ma Sách tông người, người nào không biết mình vị tông chủ này luôn luôn bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Hiện tại thế mà tự xưng rộng lượng người, thật sự là chuyện cười lớn. Bất quá cứ như vậy, những cái kia không biết chút nào cung phụng trưởng lão, cũng coi như nhìn ra, cái này tạp dịch đệ tử, nhất định cùng tông chủ có quan hệ gì, thật không đơn giản. Kết quả là, mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, càng nhiều một tia mập mờ cùng tìm tòi nghiên cứu chi ý. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm biết Tà Vô Nguyệt đang cho hắn lối thoát, liền liền ôm quyền, cất cao giọng nói, khởi bẩm tông chủ, tại hạ một giới tạp dịch đệ tử mà thôi, lần này đến đây là tới. Quét dọn vệ sinh, đúng, cũng là quét dọn vệ sinh. Bất quá, giống như không phải lúc a, ha ha ha. Trác Phàm suy nghĩ một chút, nhất thời tìm cho mình như thế cái mạnh mẽ xông tới nội môn thi đấu lý do. Bất quá lý do này, lại là quá gượng ép điểm. Quét dọn vệ sinh, hôm nay nhiều người như vậy vây ở chỗ này, người quét dọn cái quỷ vệ sinh a. Thạch Cung Phụng càng là cười lạnh liên tục, trách mắng, thật sự là hồ ngôn loạn ngữ, hôm nay nội môn thi đấu, tạp dịch đệ tử cái nào có thể đi vào. Ngươi nói với ta, là người phương nào để ngươi đến quét dọn. Nếu là nói không nên lời, hừ hừ hừ. Ách, đương nhiên là phía trên nói. Để cho ta đinh mão mấy ngày gần đây quét dọn. Trác Phàm con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, lập tức mượn cớ. Hắn nhưng là sẽ không nói ra cái gì cụ thể người đến, nếu không đúng không chất, không phải đem chính mình đặt vào. Mà Tà Vô Nguyệt nghe được lời này, cũng là trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, tại người khác thường không nói chuyện trước, dành nói, vậy ngươi nhất định là nhớ lầm, hôm nay là ất bính ngày. À, thì ra là thế, vậy ta là nhớ lầm, xin lỗi. Bái bái. Trác Phàm không khỏi phất phất tay, lập tức muốn chuồn mất. Kéo lấy cây chổi, một đường chạy chậm, giống như là cái trộm đồ ăn trộm, cầm đồ vật chuẩn bị đi thủ tiêu tang vật một dạng, đừng đề cập nhiều bị ổi. Thạch Cung Phụng nhìn thấy, không khỏi sững sờ. Hắc, tiểu tử này thực nhiêu bức, không hổ là có tông chủ làm chỗ dựa người. Nơi này những tông môn này cung phụng trưởng lão, bao quát tông chủ đều không để hắn đi, hắn thế mà nói đi là đi. Hoàn toàn không đem mọi người để vào mắt a. Bất giác hung hăng khẽ cắn môi, Thạch Cung Phụng lúc này hét lớn lên tiếng, chờ một chút, nơi này là Ma Sách Tông, không phải do ngươi làm càn. Mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào,
sau lưng có ai bảo bọc, phạm tông quy, đều muốn theo quy mà đi. Nghe được lời này, Trác Phàm không khỏi thân thể trì trệ, dừng lại. Thạch Cung Phụng cười lạnh, khinh thường bĩu môi, ám đạo cuối cùng bắt đến người cái này bím tóc, sau đó hướng Tả Vô Nguyệt khom người cúi đầu, cười tà nói, tông chủ, nội môn cùng ngoại môn thi đấu, tạp dịch đệ tử đều là không được đi vào. Hiện tại tiểu tử này phạm tông quy, phải làm xử trí như thế nào, còn xin chỉ thị. Thạch Cung Phụng trong lòng âm thầm cười lạnh, một mặt khiêu khích nhìn về phía Tả Vô Nguyệt. Hắn tâm lý rõ ràng, cái này Tả Vô Nguyệt đem Trác Phàm đưa tới, tất có tác dụng lớn, tuy nhiên không biết cụ thể vì sao, nhưng nhanh chóng trừ rơi, cũng là vô cùng tốt. Hiện đang buộc Tả Vô Nguyệt chính mình nhổ căn này cây đinh, cũng coi là hung hăng đánh hắn một cái và miệng tử. Chỗ nào không biết cái này Thạch Cung Phụng tâm cơ, Tả Vô Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, lại là cũng không đáp lời, mà chính là nhìn hướng phía dưới đám người, cất cao giọng nói, hôm nay phụ trách thủ vệ trưởng lão là ai? Khởi bẩm tông chủ, chính là lão phu, một tên tóc trắng xóa lão giả, đuổi bước lên phía trước một bước, khom người bẩm báo. Đụng, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, tên lão giả kia nhất thời ngửa ra sau lấy thân thể bay rớt ra ngoài, một miệng đỏ thẫm máu tươi theo khóe miệng của hắn, càng không ngừng tuôn ra, chờ rơi xuống mặt đất, đã không có sinh cơ. Tông chủ, ngài đây là, trong lòng không khỏi giật mình, Thạch Cung Phụng chỉ trưởng lão kia thi thể, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Tả Vô Nguyệt. Bất giác cười lạnh một tiếng, Tả Vô Nguyệt mặt không biểu tình, thản nhiên nói, một cái tạp dịch đệ tử, nhớ lầm thời gian đến quét dọn vệ sinh, xem như vô ý chi sai. Nhưng là thả cái này cái tạp dịch đệ tử tiến đến người, lại là thất trách chi tội, theo tông quy nên giết. Cứ như vậy lời nói, hôm nay phụ trách thủ vệ công tác trưởng lão các chấp sự, có bao nhiêu người có thể may mắn thoát khỏi đâu. Trong mắt lóe lên một đạo trần trụi sát ý, Tả Vô Nguyệt liếc mắt liếc qua tại chỗ tất cả mọi người khuôn mặt. Phàm là bị hắn nhìn đến người, cho dù cùng hôm nay việc này không quan hệ, cũng không nhịn được một cái thông minh, toàn thân run rẩy lên, thật giống như bị độc xà để mắt tới một dạng. Sau cùng, Tả Vô Nguyệt vừa nhìn về phía Thạch Cung Phụng, ta cười ra tiếng, thế nào, còn muốn truy cứu tiếp sao? Tông chủ nhân nghĩa, này sự tình mọi người cũng đều là vô tâm chi thất. Mong rằng tông chủ bao quát nhân mà đối đãi. Trầm ngâm nửa ngày, Thạch Cung Phụng không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, khom người bái nói. Nhưng tâm lý, lại là vạn phần không cam lòng. Đây rõ ràng là Tả Vô Nguyệt tại cầm chúng tính mạng người áp chế tại hắn, để hắn từ bỏ truy cứu Trác Phàm. Nếu không mà nói, tất cả mọi người muốn liên đới, vậy hắn chẳng khác nào đắc tội một nhóm lớn tông môn trưởng lão. Nói như vậy, trưởng lão lại liên hệ một đám cung phụng. Hình thành đối với hắn cửu hận thế lực, vậy hắn tại tông môn thời gian nhưng là không dễ chịu. Tả Vô Nguyệt, xem như ngươi lợi hại. Trong mắt hơi híp, Thạch Cung Phụng trong lòng hừ lạnh lên tiếng. Khóe miệng hoa quá đắc ý đường cong, Tả Vô Nguyệt xa xa cùng Trác Phàm liếc nhau, hai người đều là ngầm hiểu lẫn nhau tiện hóa không sai cười cười. Như vậy tông chủ, các vị trưởng lão cung phụng, nếu là nơi này không có ta chuyện gì lời nói, ta đi trước. Hướng về trên đài mọi người lần nữa cung kính ôm một cái quyền, Trác Phàm cẩn thận từng ly từng tí nói. Thế nhưng là, không đợi bất luận kẻ nào mở miệng nói chuyện, hắn liền lại cùng lúc trước đồng dạng, gánh lấy cây chổi một đường chạy chậm rời đi, dường như hắn mạng nhỏ là trộm trở về một dạng, sợ bị người sau lưng bắt được muốn về. Nhìn lấy hắn cái này một bộ buồn cười bộ dáng, dưới đài người bất giác tất cả đều lộ ra cười nhạo chi sắc. Bọn họ tuy nhiên không biết cái này Trác Phàm là như thế nào xuất hiện tại trên đài, nhưng nghĩ đến chỉ là một phổ thông tạp dịch đệ tử, nếu không cũng không có khả năng như thế khúm núm, tựa như chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng nhà quê một dạng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, đường đường tông chủ và chư vị trưởng lão cung phụng tề tụ một đường, hắn nơi nào thấy qua như thế đại trận trận chiến, bị dọa sợ một số cũng là bình thường. Mà Tả Vô Nguyệt cũng là nhếch miệng lên, cười nhạo liên tục. Chỉ bất quá, hắn không phải cười nhạo Trác Phàm đào mệnh giống như bộ dáng, chỉ là đang cười tiểu tử này giả đến mức cũng rất giống. Vì tránh đi trưởng lão cung phụng môn quan cược, hắn cũng là thật sự là liều. Đường đường quát tháo phong vân nhất đại kiêu hùng, cao đại quản gia, thế mà lấy một bộ tiểu nhân vật xuất hiện, cũng xác thực đầy đủ ủy khuất hắn. Còn lại trưởng lão cung phụng gặp này, cũng không thấy cười một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, thu hồi chú ý ánh mắt. Chúng ta làm hắn cùng tông chủ thật có liên quan gì đây, xem ra là lo ngại.
một cái hạng giá áo túi cơm thôi, tông chủ há có thể để ý hắn. Chỉ có những cái kia chân chính giải Trác Phàm thực lực người, mới hiểu được Trác Phàm chuyến này, bất quá điệu thấp mà thôi. Hắn như một khi cao điều, nhưng là cũng không phải là người. Liếc nhìn nhau, Nguyệt Linh cùng Khuê Lang hai người bất giác tất cả đều cười khẽ một tiếng, lắc lắc đầu. Mà Hồ Mị Nhi cùng Liễu Húc hai người, thì là chăm chú nhìn cái kia buồn cười chạy trốn bóng lưng, trong mắt chớp động lên âm trầm lệ sắc. Thế mà, đúng vào lúc này, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên, ngay sau đó một bóng người chợt lóe lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng Trác Phàm chỗ đó phóng đi. Hừ, bất kể là ai, trên diễn võ đài, không trải qua hai chiêu, nhưng là không dễ dàng như vậy đi xuống. Quỷ hổ trong mắt hiện ra xích mang, một mặt dữ tợn hướng Trác Phàm phóng đi, toàn thân thần chiếu thất trọng khí thế bỗng nhiên thả ra. Cái kia cố cường hãn áp bách lực, cho dù là dưới đài đông đảo đệ tử, cũng đã nhìn không được khí tức trì trệ, ào ào lui về cước bộ, trong lòng hoảng hốt. Ám đạo quỷ này hổ quả nhiên tàn bạo, thế mà liền một cái tạp dịch đệ tử đều không buông tha, hắn là trời sinh vì giết người mà sinh sao. Lên tới xài lang hổ báo, xuống đến con kiến hôi châu chấu, tất cả đều không buông tha a. Thế nhưng là, mọi người không có chú ý tới là, tại cường đại như thế uy áp dưới, diễn võ đài phía trên chính diện tiếp nhận đây hết thảy Trác Phàm, lại là không nhúc nhích tí nào, tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào đồng dạng. Thấy tình cảnh này, quỷ hổ song đồng bất giác càng thêm huyết hồng, một mặt vẻ hưng phấn. Hắn sớm đã theo Hồ Mị Nhi cùng Liễu Húc chỗ đó nghe nói, cái này Trác Phàm là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này không khỏi lại kích thích hắn lòng háo thắng đến, nhiều năm tại nội môn bên trong vô địch hắn, sớm đã chết lặng quyện đãi. Bây giờ gặp phải Trác Phàm như thế một cái nhìn như có thể cùng hắn lực lượng tương đương đối thủ, hắn nhất thời một cỗ nhiệt huyết sôi trào, tuôn ra lên đầu lớn. Cái gì cũng không để ý, đường sông thẳng lên đi, thậm chí đều quên, hắn nhưng là làm lấy toàn tông cung phụng trưởng lão tông chủ trước mắt sông lên, trước khi động thủ cũng không có xin phép một chút các vị lão đại, thực sự quá không nể mặt mũi. Bất quá, mọi người đối với cái này, cũng là buông xuôi bỏ mặc, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Còn lại những cái kia tầm thường cung phụng trưởng lão nhóm, nhìn lấy đây hết thảy, tự nhiên là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Tông chủ bọn họ đều không phát biểu thái độ, bọn họ tự nhiên cũng không tiện mở miệng, miễn cho nói nhầm, chọc phiền phức. Thạch cung phụng, đại trưởng lão bọn họ, thì là ánh mắt khẽ híp một cái, buông xuôi bỏ mặc. Bọn họ chưa từng gặp qua cái này Trác Phàm, chỉ là nghe đệ tử hồi báo, nói người này che giấu cực kỳ sâu. Bây giờ mượn quỷ hổ chi thủ, vừa vặn có thể dò xét thăm dò hư thực. Mà Tà Vô Nguyệt cũng là ổn thỏa buông cần, không nóng không vội, căn bản không để ý tới. Trác Phàm gần nhất thực lực hắn mặc dù không lắm giải, nhưng tiểu tử này tiềm lực, hắn lại là biết. Lúc trước hãy còn tại đoán cốt cảnh Trác Phàm, liền có thể cùng tuyệt thế thiên tài, chuẩn thần chiếu cao thủ Hoàng Phủ Thanh Thiên chiến không phân thắng thua, bây giờ hắn đã thiên huyền bát trọng tu vi. Chẳng lẽ còn có thể so sánh thần chiếu thất trọng quỷ hổ kém bao nhiêu sao? Đến mức Khuê Lang, Nguyệt Linh bọn bốn người, nhìn lấy quỷ hổ như thế hung hãn không sợ chết xông lên trước tình cảnh, lại đều là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng. Riêng là Khuê Lang hai người, đối Trác Phàm thực lực càng là hiểu rõ, đây chính là tùy tiện một chiêu liền có thể đem bọn hắn hai đại cao thủ nhẹ nhõm đánh ngã tuyệt thế cường giả, cho dù là quỷ hổ, chỉ sợ cũng làm không được một chiêu chế trụ hai người bọn họ đi. Bây giờ hắn như thế xông đi lên, thực sự cùng muốn chết không có gì khác biệt. Thế nhưng là điểm này, quỷ hổ lại căn bản không biết, trong lòng hắn, nhưng là vẫn chờ cùng Trác Phàm thống thống khoái khoái đại chiến 300 hiệp, sau đó đem cái này một kình địch trừ rơi đâu. Bất quá chờ đợi hắn, rất hiển nhiên chính là tuyệt vọng. Lỗ tai hơi hơi động động, Trác Phàm khoan thai chuyển qua đầu, lại chính gặp một cái hung mãnh đại hán hướng hắn mãnh liệt nhào tới, bất giác khẽ cười một tiếng. Lẩm bẩm nói, ta vốn vô tâm thể hiện trước mặt người khác, không biết sao có người không tự lượng. Hừ, thật sự là bực bội. Vừa dứt lời, Trác Phàm đột nhiên đem đầu vai cây chổi hất lên, cánh tay phải hồng mang bỗng nhiên đại phóng. Soạt, chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, quỷ hổ kia chính cười gần hướng Trác Phàm phóng đi, còn chưa tới người, lại đột một cảm giác một cỗ khó có thể tin cường đại sức gió hướng hắn nhào tới trước mặt, bất giác trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng hoảng hốt. Cái này sao có thể? Quỷ hổ quả thực không thể tin được, Trác Phàm chỉ là tùy ý quét qua,
lại là có thể sinh ra mạnh như thế uy áp, cái này mẹ hắn còn là nhân loại lực lượng sao? Có lẽ theo người ngoài, lúc này diễn võ đài phía trên chỉ là nổi lên một cơn gió lớn. Nhưng quỷ hổ thế nhưng là chính diện nghênh tiếp cỗ này sức gió, hắn cảm thụ cùng người khác hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trong mắt hắn, vậy nơi nào là một cơn gió lớn thổi qua đơn giản như vậy, quả thực cũng là một tòa phong cương ngưng tụ núi cao vạn trượng, hướng hắn hung hăng xông lại. Cái này nếu như bị ép chặt, hắn không phải xương cốt đứt gãy không thể. Trên ót trong nháy mắt chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, quỷ hổ nhập tông đến nay lần đầu, sắc mặt bị dọa đến rất trắng lên. Trong lòng bàn tay lòng bàn chân ở giữa, cũng đều một tụ tập đầy ắp mồ hôi. Bất quá, hắn vẫn là khẽ cắn môi, nhấc lên toàn thân nguyên lực, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước dò ra, cuồn cuộn lạnh lẽo khí tức nhất thời tràn ngập hướng song trường, phát ra cạn hào quang màu xám. Minh sát quyết, giống to một tiếng, quỷ hổ đã là hung hăng cùng ngọn núi lớn kia đụng vào nhau, lại nhất thời khóe mắt, hai mắt bỗng nhiên máu bắt đầu nóng, thậm chí tròng mắt đều nhanh nổi bật đến. Phốc, một cái nhịn không được, quỷ hổ bỗng dưng phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, hai chân hung hăng dẫm ở phía dưới trên đất đá, dường như cắm rễ đồng dạng. Nhưng dù vậy, nhưng nghe ầm ầm tiếng vang phát ra, hắn vẫn là bị cái kia cổ phong áp đỉnh đến hung hăng lui về phía sau. Phía dưới mặt đá càng là như sới đất đồng dạng, ào ào hướng bên ngoài bay tóe. Đến sau cùng, tại hắn bị hút bay ra diễn võ đài về sau, cuối cùng lại cũng không chịu nổi phần kia cường đại áp lực, vòng eo hướng về sau khẽ cong, nhất thời nằm xuống đất. Mà cái kia cổ phong áp thì là lướt qua hắn chóp mũi, hô một tiếng lao ra. Thẳng lên mây trời, không thấy tăm hơi. Chỉ có cái kia diễn võ đài phía trên hai hàng bị quỷ hổ hai chân mở ra đến đá vụn phế tích. Mới chân chân thực thực báo cho mọi người, cái này nhìn như yếu tiểu tạp dịch đệ tử đáng sợ. Chấn kinh, khó có thể tin chấn kinh. Chỉ là vô cùng đơn giản quét qua đem phiến ra sức gió, thế mà đem bên trong môn đệ nhất cao thủ, đại sư huynh quỷ hổ trong nháy mắt bước lui, không có lực phản kháng chút nào, cái này sao có thể. Tất cả mọi người không khỏi triệt để ngây người, nhìn về phía trên đài cái kia như cũ gánh lấy cây chổi, khoan thai tự nhiên chắc phàm. Trong đầu 10.000 đầu thảo nê mã đang phi nước đại. Tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, thực lực như thế, làm sao lại xuất hiện tại tạp dịch phòng loại này tầng dưới chót nhất địa phương đâu. Thạch cung phụng mấy người cũng là tròng mắt bỗng nhiên co lại, trong lòng kinh hãi không thôi. Tuy nhiên bọn họ nghĩ tới cái này chắc phàm thực lực, nhất định không thể coi thường, cho dù là quỷ hổ khả năng cũng rất khó bắt lấy hắn. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến. Lại hội biến thái đến loại này cấp độ. Quỷ hổ cái này nội môn mạnh nhất đệ tử, đừng nói là bắt lấy hắn, thậm chí ngay cả cùng người ta giao thủ tư cách đều không có. Hai người bọn họ căn bản chính là thiên địa khác biệt, không phải một cái cấp bậc tồn tại a. Trong lúc nhất thời, tông môn trưởng lão cung phụng nhóm đã tất cả đều ngây người, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tinh quang sáng láng, tràn đầy vẻ kinh dị. Bất quá đừng nói là bọn họ. Liền xem như Tà Vô Nguyệt cái này đưa đem Trác Phàm đưa tới nhất tông chi chủ, lúc này cũng không nhịn được tròng mắt hung hăng ngưng tụ, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Hắn cùng Trác Phàm gặp nhau, là 3 năm trước kia sự tình, hiện tại cho dù đối tiểu tử này thực lực có kỳ vọng, nhưng cũng không nghĩ tới Trác Phàm vậy mà có thể mạnh đến mức độ này. Dù sao, hắn cũng không biết Trác Phàm về sau lại cho mình làm bao nhiêu thoát thai hoán cốt cải tạo, cũng không biết cái kia Kỳ Lân Tí lợi hại. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, trong lòng quả nhiên là vừa mừng vừa sợ, Trác Phàm biến thái thực lực, đã để vị tông chủ này cảm thấy, đem như thế cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần quái vật kéo vào tông môn, thật sự là kiếm đại phát, so với lúc trước suy nghĩ, còn muốn kiếm được nhiều hơn. Giờ này khắc này, hắn lại nghĩ tới lúc trước chỗ nỗ lực viên kia cửu phẩm linh đan lúc, chẳng những cảm giác cực kỳ giá trị, thậm chí cảm thấy đây quả thực là một đồng tiền mua tòa mỏ vàng giống như, mừng rỡ. Đến mức cái kia 4 cái chuẩn bị nhập chủ tinh anh nội môn đệ tử, lúc này cũng đã là hoàn toàn mắt trợn tròn. Khuê Lang cùng Nguyệt Linh còn tốt, dù sao lúc trước liền biết Trác Phàm thực lực, tâm lý có cái chuẩn bị, nhưng dù vậy, Trác Phàm hôm nay cái này vừa ra tay, vẫn như cũ để bọn hắn rung động không thôi, cảm thán liên tục. Trên đời này, tại sao có thể có như thế biến thái quái vật tồn tại? Mà Hồ Mị Nhi cùng Liễu Húc hai người, cũng đã hoàn toàn mơ hồ, thực lực như thế. Đừng nói là quỷ hổ, liền xem như tinh anh đệ tử bên trong các sư huynh, đoán chừng cũng rất khó so ra mà vượt đi. Lẫn nhau nhìn một chút, hai người trên mặt đều hiện ra đắng chát,
Trác Phàm cường đại, đã đạt đến để bọn hắn bất luận như thế nào vắt hết óc, đều cảm giác đến không thể làm gì trình độ. Quỷ hổ ngơ ngác nằm tại đài diễn võ bên bờ khối kia trên đất đá, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, hai mắt mở to, trong ánh mắt, lộ ra vô tận hoảng sợ. Đây là hắn từ trước tới nay, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tử vong. Hắn chưa từng có nghĩ tới, cùng thế hệ bên trong, sẽ có một người có thể tại trong lúc phất tay, tùy tiện giết chết hắn, dường như giết chết một con kiến đồng dạng nhẹ nhõm tự tại. Trác Phàm cái kia cỗ lạnh nhạt cùng bình tĩnh, để hắn cảm thấy chánh thức khủng bố. Đối mặt Trác Phàm, hắn phảng phất tại đối mặt tông môn cung phụng một dạng, bởi vì bọn hắn đều quá mạnh, trong mắt đều không có hắn đệ tử này cái bóng. Hắn, đối bọn hắn căn bản không cấu thành uy hiếp. Ngoài ngàn mét trong rừng rậm, cái kia ba đạo bóng xám một mực nhìn chăm chú lên diễn võ đài phía trên hết thảy động tĩnh, lúc này cũng đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Vốn là bọn họ coi là quỷ hổ đã coi như là lần này nội môn thi đấu bên trong, biết tròn biết méo đệ tử, đáng giá bồi dưỡng một phen. Kết quả bọn hắn nước bọt vừa rời đi miệng không lâu, còn chưa rơi xuống đất, thì lại chạy ra một cái càng mạnh đến, trong nháy mắt liền đem quỷ hổ cái này đại tài cho miểu sát đến không còn sót lại một chút cặn. Điều này không khỏi làm cái này ba cái lúc trước còn than thở, cảm giác tông môn lại không hy vọng người, bỗng dưng ngọn lửa hy vọng lại cháy hừng hực lên. Nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, đều lộ ra một cỗ trần trụi dục vọng. Tiểu tử này, chúng ta nhất định muốn đem hắn kéo vào tinh anh. Một bóng người ừng ực một tiếng nuốt ngụm nước bọt, thân thể đều kích động run rẩy, lại nói, tiểu tử này lai lịch gì a, là chúng ta Ma Sách Tông đệ tử sao? Có dạng này kỳ tài, vì sao chúng ta sớm chưa từng nghe nói? Bất giác trì trệ, khác một bóng người thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, suy nghĩ rất lâu, lại là thì thào lên tiếng, ta nhìn hắn giống tạp dịch phòng người, chúng ta không biết cũng là bình thường. Cái gì, tạp dịch phòng đệ tử? Như thế đại tài, thế mà đặt ở tạp dịch phòng loại địa phương kia, trong tông bọn này hỗn chướng tên khốn kiếp cũng quá không phải thứ gì, rõ ràng cũng là tại mang ra chúng ta Ma Sách Tông cái bản A. Thứ ba đạo nhân ảnh nghe xong lời ấy, không khỏi giận dữ lên tiếng, tiếp lấy lại một mặt hy vọng nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, cười đùa nói, ha ha ha. Cuối cùng đến cái có hy vọng nhân tài, mặc kệ, ngày mai chúng ta liền đi cùng Vô Nguyệt muốn người, đem tiểu tử này theo tạp dịch phòng, lấy tới chúng ta tinh anh đệ tử bên trong đến. Nghe được lời này, khác một bóng người cũng là khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng còn có một người lại là trầm ngâm rất lâu, bất đắc dĩ thở dài, ai, các ngươi đừng quên, nhập tạp dịch phòng, cho dù làm ra đến, cũng là không vào tinh anh. Đây là tông quy, cho dù Vô Nguyệt là tông chủ, chỉ sợ. Cái này cái gì phá quy củ, cái gọi là anh hùng không hỏi xuất xứ, đại cung phụng không phải cũng là tạp dịch phòng đi ra à, chẳng lẽ tạp dịch phòng ra nhân tài, chúng ta còn không thể thu đúng hay không? Người kia lời còn chưa dứt, thứ ba đạo nhân ảnh đã là nhìn không được mắng to lên tiếng. Liếc nhìn nhau, mặt khác hai đạo nhân ảnh cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ai, cái này tông quy theo thật lâu trước thì định ra, vì cũng là cam đoan tinh anh đệ tử hoàn mỹ thuần chủng. Dù sao, nhập tạp dịch phòng người, không phải mang tội chi thân, cũng là đã từng bị đào thải đệ tử, trên thân đều có vết bẩn. Riêng là bị đào thải đệ tử, thoạt đầu bị đào thải, chỉ có thể chứng minh hắn căn cốt không tốt. Sau cùng cho dù phục linh đan diệu dược, hoặc là khắc khổ nỗ lực xông ra tạp dịch phòng, bẩm sinh tư chất dù sao có thiếu hụt, khó có thể nhập chủ tinh anh. Ha ha, tất cả trong môn quy, ta coi thường nhất cũng là điểm này. Bẩm sinh có thiếu hụt, còn không cho phép người ta ngày ngày đền bù. Ta Ma đạo lấy cường giả vi tôn, quản ngươi là làm sao mạnh lên, chỉ cần đủ mạnh là được, chẳng lẽ còn tra người ta tổ tông 18 đời căn cốt sao? Cái kia thứ ba đạo nhân ảnh giận không chỗ phát tiết, hùng hùng hổ hổ. Còn lại hai người cũng là bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, thở dài nói, ai, căn cốt không tốt, tất nhiên đã định trước ngày sau đường sẽ không quá dài. Lấy trước định ra cái quy củ này tông môn cao tầng, có lẽ là vì tông môn tương lai cân nhắc, nhưng không nghĩ tới bây giờ lại trở thành trở ngại tông môn phát triển chướng ngại vật. Đúng vậy a, tạp dịch phòng hiện tại đều thành ngươi lừa ta gạt, mưu hại đồng môn bãi rác. Một số có tài người, chỉ cần bị làm tiến ở trong đó, đời này coi như xong. Nguyệt Linh cùng Khuê Lang hai cái này vãn bối, xem như gặp may mắn, bởi vì lập đại công, còn có thể trở về. Nhưng còn có bao nhiêu đệ tử kiệt xuất, là bị vu hãm xung quân tới đó, sau cùng chết già ở bên trong đây, ai? Thứ ba đạo nhân ảnh hít sâu một hơi,
ai thán lại phun ra một ngụm chọc khí, trong miệng đều là đắng chát. Còn lại hai người nhìn thấy, cũng là khổ cười ra tiếng. Thật lâu, cái kia thứ ba đạo nhân ảnh bỗng nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, bình tĩnh lên tiếng, không được, lấy trước mắt những cái kia tinh anh đệ tử thực lực, căn bản tham gia không xong long hội, tiểu tử này nhất định phải nhập tinh anh, không phải vậy cũng quá đáng tiếc. Bất kể như thế nào, ba người chúng ta nhất định muốn đem tiểu tử này làm tiến đến, cho dù làm trái tông quy, cũng không chối từ. Còn lại hai người nghe đến, liếc mắt nhìn nhau, tiếp lấy cũng tất cả đều kiên định gật đầu. Một phương diện khác, trên diễn võ trường, tại cuồng phong cạo qua chỗ, một mảnh hỗn độn, toàn trường trên dưới, lặng ngắt như tờ. Tà Vô Nguyệt đang run lên mấy hơi về sau, bất giác ngửa mặt lên trời cười to mà ra, tán dương, ha ha ha. Thật là một cái tốt tạp dịch a, quả nhiên rất biết quét dọn, không nhuốm bụi trần. Gương mặt nhịn không được hung ác run rẩy, Thạch Cung Phụng cùng đại trưởng lão bọn người, nghe được lời này, nhất thời tức xạ mặt lại như là thác nước rơi xuống. Chế diễu, trần trụi chế diễu. Tà Vô Nguyệt trong lời nói mỉa mai chi ý, bọn họ lại có thể nghe không hiểu. Cái gì gọi là tốt tạp dịch, quét dọn không nhuốm bụi trần. Vừa mới trác phàm cây chổi là đúng người nào, không phải liền là quỷ hổ sao? Tà Vô Nguyệt lời ấy, cũng là đem quỷ hổ, thậm chí là những thứ này chuẩn bị tiến vào tinh anh nội môn đệ tử, so sánh là cho bụi, chắc là nhanh chóng quét dọn. Đây rõ ràng cũng là giữa ban ngày đánh bọn hắn những lão gia hỏa này mặt, thế nhưng là Tà Vô Nguyệt không có nói rõ, bọn họ cũng không tiện quá phản bác. Chỉ có thể mặt âm trầm, giữ im lặng. Đa tạ tông chủ khích lệ, không biết còn có cái gì muốn đánh quét sao? Trác Phàm cung kính liền ôm quyền, theo hắn lời nói nói. Thế nhưng là lời vừa nói ra, Hồ Mỹ Nhi cùng Liễu Húc hai người, nhất thời liền khẩn trương lên, nhìn lấy Trác Phàm bên kia phương hướng, thân thể nhịn không được lắc một cái, cùng nhau lui về phía sau một bước. Trong lòng một trận cười lạnh, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh hai người khinh thường bĩu môi, nguyên lai hai người các ngươi cũng có sợ hãi thời điểm. Đem bốn người hết thảy thu hết vào mắt, Tà Vô Nguyệt bất giác suy cười một tiếng. Phất phất tay nói, không cần, người rất biết quét dọn, nhưng người hôm nay thật nhớ lầm thời gian, vẫn là trở về đi. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm khẽ gật đầu, gánh lấy cây chổi, chậm chậm rời đi, lại không có lúc trước để ý như vậy cẩn thận. Như là đã lộ ra bộc lộ tài năng, hắn cũng không cần thiết lại điệu thấp đi xuống. Mà vây xem mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng hoàn toàn biến, ngạc nhiên, nghi hoặc, sùng kính, rung động chờ chút. Phốc, một tiếng vang trầm, quỷ hổ cuối cùng theo diễn võ đài phía dưới đứng lên, nhìn lấy Trác Phàm cái kia mây trôi nước chảy bóng lưng, trong mắt chỉ có thật sâu sợ hãi cùng kiêng kỵ. Chỉ là giao một tay mà thôi, nhưng là trong lòng của hắn đã rất rõ ràng, lại cũng không muốn gặp người này. Hồ Mỹ Nhi cùng Liễu Húc hai người thì cũng là thở dài ra một hơi, yên lòng. Vừa mới Trác Phàm cùng Tà Vô Nguyệt hai người làm trò bí hiểm, có lẽ người khác nghe không hiểu. Nhưng bọn hắn liên quan sự tình người, thế nhưng là tâm lý cùng như gương sáng một dạng. Hiện tại tông chủ là không cần hắn lại ra tay, nếu là lại để cho hắn quét dọn lời nói, hắn nên đánh quét người nào, còn không phải hai người bọn họ a. Còn tốt, tông chủ coi như kiêng kỵ Nhị Cung Phụng bọn họ, không có làm ra đuổi tận giết tuyệt sự tình. Thế mà, hai người bọn họ vừa mới an tâm lại, Tà Vô Nguyệt khóe miệng lại là lần nữa vẽ lên một đạo tà dị đường cong. Quay đầu nhìn về phía trên đài một người khác, lộ ra băng lãnh khí tức thiếu nữ, Nguyệt Nhi, khẽ cười nói, ngoại môn đệ tử Nguyệt Nhi, vừa mới cái kia Trác Phàm chạy tới, là vì quét dọn nơi này, vậy ngươi chạy tới, lại vì chuyện gì? Khởi bẩm tông chủ, đệ tử bất mãn lần này nội môn thi đấu kết quả, đặc biệt tới khiêu chiến. Trùng điệp liền ôm quyền, Nguyệt Nhi ấn Trác Phàm dậy nàng chỗ nói, khom người bẩm báo. Trong lòng không khỏi giật mình. Nguyệt Linh cùng Khuê Lang liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ lo lắng. Lớn mật, nội môn thi đấu kết quả, há lại cho ngươi một cái ngoại môn đệ tử tùy ý can thiệp. Thạch Cung Phụng không khỏi sững sờ, lớn tiếng trách mắng. Vốn là nếu là bình thường lời nói, hắn cũng sẽ không nói cái gì, một cái ngoại môn đệ tử khiêu chiến nội môn đệ tử, cái kia thắng xác suất cơ bản là không. Nhưng là hôm nay không giống nhau, Trác Phàm là tông chủ người, hắn mang đến cái này tiểu cô nương. Không cần phải nói, cũng là tông chủ an bài. Đã như vậy, người ta thì đến có chuẩn bị, lấy có lòng không toan tính, hắn tự nhiên có thể tránh cho thì tránh cho. Thế nhưng là hắn muốn tách rời khỏi một trận chiến này,
Tà Vô Nguyệt lại có thể để hắn toại nguyện. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Tà Vô Nguyệt chậm rãi khoát khoát tay, chậm chậm nói, Thạch Cung Phụng lời ấy sai rồi, chúng ta Ma Sách Tông vốn là làm theo chính là cường giả vi tôn, trong tông bất luận kẻ nào đều không sợ khiêu chiến. Nếu là muốn nhập chủ tinh anh đệ tử, thì càng cái kia có dạng này phẩm chất riêng. Nếu không sợ đầu sợ đuôi, làm sao được tính là ta Ma Sách Tông tinh anh đệ tử. Không khỏi một trận ngữ trệ, Thạch Cung Phụng ria mép hơi hơi động động, lại là không nói ra một câu. Thế nhưng là rất nhanh, hắn con ngươi liền hai bên đi loanh quanh, nghĩ đến chủ ý, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi, trịnh trọng cảnh cáo nói, tiểu cô nương, ngươi cần phải hiểu rõ, phải chăng muốn tiến hành khiêu chiến. Tông môn quy củ, nội môn không thể áp ngoại môn không thể lấn tạp dịch, hết thảy cũng làm theo quy tuân theo. Thế nhưng là ngươi một khi dĩ hạ phạm thượng, liền sinh tử vô luận. Cho dù là tông chủ, đến lúc đó đều bảo vệ không mạng ngươi. Thạch Cung Phụng lời ấy nói rất rõ ràng, mặc dù là muốn lừa dối lui Nguyệt Nhi, nhưng cũng là tình hình thực tế. Coi như ngươi là tông chủ người, một khi tiến hành khiêu chiến, cũng là hai người sự tình, ngươi coi như gặp phải nguy hiểm, tông chủ hắn cũng không thể ra tay cứu ngươi, ngươi phải suy nghĩ kỹ chính mình đường lui, khác thay người làm đầu thương. Nguyệt Linh cũng là trong lòng siết chặt, một mặt lo lắng nhìn về phía Nguyệt Nhi. Thế nhưng là Nguyệt Nhi lại là mỉm cười, lại cung kính cúi đầu nói, đa tạ Thạch Cung Phụng nhắc nhở, Nguyệt Nhi minh bạch. Nhưng Nguyệt Nhi tâm ý đã quyết, ngài thì không cần nhiều lời. Ha ha ha, tốt, lấy thấp đánh cao, can đảm lắm. Thạch Cung Phụng ria mép khẽ nhúc nhích, còn muốn lại lừa gạt thứ gì, cũng là bị Tà Vô Nguyệt cười to một tiếng đánh gãy, thật sâu nhìn cái kia Nguyệt Nhi liếc một chút. Tà Vô Nguyệt hình như có chỉ mà nói, Nguyệt Nhi, người muốn khiêu chiến người nào? Cái này năm vị tinh anh đệ tử, cũng không hoàn toàn là quả hồng mềm, có thể để ngươi nắm, ngươi nhưng là cần nghĩ kỹ lại nói, chớ lầm khanh khanh tánh mạng. Ánh mắt khẽ híp một cái, Nguyệt Nhi khóe miệng xẹt qua tự tin đường cong, chậm rãi quay đầu, đem khiêu khích ánh mắt rơi xuống hồ Mị Nhi chỗ đó, cười khẽ một tiếng, Mị Nhi sư tỷ, không ngại lời nói, đem ngươi tinh anh đệ tử tên tuổi nhường lại đi. Lộp bộp, trong lòng bất giác siết chặt, tuy nhiên Nguyệt Linh sớm đã biết trác phàm dự định, là để Nguyệt Nhi khiêu chiến Hồ Mị Nhi, nhưng tránh thức nhìn đến hai người đối đánh nhau lúc, nàng tâm vẫn là không nhịn được lo sợ lên. Cho dù đi qua trác phàm 3 tháng điều giáo, Nguyệt Nhi thực lực đột nhiên tăng mạnh, trong nháy mắt tiến vào thiên huyền 9 tầng tu vi. Nhưng là cái kia Hồ Mị Nhi thế nhưng là thần chiếu tam trọng cảnh cường giả, lấy thiên huyền cảnh đối thần chiếu cảnh đã bất lợi. Huống chi trung gian còn kém tứ trọng tu vi công lực đâu. Phần này chênh lệch, thế nhưng là không thể tính theo lẽ thường a. Mà Hồ Mị Nhi nhìn đến Nguyệt Nhi nhìn mình lúc, cũng là lông mày nhíu lại, sững sờ mấy giây, tiếp lấy lại là giận quá thành cười, châm chọc nói, ha ha ha. Tốt, Nguyệt Nhi, tỷ tỷ ngày thường thật sự là không có phí công thương ngươi. Tuy nhiên tỷ tỷ bình thường đối ngươi ôn nhu, nhưng ngươi cũng không thể đem ta xem như là quả hồng mềm a. Vừa dứt lời, Hồ Mị Nhi đột nhiên trong mắt ngưng tụ, toàn thân khí thế mãnh liệt phát ra. Mà lần này, Khuê Lang Nguyệt Linh lại là không khỏi quá sợ hãi, kêu lên sợ hãi, cái gì, thần chiếu tứ trọng cảnh, cái này Hồ Mị Tử vậy mà lại đột phá. Cái này Hồ Mị Tử thế mà đột phá thần chiếu tứ trọng cảnh, cứ như vậy, hai người chênh lệch nhưng chính là ngũ trọng tu vi công lực. Trong lúc này khoảng cách, càng thêm sâu không thấy đáy. Nguyệt Linh cùng Khuê Lang lẫn nhau nhìn xem. Mi đầu thật sâu nhăn lại, trong lòng càng thêm lo lắng. Tà Vô Nguyệt cũng là mi đầu hơi hơi lắc một cái, bất giác sờ mũi một cái, đối tiểu cô nương này trong lòng không chắc. Dù sao, Nguyệt Nhi là trác phàm một tay điều giáo, nhà đầu này thực lực như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá như thường lệ ý đến xem, thiên huyền đối thần chiếu, trung gian còn có ngũ trọng tu vi chênh lệch, quả nhiên là không có phần thắng chút nào có thể nói. Ha ha ha, Nguyệt Nhi. Đây chính là chính ngươi lại muốn tìm chết, đến lúc đó nhưng là cũng đừng trách tỷ tỷ xuất thủ quá nặng a. Hồ Mị Nhi cũng là nhìn về phía Nguyệt Nhi phương hướng giễu cợt liên tục, thuận tiện khiêu khích nhìn Nguyệt Linh liếc một chút. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Nguyệt Linh song quyền nắm chặt, hàm răng hung hăng cắn, trợn mắt nhìn. Thế nhưng là, đối mặt cái này Hồ Mị Tử phách lối, Nguyệt Nhi lại là cười lạnh, chẳng thèm ngó tới, ngược lại trong tay ánh sáng lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện một thanh rét lạnh thanh mang loan đao. Bát phẩm ma bảo. Trong mắt nhìn không được hung hăng co lại, tại chỗ tất cả trưởng lão cung phụng cũng bất giác cùng nhau quá sợ hãi.
Bát phẩm ma bảo, cho dù là bọn họ cái này tông môn cao tầng trong tay, cũng chưa chắc người người đều có một kiện. Thế nhưng là cái này ngoại môn tiểu nha đầu, từ nơi nào đến là như thế bảo bối. Hơn nữa nhìn đao phong này thủ pháp luyện chế, trong cương có nhu, hàn khí bên trong mang theo nóng rực, âm dương phối hợp, tranh nhau phát sáng nhật nguyệt, quả nhiên là xuất từ đại sư thủ bút ha. Không phải phổ thông bát phẩm ma bảo, có thể so sánh nghĩ tồn tại. Cho dù là tông chủ Tà Vô Nguyệt, nhìn lấy đao phong kia phía trên lóa mắt quang huy, lúc này cũng không thấy mí mắt nhảy nhót, lộ ra tham lam ánh sáng. Khó trách tiểu cô nương này tự tin như vậy, nguyên lai là thật có chuẩn bị mà đến a. Xác thực, có cái này bát phẩm ma đao hộ thân, trong lúc này chênh lệch ngũ trọng cảnh tu vi, cũng rất dễ dàng thì bắt kịp. Chỉ là, tiểu tử này còn thật đầy đủ dốc hết vốn liếng, liền bát phẩm ma bảo đều đưa cho nha đầu này. Nếu là bản tông lời nói, đoán chừng còn không nỡ đâu. Thật sâu hít một hơi, Tà Vô Nguyệt trong lòng không khỏi thầm cười một tiếng. Hắn đương nhiên minh bạch, một cái phổ phổ thông thông ngoại môn tiểu cô nương, làm sao có thể có bát phẩm ma bảo dạng này ra sản, khẳng định là trác phàm cho nàng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, tiểu tử này bây giờ phát tài à, trước kia một khỏa cửu phẩm linh đan liền có thể thu mua hắn, hiện tại hắn ngược lại là tiện tay thì đưa ra một kiện bát phẩm ma bảo. Quả nhiên là khất cái thay mới trang, trong nháy mắt biến thổ hào. Xem ra có thời gian phải đi cái kia nhi nhiều đi loanh quanh, nhìn hắn còn có vật gì tốt che giấu, hắc hắc hắc. Tà Vô Nguyệt trong lòng đánh lấy tính toán, nhịn không được cười ra tiếng. Hồ Mị Nhi nhìn lấy cái này sáng loáng đao mang, lại là mí mắt nhịn không được run run, trong lòng bất giác run lên, nhưng miệng phía trên vẫn như cũ cường thế cười nói, hừ hừ hừ. Quả nhiên là súng hơi đổi pháo. Đến đồ chơi hay, khó trách dám phách lối như vậy. Bất quá ngựa tốt phối tốt hiên, cái này bát phẩm ma bảo đến trên tay ngươi, chưa hẳn có thể phát huy ra uy lực chân chính. Ngươi cũng đừng quên, ngươi ẩm ma đao pháp là ta truyền, ngươi từ nhỏ đến lớn tu luyện, cũng là ta một tay an bài dạy bảo. Ngươi có bao nhiêu cân lượng, ta thế nhưng là tương đối rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng một thanh bát phẩm ma đao, thì có thể đánh bại ta sao? Ha ha ha, thật sự là chuyện cười. Há, thật sao? Mi đầu bất giác vẩy một cái, Nguyệt Nhi không khỏi tà cười ra tiếng, tiếp lấy toàn thân cao thấp một cỗ cực kỳ âm hàn lực lượng đột nhiên tụ tập tại đao phong kia phía trên. Chỉ một thoáng, toàn bộ diễn võ đài nhiệt độ bắt đầu kịch liệt hạ xuống, từng trận âm sát chi lực, không ngừng mà ngưng tập hợp một chỗ, một số thực lực thấp đệ tử, nhất thời liền cảm thấy thân thể lắc một cái, nhịn không được run lấy cuộn mình lên. Tựa hồ bọn họ nhập hầm băng đồng dạng, tiếp qua giây lát thời gian, liền sẽ bị đông cứng chết. Hồ Mị Nhi gặp này, mi đầu cũng là không khỏi nhất động, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ kinh dị, không thể tin nói, ngươi. Ngươi đây là cái gì lực lượng? Cười lạnh, Nguyệt Nhi không có trả lời, chỉ là tiện tay một đao, hướng bên cạnh vung ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ diễn võ đài nhất thời bị một bổ hai nửa, mà lại cái kia vết cắt vị trí, xì xì thanh âm không ngừng phát ra, từng đạo băng hàn dòng khí màu xám. Quấn ở cái kia kẽ hở ở giữa, cũng đang không ngừng hủ thực trên bàn cái kia cứng rắn tảng đá. Thật là tinh thuần âm sát chi lực, trong mắt không khỏi sáng lên, Tà Vô Nguyệt không khỏi khen lớn lên tiếng, đồng thời trong lòng âm thầm tán thưởng. Trác Phàm tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào điều giáo nha đầu này, vậy mà có thể làm cho nàng tu ra như vậy thuần âm cực hạn lực lượng. Cứ như vậy, cho dù nàng không cần cái này bát phẩm ma đao, giữa hai người công lực kém cách, cũng tại cấp tốc rút ngắn. Dù sao công lực ở giữa mạnh yếu, không chỉ là tu vi mà thôi, còn muốn từ gân mạch cường độ, độ rộng cùng nguyên lực tinh thuần trình độ mà định ra. Giống tiểu cô nương này, rất rõ ràng ngay tại nguyên lực tinh thuần phía trên, vượt xa tại chỗ tất cả mọi người, bao quát một ít trưởng lão ở bên trong. Điều này không khỏi làm tất cả trưởng lão cung phụng cũng không khỏi trong lòng kinh hãi, nhìn về phía Nguyệt Nhi ánh mắt, tràn đầy vẻ kinh dị. Mà Nguyệt Linh hai người nhìn về phía Nguyệt Nhi phương hướng, thì càng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không biết Trác Phàm đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, có thể đem Nguyệt Nhi tại như thế trong thời gian ngắn, thoát thai hoán cốt. Bọn họ chỉ biết là, Trác Phàm quái vật kia, đang đem Nguyệt Nhi biến thành cùng hắn đồng dạng quái vật tồn tại. Sư muội, cẩn thận, mí mắt bất giác hung hăng nhảy nhót, Liễu Húc nhìn lấy cái kia quỷ dị một đao chi uy, trong lòng cũng không nhịn được có chút kiêng kỵ, nhìn về phía Hồ Mị Nhi mở miệng nhắc nhở. Hơi hơi gật gật đầu, Hồ Mị Nhi cuối cùng thu hồi lòng khinh thị,
sắc mặt biến đến ngưng trọng dị thường. Giờ này khắc này, nàng cũng sẽ không lại đem tiểu cô nương này làm thành là lúc trước cái kia có thể mặc nàng bài bố tiểu nha đầu. Hiện tại nha đầu này, giống như một cái ngay tại khỏe mạnh trưởng thành tiểu hổ, đang từng bước uy hiếp nàng địa vị, thậm chí sinh mệnh. Tuyệt không thể lưu nàng. Trong lòng bất giác quát lạnh một tiếng, Hồ Mỹ Nhi trong mắt nhất thời lóe qua một đạo trần trụi sát ý, tiếp lấy nhưng ngửi ông một tiếng không gian ba động, một đạo vô hình gợn sóng liền bỗng dưng hướng Nguyệt Nhi bắn xuyên qua. Không tốt, là nguyên thần trùng kích, Nguyệt cẩn thận. Nguyệt Linh gặp này, không khỏi khẩn trương, vội vàng tật hô ra tiếng. Nguyệt Nhi cho dù thực lực đề cao, nhưng dù sao cũng là thiên huyền tu giả, nguyên thần cường độ là cái xương sườn mềm. Một khi bị nguyên thần trùng kích trọng thương, nhẹ thì đầu váng mắt hoa, hôn mê bất tỉnh, nặng thì rất có thể liền sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Bất quá, đối mặt cái này bất chợt tới nhất kích, Nguyệt Nhi lại là không chút phật lòng, khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, hừ nhẹ lên tiếng, Hồ Mỹ Nhi, ngươi cho rằng ta một cái thiên huyền tu giả, có can đảm khiêu chiến ngươi cái này đường đường thần chiếu cao thủ, thật chẳng lẽ biết một chút bảo hộ nguyên thần cũng không có chuẩn bị sao? Nói, cái kia đạo nguyên thần trùng kích đã là đi vào trước người nàng, nhưng khi cái kia tràn ngập sát ý lực lượng nguyên thần hung hăng đụng vào trên người nàng lúc, lại là đụng một tiếng vang thật lớn, không ngờ hóa thành một đạo thanh mang, trong nháy mắt thay đổi đầu thương, hướng Hồ Mỹ Nhi xông lên trở về. Oanh! Hoàn toàn không ngờ rằng là như tình huống như vậy. Hồ Mỹ Nhi lúc này bị đánh trở tay không kịp, thanh quang nhập thể, đầu oanh minh, tựa như một thanh liệt diễm trong đầu thiêu đốt đồng dạng, để cho nàng đau đớn dị thường, nhịn không được ôm đầu phủ phục xuống tới, kêu thảm thiết liên tục, chờ một phút sau, mới lại dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là sắc mặt nàng đã là trong nháy mắt trắng bệch xuống tới, rất rõ ràng là nguyên thần trọng thương. Không khỏi trong lòng cả kinh, tất cả mọi người là một bộ rất là kỳ lạ bộ dáng. Cái này là làm sao, vừa mới nàng không phải dùng nguyên thần trùng kích đi đối phó Nguyệt Nhi a, làm sao cái kia trùng kích lực ngược lại là cho bắn ngược trở về, mà lại chính nàng ngược lại không thể thừa nhận, ngã xuống đất không dậy nổi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn lấy hai người, trong lòng một trận không hiểu. Nguyệt Nhi nhạt cười một tiếng, nhẹ trương miệng thơm, lại là theo trong miệng xuất ra một khỏa hiện ra thanh sắc hỏa quang hạt châu, lóa mắt dị thường. Cái đó là, cửu phẩm linh binh, định hồn châu. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Tà Vô Nguyệt không khỏi kêu lên sợ hãi. Còn lại trưởng lão cung phụng nghe đến, cũng là quá sợ hãi, khó có thể tin nhìn sang. Ai cũng biết, định hồn châu là Huyền Thiên Tông trấn tông chi bảo, ở cái này khu vực bên trong, chỉ cái này một nhà, không còn chi nhánh. Nhưng là bây giờ, hạt châu này như thế nào lại chạy đến tiểu nha đầu này trong tay đâu? Tất cả lão đầu tử đều là một mặt mê hoặc, do dự không thôi. Nguyệt Nhi nhìn thấy, không khỏi cười nhạt một cái nói, này châu thủ pháp luyện chế tuy là bắt nguồn từ định hồn châu, nhưng lực lượng lại vượt xa định hồn châu phía trên. Định hồn châu chỉ có thể bảo hộ nguyên thần, mà cái này thanh viêm châu, thêm vào một loại cường đại nguyên thần hỏa diễm. Một khi có người dùng lực lượng nguyên thần công kích nó, tất sẽ gặp phải nó phản phệ. Mang theo ngọn lửa kia lực lượng, gấp bội bắn ngược đến trên người đối thủ. Để cho nàng tự ăn ác quả. À, thì ra là thế, là định hồn châu gia cường phiên bản A. Bất giác bừng tỉnh đại ngộ, các vị trưởng lão cung phụng liếc nhìn nhau, đều là gật gật đầu. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi trong tay hạt châu, bất giác tất cả đều lộ ra vẻ tham lam. Ai, cái này cửu phẩm ma bảo, thật là đồ tốt. Chỉ là đồ chơi tốt như vậy, làm sao lại hết lần này tới lần khác rơi xuống một cái ngoại môn đệ tử trong tay. Thật sự là phung phí của trời, nếu để cho lão phu lời nói. Trong mắt lóe ra dạng dỡ tinh quang, các vị cao tầng khóe miệng, cũng nhịn không được khô khốc liếm liếm. Đáng chết tiểu nha đầu phiến tử, đồ bằng trong tay ma bảo lợi hại, không có gì bản lĩnh thật sự. Có gan ngươi cùng lão nương, chân ướt chân ráo làm một cuộc a. Hung hăng khẽ cắn môi, Hồ Mỹ Nhi cuối cùng rốt cuộc không kềm được, lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Cười lạnh. Nguyệt Nhi từ chối cho ý kiến nói, những thứ này ma bảo cũng là ta một phần thực lực, không cho phép người khác nói này nói kia. Ma Tông không có cái gì thắng không anh hùng, chỉ cần thắng, thì là tuyệt đối. Lại nói, ngươi một cái thần chiếu tứ trọng cao thủ, lại muốn để cho ta cái này thiên huyền cảnh thu giả theo ngươi không cần ma bảo trần trụi đánh, ngươi cũng không cảm thấy ngại, hừ. Ngươi, trong mắt nhìn không được hung hăng co lại,
Hồ Mỹ Nhi tức giận đến hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu nha đầu, lúc nào học được như thế miệng lưỡi bén nhọn. Nghe được lời này, Nguyệt Nhi trong mắt hơi híp, lại là cũng không nói lời nào, trong tai chỉ là hồi tưởng đến cái kia thanh âm quen thuộc. Cùng thù địch chiến, không chỗ không dùng hết sức, dùng ngôn ngữ kích động đối phương tâm cảnh, cũng là chế thắng chi đạo. Người cái này lạnh lùng tính tình, cái kia sửa lại. Đây là Trác Phàm tại cái kia trong nghĩa trang, nói chuyện với nàng. Bây giờ đối mặt cái này Hồ Mỹ Nhi, Trác Phàm nói tới mỗi một câu tựa hồ cũng được đến xác minh. Nguyệt Nhi bất giác mỉm cười, Loan Đao ngang đứng ở trước, cười nhạo nói, Mỹ Nhi sư tỷ, người đối với ta có thù, cũng đối với ta có ân. Bây giờ ngươi nguyên thần trọng thương, rất khó lại cử động, ta thì hướng ngươi bổ một đao, mặc kệ ngươi có thể hay không đứng vững, từ đó ân oán coi như thôi. Nói, Nguyệt Nhi Loan Đao giơ lên cao cao, phía trên âm hàn chi khí, đang không ngừng tụ tập. Nhìn lấy đây hết thảy, Hồ Mỹ Nhi trong mắt lại là hiện ra quỷ dị ánh sáng. Hô hô hô, âm phong lệ rít gào, tràn ngập thiên địa. Nguyệt Nhi tay cầm Loan Đao, trực chỉ thương khung, toàn thân âm hàn chi lực, không giữ lại chút nào hướng đao mang kia lấp lóe chỗ tụ tập, tựa hồ đã đem lực lượng toàn thân đều hội tụ tại cái này trong vòng một chiêu. Chỉ một thoáng, bầu trời bị từng tầng u ám vũ khí bao phủ, chung quanh nhiệt độ cũng tại kịch liệt hạ xuống bên trong, thậm chí ngay cả trên trận không gian, cũng đang phát ra hơi hơi rung động, tựa hồ đã không chịu nổi cái này năng lượng cường đại giống như. Trong mắt nhìn không được hung hăng co lại, tại chỗ tất cả cung phụng trưởng lão trong lòng cũng không khỏi hoảng sợ. Tiểu cô nương này âm hàn nguyên lực tinh thuần trình độ, thực sự đã đến không thể tưởng tượng cấp độ. Tuy nhiên nàng chỉ là thiên huyền 9 tầng cảnh, nhưng cái này cường đại áp bách lực, lại cho người ta một loại thần chiếu tứ trọng cao thủ toàn lực nhất kích cảm giác. Cái này nếu là vỗ xuống, Hồ Mỹ Nhi tuy nhiên cũng là thần chiếu tứ trọng, nhưng nàng dù sao vừa mới nguyên thần bị thương nặng, muốn hoàn toàn tiếp được một chiêu này, lại là muôn vàn khó khăn. Bất quá đáng tiếc là, chiêu này uy lực mặc dù lớn, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng a. Mí mắt không cảm thấy hơi hơi run run một chút, tất cả trưởng lão cung phụng đều là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thở dài. Lần này thắng bại đã định, chỉ có phải hay không tiểu cô nương này. Tà Vô Nguyệt nhìn lấy đây hết thảy, cũng là ánh mắt hơi khép, trong lòng cảm thấy có chút không ổn, không khỏi thở dài một tiếng. Uổng công thân này tốt trang bị, tiểu nha đầu này lâm chiến kinh nghiệm, vẫn là quá nhỏ bé a. Mà Hồ Mỹ Nhi thì chăm chú nhìn đối diện cái kia đạo đáng yêu bóng người, ánh mắt lấp lóe, nhưng cũng bất động, yên lặng chờ nàng tụ lực. Chờ thấy được nàng đã lực lượng đạt đến đỉnh phong, cổ tay khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn đánh xuống lúc, mới cười duyên một tiếng, chợt hành động. Ha ha ha, tiểu nha đầu, tỷ tỷ sẽ dạy ngươi một cái đạo lý, trong thực chiến chính xác có thể so sánh lực lượng trọng yếu nhiều. Coi như ngươi một chiêu này uy lực lại lớn, đánh không trúng đỉnh cái dám dùng a. Một tiếng giễu cợt phát ra, Hồ Mỹ Nhi đột ngột đạp nhẹ cước bộ, bỗng nhiên liền phân ra mấy chục đạo bóng người, giống như linh hồ đồng dạng theo mỗi cái phương hướng hướng Nguyệt Nhi phóng đi, trong nháy mắt liền lấn đến gần trước người nàng, huyền giai hạ cấp thân pháp vũ kỹ, mị ảnh cáo tung. Mi đầu nhìn không được run run, Nguyệt Nhi nhìn lấy cái này đầy mắt bóng người, không khỏi hoảng hốt, trên tay giơ Loan Đao, nhìn chung quanh, lại là không biết nên hướng chỗ nào đánh xuống mới đúng. Nguyệt Linh ở phía xa nhìn đến cũng là khẩn trương, hoảng sợ nói, Nguyệt Nhi, cẩn thận, nhanh thu đao phòng thủ. Hi hi ha ha, phòng thủ, đã muộn. Thế mà, Nguyệt Linh vừa dứt lời, Hồ Mỹ Nhi cái kia đắc ý tiếng cười chính là đột nhiên vang lên, sau một khắc, nhưng người hưu một tiếng vang nhỏ, Hồ Mỹ Nhi vũ mị bóng người đã là đột nhiên xuất hiện tại Nguyệt Nhi bên người, hiện ra phấn hồng ánh sáng bén nhọn móng vuốt, nhất chảo hướng nàng bên eo chụp tới. Trong mắt không khỏi co rụt lại, Nguyệt Nhi trong lòng hoảng hốt, lại là đã không kịp phòng thủ. Nguyệt Linh quính lên, một khỏa tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên, trong lòng bàn tay càng là tràn ngập mồ hôi. Tà Vô Nguyệt cùng tất cả trưởng lão cung phụng, thì là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài thắng bại đã định. Tiểu nha đầu này cái gì đều đúng chỗ, mặc kệ là thực lực vẫn là trang bị, duy chỉ có đối với chiến kinh nghiệm, kém cực kỳ. Hồ Mỹ Nhi đầu ngón tay lộ ra sắc bén sắc nhọn kêu, cũng là phát ra đắc ý tiếng cười, tiểu nha đầu phiến tử, tỷ tỷ ta sau cùng sẽ dạy ngươi một cái đạo lý, nếu không phải sinh tử liều mạng, người bình thường đều là cả công lẫn thủ. Ngươi bây giờ đem toàn thân nguyên lực tụ tại lưỡi đao, bên người mình nguyên lực một chút không lưu, không có phòng ngự,
thế nhưng là chí mạng thiếu hụt a. Hiện tại ngươi thì cho ta đàng hoàng đi chết đi, muốn khiêu chiến lão nương, ngươi còn kém 100 năm đâu. Nương theo lấy phách lối quát tiếng ồn, cùng mọi người chung quanh bóp cổ tay thở dài khuôn mặt, Hồ Mị Nhi một mặt điên cuồng hung hăng vồ xuống đi. Nguyệt Nhi nhìn lấy đây hết thảy, mí mắt nhỏ nhảy, nhưng là rất nhanh liền lại bình tĩnh trở lại, khóe miệng không lý do lộ ra một nụ cười quỷ dị. Đụng, giống như chộp vào lớp kín dị thường cứng rắn trên tường đá, Hồ Mị Nhi cái kia sắp cắm vào Nguyệt Nhi vòng eo ma chảo, nhất thời liền dừng lại, khó tiến thêm nữa mảy may. Trong mắt nhịn không được ngưng tụ, Hồ Mị Nhi bất giác quá sợ hãi, nhưng là còn không đợi nàng kịp phản ứng, lại là một tiếng kinh thiên giống to phát ra, đón lấy, Nguyệt Nhi toàn thân kim quang đại thịnh, thẳng chiếu lên toàn bộ trên diễn võ trường tất cả mọi người, đều sáng rõ mắt mở không ra. Giống, từng hồi rồng gầm vang dội giữa trời, một đầu kim long đột nhiên từ kim quang kia bên trong tuôn ra, tiếp lấy long đuôi bãi xuống, giống như một cái trường liên giống như, trong nháy mắt đem Hồ Mị Nhi cái kia đánh lén móng vuốt khóa. Chờ kim quang kia tán đi về sau, xuất hiện ở trước mặt mọi người tràng cảnh, lại là làm cho tất cả mọi người đều ngăn không được tròng mắt rơi một chỗ. Cái kia, đó là cái gì, có quan sát đệ tử, chỉ Nguyệt Nhi phương hướng, kinh ngạc kêu lên. Còn lại đệ tử cũng là ánh mắt sợ run, không rõ ràng cho lắm. Chỉ có những cái kia cung phụng trưởng lão nhóm, chăm chú nhìn cái kia kim quang lập lòe chỗ, cuống họng bất giác hơi khô khô, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Mới hét to lớn tiếng, ta dựa vào, lại là một kiện bát phẩm phòng vệ ma bảo. Không sai, giờ này khắc này, Nguyệt Nhi trên thân chính mặc một bộ áo giáp màu vàng óng, một đầu uốn lượn kim long tại trên khải giáp quay quanh, mà cái kia long đuôi kéo dài chỗ, lại chính là cái kia Hồ Mị Nhi một cánh tay ngọc, giống như một sợi dây xích, đưa nó gấp khóa chặt. Mí mắt nhìn không được hơi động một chút, cho dù là Tà Vô Nguyệt cũng không cảm thấy thở sâu, thở dài lên tiếng. Khó trách tiểu nha đầu này dám không chút kiêng kỵ đem toàn thân nguyên lực tụ tại lưỡi đao, nguyên lai trên thân trừ phòng ngự nguyên thần linh châu bên ngoài, còn có như vậy một kiện hộ mệnh bát phẩm ma bảo a. Hắn nãi nãi, chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, thế mà trang bị cao đoan như vậy, cũng quá không ra gì. Trác Phàm tiểu tử này đã hào phóng như vậy lời nói, lão tử cũng muốn đi chỗ của hắn gõ mấy bút mới được. Ánh mắt khẽ híp một cái, Tà Vô Nguyệt đã hạ quyết tâm. Mà Thạch Cung Phụng bọn người nhìn lấy đây hết thảy, lại là cùng nhau gương mặt co lại, rìa mép khẽ nhúc nhích, khóe miệng trong nháy mắt thì xẹp xuống tới. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, đụng tới thổ hào sao? Một kiện loại hình công kích bát phẩm ma bảo cũng coi như, còn lại hai kiện tất cả đều là loại hình phòng ngự thủ hộ ma bảo, cũng đều là cấp cao phẩm, thế thì còn đánh như thế nào? Có cái này trang bị, người nhà đều có thể trực tiếp khiêu chiến tinh anh. Liếc nhìn nhau. Thạch Cung Phụng bọn họ đều là cười khổ ai thán liên tục. Cái này, đây là vật gì? Hung ác run rẩy chính mình tay ngọc, lại là vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, Hồ Mị Nhi không khỏi quá sợ hãi. Quay đầu khinh miệt liếc nhìn nàng một cái, Nguyệt Nhi không khỏi lộ ra một tia tà dị tiếu dung, Mị Nhi sư tỷ, ngươi mắc lừa. Đây là bát phẩm phòng ngự ma bảo tỏa long khải, một khi có người cận thân công kích ta, liền sẽ bị cái này khải giáp khóa kín, rất khó lại cử động mảy may. Cứ như vậy, ngươi muốn chạy đều chạy không? Ngươi là cố ý lộ ra sơ hở, để cho ta đánh lén. Trong mắt nhịn không được run run, Hồ Mị Nhi nhìn lấy Nguyệt Nhi giảo hoạt ánh mắt, cuối cùng nghĩ đến chân tướng sự tình. Khóe miệng nhếch lên một cái không sai, chính là như vậy nụ cười, Nguyệt Nhi trong mắt lóe tinh quang, thăm thẳm lên tiếng, Mị Nhi sư tỷ, ngươi sẽ không phải quên a, cho dù là sinh tử vô luận khiêu chiến, chỉ cần có người bỏ quyền. Một người khác nhưng là lại không có lý do động thủ, cái này cũng cho chính mình sư phụ cứu trợ chính mình máy hội sở lấy, nếu muốn giết đối phương, chỉ có lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, nhất kích tất sát. Thế nhưng là ta tự hỏi không có năng lực này, chỉ có trước đem ngươi lừa gạt đến, cố định trụ thân thể ngươi, một đao nữa đánh chết ngươi. Nguy đầu không khỏi hung hăng rung động, Hồ Mị Nhi không thể tin nhìn lấy Nguyệt Nhi, phảng phất tại nhìn một cái khác hoàn toàn không biết người đồng dạng. Thì thào lên tiếng, nha đầu, ngươi chừng nào thì biến đến như thế xảo trá. Ngay tại vừa mới, ánh mắt khẽ híp một cái, Nguyệt Nhi khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong, loan đao trong tay hướng về đã không cách nào động đậy mảy may Hồ Mị Nhi, một đao đánh xuống, huyền giai cao cấp vũ kỹ, âm phong đao. Không, không muốn. Nhìn lấy cái kia quỷ dị đao mang tại trong hai con ngươi không ngừng phóng đại,
Hồ Mị Nhi bờ môi cuối cùng run rẩy lên, thì thào lên tiếng. Thế nhưng là nàng lời nói còn chưa nói ra miệng, cái kia đạo sắc bén đao mang đã là trong nháy mắt theo nàng cái trán một bổ xuống, màu đen đao phong hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp theo nàng thân thể ở giữa xuyên qua, hô tiến lên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ diễn võ đài hai bên lắc lư một chút, chậm rãi từ giữa đó phân liệt ra đến, đồng thời nứt ra, còn có Hồ Mị Nhi cái kia cứng ngắc thân thể. Một trái một phải, đổ vào hai khối diễn võ đài phía trên. Chỉ là nàng cái kia nguyên bản mị hoặc hai mắt, lúc này lại tràn đầy kinh hãi chi sắc. Quỷ hồ ở một bên nhìn lấy, mí mắt hơi hơi run run, không khỏi thở dài lên tiếng, Liễu Húc cũng là thân thể chấn động, bất khả tư nghị nhìn lấy tràng cảnh này, sắc mặt dần dần có chút trắng bệch. Hồ Mị Nhi chết, nhưng là đối mặt cái này cường lực một đao, Liễu Húc tự nhận, hắn cũng rất khó chống đỡ được. Nhìn lại Hồ Mị Nhi cái kia thê thảm thi thể, Liễu Húc chỉ cảm thấy trong lòng một trận bi thương. Mà Khuê Lang cùng Nguyệt Linh hai người, thì tất nhiên hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến, cũng có ngày Nguyệt Nhi sẽ biến mạnh như thế, để bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Hồ Mị Nhi cái này Hồ Mị Tử, sẽ bị nàng một đao tuyệt sát, tại chỗ bỏ mình. Thạch Cung Phụng, đại trưởng lão bọn người, sắc mặt hơi có chút âm trầm. Dù sao bọn họ phương này đệ tử, vốn là muốn chiếm một cái tinh anh đệ tử danh ngạch, bây giờ lại bị một cái ngoại môn đệ tử khiêu chiến mà chết, cái này để bọn hắn mặt mo nhất thời có chút không nhịn được. Dù sao, đồ đệ thất bại, chỉ có thể chứng minh sư phụ dạy bảo không đúng, mà dạng này kết quả chính là. Thật sâu nhìn một chút, cái kia Hồ Mị Nhi chết không nhắm mắt thi thể, Tà Vô Nguyệt như có như không lộ ra mỉm cười, thì thào lên tiếng, ha ha ha. Đường đường một cái nội môn đệ tử, thế mà bị một giới ngoại môn đệ tử, một chiêu tuyệt sát, khiêu chiến thành công. Dạng này người, làm sao phối tiến vào tinh anh đệ tử bên trong đâu? Xem ra, nhóm này nội môn đệ tử chất lượng đều không được tốt lắm a. Quả nhiên, người tông chủ này cầm việc này bắt đầu làm mưu đồ lớn. Mi đầu hơi động một chút, Thạch Cung Phụng nhanh chóng vội vàng khom người nói, khởi bẩm tông chủ, Hồ Mị Nhi bỏ mình, đó là nàng tài nghệ không bằng người. Cũng không tốt liên lụy đến còn lại đệ tử trên thân a. Đến mức còn lại một cái danh ngạch, có thể cho hắn đệ tử chống lên. Hỗn trướng, tuyển bạt tinh anh đệ tử tham gia song long hội, há có thể qua loa như vậy. Tùy tiện đỉnh lên một cái đệ tử, liền có thể sao? Bất giác lạnh hừ một tiếng, Tà Vô Nguyệt lúc này quát nói, đã nhóm này đệ tử chất lượng có vấn đề, như vậy lần này nội môn thi đấu kết quả hết hiệu lực, sau 3 tháng, lại đi tỉ thí. Tông chủ, cái này, không cần nhiều lời, ta nếu là tinh anh, không phải là bị người ta một đao thì cắt thành hai nửa phế vật. Thạch Cung Phụng còn muốn nói tiếp, Tà Vô Nguyệt đã là quát lạnh một tiếng, liếc xéo hắn liếc một chút, kiên quyết nói. Trầm ngâm một chút, Thạch Cung Phụng bất đắc dĩ gật gật đầu, thở dài lên tiếng. Hắn hiện ở trong lòng đã xác định, người tông chủ này đã bắt đầu hành động. Thông qua đệ tử ở giữa tỉ thí, đến chọn động đến bọn hắn thượng tầng lợi ích. Tuy nhiên chết một cái Hồ Mị Nhi không tính là gì, thế nhưng là nội môn này thi đấu lại áp sau 3 tháng lời nói, không biết lại hội có biến cố gì. Chỉ cần cho người tông chủ này đầy đủ thời gian đi mưu đồ, bọn họ cũng là không an toàn. Còn người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, Thạch Cung Phụng đột nhiên nhìn hướng phía dưới Nguyệt Nhi, lớn tiếng nói, ngoại môn đệ tử Nguyệt Nhi, như là đã đánh bại nội môn đệ tử Hồ Mị Nhi, vậy liền cái kia nhập chủ nội môn. Hiện tại, người muốn bái ở đâu cái trưởng lão hoặc cung phụng môn hạ, nói đi. Còn có, vị nào trưởng lão cung phụng nguyện ý tiếp nhận nàng, cũng có thể chủ động đưa ra. Lời vừa nói ra, các vị cung phụng trưởng lão liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía dưới Nguyệt Nhi chỗ đó, đều là lộ ra tham lam ánh mắt. Dù sao, nhà đầu này thực lực không yếu, tư chất cũng là thượng thừa, nếu là có thể thu về môn hạ, nhưng là lại là một cái tinh anh đệ tử hạt giống. Mà lại cái kia một thân cấp cao trang bị, thân là sư phụ, còn không chuyện đương nhiên bảo quản đến, chớ để cho người khác trộm đi. Nghĩ như vậy, những thứ này cả ngày sống an nhàn sung sướng các lão đầu tử, đều là lộ ra một bộ mập mờ nụ cười. Ha ha ha, nhà đầu này xem ra không tệ, lão phu cũng nhiều năm chưa từng thu đệ tử. Nếu như các ngươi không muốn lời nói, lão phu thì thu về môn hạ tốt. Một cái ông lão tóc bạc trong mắt hơi híp. Nhìn tất cả mọi người liếc một chút, tuyên bố đối Nguyệt, hoặc là nói là đối cái này ba loại ma bảo quyền sở hữu. Thế nhưng là hắn vừa dứt lời,
một đạo âm dương quái khí thanh âm liền đột nhiên vang lên, ta nói Dương trưởng lão, người chớ có tự làm chủ a. Tiểu nha đầu này lão phu cũng rất thích hợp, sau này vẫn là từ lão phu tự mình dạy bảo nàng đi. Ha ha, cổ trưởng lão, người cái này cũng quá phận, là lão phu trước đưa ra muốn thu lại nàng, chẳng lẽ người càng muốn đoạt người chỗ thích sao? Cái kia Dương trưởng lão song đồng chừng một cái, hung hăng nhìn chăm chú về phía cách đó không xa một cái tóc đen hắc hổ lão nhân, ồm ồm nói. Cái kia như muốn phun lửa ánh mắt, tựa hồ tại cảnh cáo đối phương, người nhà chớ cùng ta tranh giành, không phải vậy ta thì không khách khí. Thế nhưng là cái kia cổ trưởng lão lại là nhẹ hừ một tiếng, không chút phật lòng. Thế mà, đúng vào lúc này, lại một tiếng hừ nhẹ lại là đột nhiên phát ra, ta nói các ngươi hai cái, cũng quá không coi ai ra gì a. Các ngươi muốn thu nha đầu này làm đệ tử, hỏi qua chúng ta người khác sao? Ha ha, người cái không biết xấu hổ Vương lão đầu, năm ngoái ngươi liền đã thu không ít đệ tử, lão phu không tiếc tranh giành. Hiện tại lão phu thật vất vả nhìn lên một cái, ngươi còn muốn chặn ngang một gạch hay sao? Mi đầu bất giác lắc một cái, Dương trưởng lão lúc này giận mắng lên tiếng. Cái kia cổ trưởng lão cũng là ở một bên nói giúp vào, đúng vậy a, mỗi lần ngươi thu đệ tử nhiều nhất, hiện tại còn mặt mũi nào đến cùng chúng ta tranh giành. Tranh thủ thời gian chỗ nào hóng mát, chỗ nào ngốc lấy đi, đừng đến ngại chúng ta sự tình. Ha ha, các ngươi hai cái hiện tại liên hợp lại gạt bỏ ta đúng không, không có cửa đâu. Lão phu trước kia là thu không ít đệ tử, thế nhưng không đều là các ngươi chọn còn lại a. Lần này lão phu cũng mặc kệ nhiều như vậy, vô luận như thế nào đều muốn đem tên đệ tử này thu nhập dưới trướng. Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Vương trưởng lão nhất thời hét lớn lên tiếng, thái độ dị thường kiên quyết. Kết quả là, ba người bắt đầu đại ầm ĩ lên, nhưng là rất nhanh, khác trưởng lão cung phụng nhóm cũng thêm vào bên trong, tranh nhau cướp đoạt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn võ trường đều là xôn xao, kinh thiên động địa, ồn ào không ngừng. Vây xem những đệ tử kia, cũng tất cả đều từng cái nhìn mắt trợn tròn. Từng có lúc, bọn họ gặp qua những thứ này ngày bình thường đoan trang nghiêm túc trưởng lão cung phụng nhóm. Như thế đỏ mặt tía tai địa đại cãi nhau. Bây giờ lại vì thu một tên đệ tử, cơ hồ muốn động thủ, điều này không khỏi làm tại chỗ tất cả mọi người không còn gì để nói. Đồng thời nhìn về phía Nguyệt Nhi chỗ đó phương hướng, cũng đầy là vẻ ghen ghét. Tiểu nha đầu này, rõ ràng là cái ngoại môn đệ tử, thế mà nhất chiến thành danh, trở thành những tông môn này các cao tầng cạnh tranh chấp đuổi bánh trái thơm ngon, về sau tại trong tông tiền đồ nhất định là bừng sáng a. Mà Nguyệt Linh nhìn lấy đây hết thảy, cũng là một mặt hưng phấn, vì muội muội mình, đánh trong đáy lòng cao hứng. Lạnh lùng quét tất cả mọi người liếc một chút, Tà Vô Nguyệt trong lòng cười lạnh, lại nhìn về phía Thạch Cung Phụng lúc, chỗ nào còn không biết hắn dự định. Chỉ sợ hắn là cảm thấy, tiểu nha đầu này là mình nhiều năm trong bóng tối bồi dưỡng được đến, chuyên môn dùng để áp chế nội môn đệ tử quân cờ. Bây giờ đem nàng thuận thế chiêu vào nội môn, đặt ở chính mình dưới mí mắt quản khống. Liền tương đương phế chính mình một con cờ. Bất quá đáng tiếc, con cờ này không phải mình người tông chủ này bồi dưỡng, mà chính là Trác Phàm người kia lâm thời điều giáo đi ra. Cho dù phế cái này một khỏa, chỉ cần Trác Phàm còn tại tạp dịch phòng, tùy thời đều có thể điều giáo ra tiếp theo khỏa tới. Hắn cái này làm tông chủ, cũng là không cần quan tâm. Nghĩ tới đây, Tà Vô Nguyệt bất giác trong lòng càng thêm vui vẻ, liên tục tán thưởng Trác Phàm thủ đoạn, điều luyện sắc sảo. Tối thiểu nhất chính hắn muốn là muốn trong thời gian ngắn đem một cái ngoại môn đệ tử điều giáo đến bộ dáng như vậy, lại là rất khó làm đến. Lại nói, hắn là tông chủ, thụ toàn tông trên dưới ánh mắt nhìn chăm chú, muốn làm sự kiện này cũng không dễ dàng. Bây giờ có Trác Phàm giúp hắn quản lý, hắn đổ lại yên tâm không ít. Thật sâu nhìn Tà Vô Nguyệt liếc một chút, gặp hắn đối với cái này nghĩ cũng không có cái gì phản đối, Thạch Cung Phụng trong lòng, ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ con cờ này, hắn không muốn à, vẫn là có khác dự định. Ánh mắt khẽ híp một cái, Thạch Cung Phụng tiếp tục tăng cường thăm dò, liền cất cao giọng nói, đều im ngay, tông môn cung phụng trưởng lão, dưới ban ngày ban mặt, làm lấy vân vân. Để con trước đó, cãi đi cãi lại, còn thể thống gì? Ách, chỉ một thoáng, tất cả trưởng lão cung phụng đều dừng lại quát kêu, nhìn về phía Tà Vô Nguyệt cùng Thạch Cung Phụng chỗ đó, bất giác toàn đều có chút lúng túng vội ho một tiếng. Mặt mo hơi hơi hồng hồng. Bọn họ vừa mới thật sự là quá muốn chiếm hữu cái kia ba kiện ma bảo, cho nên tại quên chính mình thân phận, như bát phụ đồng dạng cãi lộn,
bây giờ suy nghĩ một chút, thật là đầy đủ mất mặt. Chỉ là, bọn họ cuối cùng người nào đem sẽ nhận được bé con này cùng cái kia ba kiện ma bảo, nhưng như cũng để bọn hắn rất là quan tâm. Hoàn toàn minh bạch những lão già này tâm tư, Thạch Cung Phụng không khỏi cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Tả Vô Nguyệt bái nói, tông chủ, chư vị cung phụng trưởng lão tất cả đều thu đồ đệ sốt ruột, nhưng đồ đệ này chỉ có một cái, lại là không tốt phân phối a. Bất quá, theo lão phu thấy, vừa mới Nguyệt Nhi giết Hồ Mị Nhi, sư phụ nàng nhị trưởng lão sơ tang ái đồ, đau lòng nhức óc. Không bằng liền đem Nguyệt Nhi tên đồ đệ này, bồi cho nhị trưởng lão được chứ. Người bà mẹ ngươi chứ gấu à, tốt ngươi cái thạch khắp núi, nguyên lai đến sau cùng, muốn nuốt mất cái này ba kiện ma bảo, vẫn là ngươi a. Lời vừa nói ra, các vị cung phụng trưởng lão nhất thời chính là quýnh lên, trong lòng mắng to. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Cái kia nhị trưởng lão cùng cái này Thạch Cung Phụng là một đám, đến lúc đó đem bé con này đem tới tay, cái này ba kiện bảo vật lốp một cái tinh anh đệ tử danh ngạch, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Chết một cái Hồ Mị Nhi, nhiều kiếm lời ba kiện cấp cao ma bảo, quả nhiên là quá giá trị a. Còn nói cái gì tang đồ đau lòng, người xem một chút nhị trưởng lão cái kia mê đắm bộ dáng, nơi nào có đau lòng cảm giác. Bên trong tông môn người nào không biết. Lão tiểu tử này dưới chướng nữ đệ tử, cái kia không có cùng cái này lão dâm côn song tu qua, đều tiểu thiếp thành đàn. Chết một cái có quan hệ gì, nếu không đổi lại một cái mà thôi. Còn nói cái gì đau lòng, đau em gái ngươi. Tất cả trưởng lão cung phụng tất cả đều âm trầm sắc mặt, song đồng tại Thạch Cung Phụng cùng nhị trưởng lão hai tấm mặt mo bên trên qua lại băn khoăn. Riêng là cái kia nhị trưởng lão, giờ này khắc này đã tại như thưởng thức một kiện hàng hóa giống như... Nhìn từ trên xuống dưới Nguyệt Nhi thân hình. Thỉnh thoảng, còn hơi hơi gật gật đầu, tựa hồ tại biểu thị tán đồng. Nguyệt Linh gặp, bất giác khẩn trương, cả cái tông môn nữ đệ tử đều rõ ràng, tiến nhị trưởng lão môn, nhưng là muốn nỗ lực cực lớn đại giới. Nguyệt Linh lúc trước chính là sợ bị cái này lão dâm côn nhìn lên, mới ở trên mặt văn chỉ độc hạt, dùng cái này làm rõ ý chí. Ai ngờ hiện tại, Nguyệt Nhi lại gặp đến đồng dạng vận rủi. Thạch Cung Phụng lời ấy sai rồi. Thế mà, ngay tại thời khắc nguy cấp này, một đạo áo trắng trung niên nhân lại là khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, nội môn thi đấu, sinh tử không oán. Đã phía trên cái này cái đài, vốn là đem sinh tử không để ý. Chúng ta thân là trưởng lão Cung Phụng, đối đệ tử sinh tử, từ lâu có chuẩn bị tâm lý, làm thế nào có thể xuất hiện làm đồ đệ đau lòng thái độ. Nhị trưởng lão chìm đắm ma đạo cũng mấy trăm năm. Tâm tính há có thể như thế ấu trĩ. Thạch Cung Phụng dùng cái này đem bé con này bồi cho nhị trưởng lão, lại là quá coi thường, cũng có chút làm nhục lão nhân gia ông ta. Trong lòng bất giác trì trệ, Thạch Cung Phụng ánh mắt khẽ híp một cái, chăm chú nhìn người kia, lại là không nói gì. Nhị trưởng lão cũng là hung hăng nguyết hắn một cái, tức giận hừ lên tiếng. Thờ ơ cười cười, người kia nói tiếp, ngược lại là ta dưới trướng có một đệ tử Nguyệt Linh. Chính là cái này nữ oa nhi tỷ tỷ. Nếu là các nàng tỷ muội hai người có thể cùng ở một phòng, tỷ thí với nhau, coi là thật hội đột nhiên tăng mạnh, tại song long hội phía trên lập xuống đại công đi. Bạch Cung Phụng, lời này của ngươi ý tứ, chính là muốn cùng lão phu tranh giành đệ tử này. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, nhị trưởng lão âm độc lấy song đồng, lạnh lùng nói. Mỉm cười lấy khoát khoát tay, Bạch Cung Phụng đạm mạc lên tiếng, ta muốn cùng ngươi tranh giành. Ngươi tranh đến qua sao? Lão phu chỉ là vì tông môn suy nghĩ, nói một cái tình hình thực tế thôi. Hai tỷ muội tâm ý tương thông, lẫn nhau phụ trợ, đối tông môn ngày sau thực lực phát triển tốt nhất. Ngươi, Rear Map nhìn không được run run, nhị trưởng lão đầy mặt sắc mặt giận dữ, lại là không phản bác được. Trong mắt hơi híp, Thạch Cung Phụng lạnh lùng lên tiếng, Bạch Cung Phụng, ngươi đây là ý gì, lấy Cung Phụng chi tôn, áp chế trưởng lão sao? Hắc hắc hắc, chẳng lẽ không được sao? Thạch Cung Phụng, người bình thường không phải cũng làm như vậy à? Lúc này, lại là một tiếng trần trụi giễu cợt phát ra. Mọi người quay đầu nhìn qua, đã thấy người kia là cái toàn thân vải bố trường bào, dáng người nhỏ gầy khô quắt lão đầu. Giờ này khắc này, chính là một bên trêu chọc, một bên đào lấy giấy tai, đúng là đối cái kia Thạch Cung Phụng trần trụi khinh miệt. Sắc mặt hơi hơi nặng nề, Thạch Cung Phụng nhẹ hừ một tiếng, Thích Cung Phụng. Người cũng muốn đến thỏ một chân vào. Đương nhiên, việc quan hệ tông môn tương lai đệ tử thực lực, lão phu việc nhân đức không nhường ai. Nhếch miệng cười một tiếng, Thích Cung Phụng không khỏi ngẩng đầu đính đính lồng ngực,
một mặt ngươi có thể làm gì được ta biểu lộ, thẳng đem cái kia thạch cung phụng tức giận đến song quyền nhìn không được chăm chú nắm lại tới. Tạ Vô Nguyệt ở một bên nhìn, trong lòng cười lạnh không thôi. Cái này bạch cung phụng cùng thích cung phụng, tại cung phụng bên trong phân biệt xếp hạng thứ ba cùng vị thứ tư, hai người liên thủ, tính toán là có thể cùng cái này thạch cung phụng địa vị ngang nhau. Vốn là, giữa bọn hắn nước giếng không phạm nước sông, cũng không có gì lớn oán niệm. Đáng tiếc là, cái này thạch cung phụng từ khi cùng đại trưởng lão bọn họ nâng hòa vào nhau về sau, tự giác thế lớn, liền có chút không coi ai ra gì. Đồng thời tham lam tâm quấy phá, muốn nuốt một mình cái này tinh anh đệ tử danh ngạch. Sau đó liền tìm kiếm nghĩ cách trừ rơi những người cạnh tranh kia, sau cùng thì chọc tới hai vị này cung phụng trên đầu. Bọn họ đệ tử, Khuê Lang Nguyệt Linh hai người, lúc trước bị rất là kỳ lạ xung quân đến tạp dịch phòng, bọn họ vẫn không cảm giác được đến như thế nào. Nhưng gần nhất, quỷ hổ thường xuyên thiết kế gây chuyện, đem bọn hắn môn hạ đệ tử từng cái trừ rơi, bọn họ mới phát giác, bị đám người kia để mắt tới. Không có cách, khi biết hai tên ái đồ tại tạp dịch phòng làm ra công tích về sau, bọn họ liền mau chóng liên lạc thế lực, đem hai người bọn họ làm ra đến, đồng thời cùng thạch cung phụng bọn họ cũng thế thành nước lửa. Có thể nói, bạch cung phụng cùng thích cung phụng hai người liên thủ, hoàn toàn cũng là bị thạch cung phụng bọn họ bức cho. Bất quá như vậy cũng tốt, rốt cục có người có thể kiềm chế một chút những thứ này vô pháp vô thiên gia hỏa. Tạ Vô Nguyệt khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, cất cao giọng nói, các ngươi đều đừng ầm ĩ, bản tông biết, bá nhạc tướng lập tức. Gặp phải thiên lý mã, ai cũng muốn biến thành của mình. Bất quá, các ngươi muốn nhận, làm sao cũng phải trưng cầu thiên lý mã ý kiến đi. Nếu là đến lúc đó sư đồ bất hòa, lãng phí một thất thiên lý mã, thế nhưng là tông môn tổn thất a. Nghe được lời này, mọi người đều là khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng, tiếp lấy thì một mặt sâu xa nhìn về phía trên đài Nguyệt Nhi, muốn để cho nàng bái chính mình vi sư. Tạ Vô Nguyệt cũng là nhìn về phía Nguyệt Nhi nói, nội môn cùng ngoại môn khác biệt, nội môn đệ tử tu luyện, đều có sư phụ chỉ đạo. Người muốn bái nhập người nào môn hạ, hiện tại thì có thể nói ra. Trong mắt một mảnh mê mang, Nguyệt Nhi nhìn khắp bốn phía, nhìn đến nhưng đều là từng trương rối trá giả cười, trong lúc nhất thời lại không biết nên lựa chọn như thế nào. Nơi xa Nguyệt Linh thì là không ngừng hướng Nguyệt Nhi nháy mắt, để cho nàng bái nhập bạch cung phụng môn hạ. Nhà đầu, không muốn chết lời nói, quay về tạp dịch phòng. Đột nhiên, một tiếng già nua cao tuổi thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai nàng, để cho nàng nhìn không được khẽ giật mình, đi qua ba tháng này kinh lịch, người phải minh bạch, cường giả không hỏi xuất xứ. Thân thể hơi hơi run run, Nguyệt Nhi cúi đầu trầm tư rất lâu, nhìn trong tay cái kia thanh loan đao, bất giác hai mắt tỏa sáng, tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết tâm giống như, bỗng nhiên ngẩng đầu, khom người quát to, khởi bẩm tông chủ, Nguyệt Nhi làm ra quyết định, xin ngài đem ta một lần nữa xung quân hồi tạp dịch phòng đi. Cái gì? Trong mắt bất giác ngưng tụ, tất cả mọi người nghe đến cái thanh âm này, không khỏi tất cả đều ngơ ngẩn, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Nàng mới vừa nói cái gì? Dưới đài đệ tử, kinh ngạc nhìn cái kia đạo tuyệt đẹp bóng người, một đầu mơ hồ, ta không nghe lầm chứ, nàng vậy mà chủ động yêu cầu đi tạp dịch phòng. Ây, hẳn là sẽ không sai, ta cũng nghe đến nàng nói như vậy. Một người đệ tử khác, cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không chỉ là bọn hắn, cho dù là những trưởng lão kia cung phụng nhóm, cũng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Làm tông môn tầng dưới chót nhất chỗ, dùng đến xử phạt trọng hình phạm cùng đào thải đệ tử tạp dịch phòng, cho tới bây giờ đều là khóc trời đập đất bị ném vào, vẫn chưa có người nào chủ động yêu cầu tiến loại kia địa phương quỷ quái đâu. Nhưng là bây giờ, cái này tiền đồ sán lạn tiểu cô nương, lại muốn chủ động xin đi giết giặc tiến vào loại địa phương kia, thật sự là khiến người ta khó hiểu a. Ánh mắt khẽ híp một cái, Tạ Vô Nguyệt thật sâu liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, Nguyệt Nhi, ngươi nhưng là nghĩ rõ ràng, vừa vào tạp dịch sâu như biển, từ đó tiền đồ không đường được. Đó là một cái tuyệt địa, đi vào nhưng là ra không được. Nguyệt Linh nghe đến, cũng là vội vàng cho nàng nháy mắt ra dấu, để cho nàng cải biến ý nghĩ. Tỷ lúc trước tiến loại địa phương kia là không có cách nào, nhưng là ngươi nhà đầu này bây giờ đại tiền đồ tốt, vì sao cũng thẳng thắn hướng cái kia trong ngõ cụt chui đây, đây không phải tự hủy tương lai a? Thế nhưng là Nguyệt Nhi trầm ngâm một chút, vẫn như cũ kiên định gật đầu, tông chủ, Nguyệt Nhi đã quyết định, tiến về tạp dịch phòng, tuyệt không hối hận.
Tốt, đây là chính người quyết ý, bản tông theo không ép buộc bất luận kẻ nào. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tạp dịch phòng đệ tử, đi thôi. Tạ Vô Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, vô tình phất phất tay. Thạch Cung Phụng nhìn thấy, trong lòng có chút không ổn, vội vàng chắp tay nói, tông chủ, cái này không ổn đâu, dù sao cái này là một cái nhân tài. Nàng muốn đi tạp dịch phòng, không muốn vì tông môn xuất lực, người để cho ta làm sao bây giờ, cầu nàng sao? Hừ, vô ý người, coi như ép ở lại cũng vô dụng. Hung hăng vẫy vẫy tay áo, Tạ Vô Nguyệt lạnh lùng lên tiếng, tóm lại, các ngươi cho ta nhớ kỹ, từ nay về sau, nhà đầu này cũng là tạp dịch, các ngươi cũng không cần lại nhớ thương. Nếu quả thật tâm tư nhiều đến không có địa phương dùng, vẫn là suy nghĩ thật kỹ sau 3 tháng nội môn lại so đi. Cái này là các ngươi đệ tử một cái cơ hội, cũng là cho các ngươi một cái cơ hội, không cần thiết lại ném. Nói xong, Tạ Vô Nguyệt gió nhẹ tay áo dài, mặt mày xanh lét rời đi, tựa hồ còn đang tức giận Nguyệt Nhi vừa mới không nể mặt hắn, mọi loại nhắc nhở, vẫn như cũ lựa chọn tạp dịch phòng quyết định. Chỉ là, không có người thấy là, ngay tại hắn nhanh muốn rời khỏi trong tích tắc, khóe miệng lại là xẹt qua như có như không nụ cười quỷ quyệt. Thật sâu nhìn lấy Tạ Vô Nguyệt bóng lưng dần dần biến mất, Thạch Cung Phụng nhíu mày, vuốt khẽ tròm râu, hai cái tròng mắt tinh quang rạng rỡ, không biết đang suy tư cái gì. Hắn thủy chung cho rằng, trong này có kỳ quặc, nhưng là như thế nào kỳ quặc nhưng lại không biết. Người tông chủ này đem tiểu nha đầu kia sảng khoái như vậy ném vào tạp dịch phòng, đến tột cùng là bỏ con không muốn, vẫn là có khác khác thâm ý. Thật sâu hít một hơi, Thạch Cung Phụng quay đầu nhìn về phía một bên đại trưởng lão. Đã thấy hắn cũng là ngưng lông mày nhíu chặt. Tuy nhiên đoạn này trong lúc đó bên trong, từ đầu đến cuối hắn đều không có có nói một câu. Nhưng là tất cả mọi thứ, hắn lại đều nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, trong đầu suy nghĩ lấy nửa đường nói. Quỷ hổ, đi theo ta. Liếc mắt liếc một cái quỷ hổ, đại trưởng lão thăm thẳm lên tiếng, tiếp lấy trực tiếp thẳng rời đi. Quỷ hổ xa xa bái một chút, vội vàng đuổi theo, giây lát ở giữa. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Thạch Cung Phụng nhìn đến, cũng là vẫy tay, đem Liễu Húc gọi đi, thương thảo một ít chuyện. Rất nhanh, còn lại trưởng lão Cung Phụng cũng lần lượt tán, chỉ là mọi người nhìn lấy trên đài cái kia Nguyệt Nhi bóng hình xinh đẹp, đều là hiện ra hồ nghi, đồng thời còn có chút đáng tiếc. Ai, những cái kia ma bảo a, không có cớ tiếp nhận, cũng không thể trực tiếp động thủ đoạt đi. Muốn là như vậy lời nói. Chẳng phải cho người khác mượn cớ, đối chính mình động thủ. Đến lúc đó bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, lại cho người khác làm áo cưới, thì thực sự quá thua thiệt. Lẫn nhau nhìn xem, một cái lão hồ ly đều là ngầm hiểu lẫn nhau, liền đợi đến người khác thay chính mình ra tay, sau đó lại ngựa ông đắc lợi. Không khỏi, tất cả mọi người lẫn nhau cười gian hai tiếng, liền hậm hực rời đi. Chỉ để lại Nguyệt Nhi còn có Khuê Lang, Nguyệt Linh hai người lưu trên đài. Hàn huyên cùng một chỗ. Ngốc nhà đầu, làm gì muốn đi cái địa phương quỷ quái nào, tỷ ta thế nhưng là thật vất vả từ nơi đó đi ra a. Nguyệt Linh có chút oán trách, nhưng càng nhiều lại là thương yêu, trong mắt còn hiện ra lệ quang. Thờ ơ cười cười, Nguyệt Nhi tiện hóa nói, không sao cả, ta cảm thấy ở nơi đó, giống như càng có thể mạnh lên, đây không phải tỷ hy vọng a. Các ngươi nhìn ta hiện tại, không phải giết cái kia Hồ Mị Nhi, cho chúng ta báo thù a. Nghe được lời này, hai người bất giác sững sờ, trong nháy mắt rõ ràng Bạch Nguyệt Nhi ý tứ. Đúng vậy a, trong vòng 3 tháng khiến người ta thoát thai hoán cốt đến tình cảnh như vậy, tông môn trưởng lão Cung Phụng bên trong, có người nào có bản lãnh như vậy? Có lẽ cùng người kia lăn lộn, so với tiến vào tinh anh đệ tử, còn mạnh hơn rất nhiều đâu. Trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt cũng không thấy biến đến lửa nóng, riêng là Khuê Lang, hắn nhưng còn có con trai muốn bồi dưỡng đây. Ngoài ngàn mét trong rừng rậm, cái kia ba đạo bóng người màu xám, nhìn đến mọi người dần dần rời đi, cũng là có chút thất vọng mất mát. Tuy nói tiểu cô nương kia thực lực, đại bộ phận là dựa vào tam đại đỉnh cấp ma bảo nhấc lên, nhưng không thể phủ nhận, cái kia cỗ tinh thuần âm hàn nguyên lực, xác thực cực kỳ khó được a. Nếu có thể thật tốt điều giáo mấy câu nói, cho dù tại tinh anh đệ tử bên trong, đó cũng là tài năng xuất chúng tồn tại. Một đạo bóng người màu xám, nhìn về phía khác hai người nói. Hơi hơi gật gật đầu, hai người kia cũng là cực kỳ tán đồng, nhưng rất nhanh lại là bật cười lắc lắc đầu, bất quá đáng tiếc, Vô Nguyệt tiểu tử kia, lại đem nàng xung quân đến tạp dịch phòng. Lần này, tinh anh đệ tử lại thiếu một nhân tài.
Ai, thật không biết Vô Nguyệt người tông chủ này làm sao làm, đem hết hữu dụng người, toàn bộ ném tới cái địa phương quỷ quái nào. Tiểu cô nương này âm phong đao pháp, quả nhiên là so cái kia mỹ thuật mạnh hơn nhiều a. Về sau tại Song Long hội phía trên, nhất định có thể hiển lộ tài năng. Tốt, chúng ta cũng không cần lung tung chỉ trích, Vô Nguyệt tuy nhiên hành sự tàn nhẫn, nhưng ở đại sự phía trên cũng không hồ đồ. Nếu không, hắn cũng làm không người tông chủ này. Ta cảm thấy sự kiện này có kỳ quặc, chúng ta vẫn là đi tìm hắn hỏi thăm rõ ràng đi. Thuận tiện đem tiểu tử kia sự tình cũng giải quyết một cái, người khác chúng ta có thể không muốn, nhưng tiểu tử kia nhất định muốn nhập tinh anh. Trong mắt không khỏi sáng lên, hai bọn họ ào ào gật đầu, tiếp lấy ba đạo bóng xám liền siêu một tiếng biến mất không thấy gì nữa, cánh rừng cây này lần nữa biến đến bình tĩnh trở lại. Một phương diện khác, Trác Phàm trở lại đã lâu tạp dịch phòng chỗ đó, nhìn lấy này từng mảng phá gạch loạn ngói, đúng là có loại khác cảm giác thân thiết. Ha ha ha, xem ra ta thật sự là trời sinh làm hạ nhân mệnh a. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm lúc này cất bước hướng một gian quen thuộc cửa phòng đi đến, hét lớn lên tiếng, Viên lão có đây không, ta trở về. Một tiếng cọt kẹt, cái kia tàn phá cánh cửa từ từ mở ra. Viên lão cái kia khiêm tốn khuôn mặt xuất hiện lần nữa tại Trác Phàm trước mặt, cười khẽ một tiếng, hắc hắc hắc. Trác quản gia, người không phải tại cái kia phía sau núi Viên Lăng bên trong chui không ra a, làm sao có công phu trở về? Hả, cái kia hai tên gia hỏa phá ta đi quét dọn Viên Lăng một tháng, ta đều ngốc tháng ba, chẳng lẽ còn không nên trở về tới sao? Bất giác đùa cười một tiếng, Trác Phàm thẳng đi vào trong phòng, trêu ghẹo nói. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Viên lão nhịn không được cười lên, ngươi thiếu dùng bài này, hai người bọn họ đã sớm đem ngươi làm thần minh một dạng cúng bái, chỗ nào có thể trói buộc được ngươi. Lão phu tuy nhiên tu vi thấp, nhưng sống lớn như vậy số tuổi, nhãn lực cũng khá. Ngươi so hai người bọn họ mạnh, hiện tại bọn hắn lại trở lại nội môn, không ở nơi này, như vậy tạp dịch phòng lão đại, dĩ nhiên chính là ngươi. Ai, đừng, ta bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể quen, Viên lão ngươi là quản sự. Về sau tạp dịch phòng sự vụ, vẫn là từ ngươi đến làm đi. Bất quá ngươi nếu là lực bất tòng tâm lời nói, ta cũng có thể tại phía sau ngươi chống đỡ khẽ chống, ha ha ha. Bất giác nhíu nhíu mày, Trác Phàm không khỏi cười to lên. Viên lão cũng là liên tục gật đầu, cười nói, vậy sau này làm phiền Trác quản gia, làm lão hủ sau lưng dựa núi. Lão hủ cũng rốt cục có thể nàng dâu ngao thành bà, qua một thanh lão đại uy phong. Nói. Viên lão còn ưỡn ngực một cái, cố ý cho thấy một bộ hung ác bộ dáng, thế nhưng là phối hợp cái kia thấp bé thân hình, lại là khiến người ta cảm thấy một loại dở dở ương ương cảm giác, nhất thời liền để Trác Phàm cười to không thôi. Viên lão gặp, cũng là gãi đầu một cái, ngượng ngùng bật cười. Trong lúc nhất thời, giữa hai người không khí đúng là dị thường hòa hợp, dường như hai vị tương giao nhiều năm bạn cũ đang tâm sự đồng dạng. Loại cảm giác này, là Trác Phàm trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua. Đây cũng không phải nói, Trác Phàm trước kia không có thể tin người, giống Lệ Kinh Thiên, Cửu Viêm Hải phu phụ, đều là hắn bộ hạ đắc lực, đáng giá tín nhiệm. Nhưng đó cũng là cấp trên cấp dưới quan hệ, nếu là thổ lộ tâm tình lời nói, bọn họ tâm cảnh không đủ, có thể nói không có cái gì có thể nói. Nhưng là vị này Viên lão, lại là chân chính để hắn cảm giác, có thể ngang nhau giao lưu. Thậm chí, tại dạng này trong lúc nói chuyện với nhau, hắn lại tránh thức cảm thấy mình có thu hoạch, mà lại là trước đó chưa từng có nhiều. Cho nên đối vị này thực lực không được tốt lắm, nhưng tâm cảnh lại cực cao người, Trác Phàm là đánh trong đáy lòng tôn kính, chưa bao giờ đối với hắn có hô tới quát lui ý nghĩ. Trong mắt hắn, Viên lão cũng là một vị trên tinh thần cự nhân, đáng giá hắn đi bình đẳng đối đãi. Trác quản gia, nghe nói người điều giáo cái kia Nguyệt Nhi 3 tháng, muốn cho nàng đối phó Hồ Mị Nhi thật sao? Đột nhiên, Viên lão lên tiếng hỏi. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm cũng không giấu giếm, đạm mạc gật đầu, không sai, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hiện tại đang đánh đâu. Ách, đã các nàng chính đang đối chiến, ngài làm sao còn như thế nhàn nhã trở về, không ở bên chiếu khán sao? Mi đầu lắc một cái, Viên lão nghi ngờ nói. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói, chỗ nào, không cần chăm sóc, nàng thắng định. Ta đàng hoàng nói với ngài, lần này ta tại nha đầu kia trên thân, thế nhưng là dốc hết vốn liếng. Nói, Trác Phàm trong tay ngón tay một đánh, một đám ngọn lửa màu xanh liền bỗng dưng bốc cháy lên.
Viên lão nhìn đến, nhất thời mí mắt nhìn không được nhảy nhót, cả kinh nói cái này. Đây là... Ách, ta là luyện đan sư, trong lúc vô tình tìm kiếm đến một loại hỏa diễm. Trác Phàm trầm ngâm một trận, Tương Thanh Viêm bí mật lấp liếm cho qua, sau đó nói tiếp, ngọn lửa này, nhưng là hộ nguyên thần, cũng có thể đả thương địch thủ nguyên thần. Ta dùng nó luyện chế một khỏa định hồn châu gia cường phiên bản, Thanh Viêm Châu. Bên trong ẩn chứa ngọn lửa này lực lượng, Hồ Mỹ Nhi cho dù là thần chiếu cảnh, chỉ cần nàng dùng nguyên thần trùng kích, nhất định bị này viêm phản phệ. Tuy nhiên ở trong đó thanh viêm lực lượng không nhiều, nhưng đầy đủ thiêu nàng một trận. Viên lão song đồng không nháy mắt nhìn lấy cái kia thanh viêm, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác được, ngọn lửa này bên trong lực lượng, vẫn bình tĩnh, nhưng là ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, không thể khinh thường. Ách, Trác quản gia, cái này định hồn châu thế nhưng là cửu phẩm linh binh, người cũng có thể luyện. Ha ha ha, đương nhiên, không chỉ dạng này, ta còn cho nàng luyện chế một bộ hộ thân khải giáp, bát phẩm ma bảo, tỏa long khải. Một kiện công kích ma bảo, bát phẩm giai âm nguyệt minh đao. Người nói, cầm lấy những vật này đi tỉ thí, nàng làm sao có thể bại. Nàng muốn thực sự bại, chỉ có thể chứng minh nàng xác thực đáng chết. Trác Phàm hơi hơi nhíu nhíu mày, đắc ý lên tiếng, dường như một cái nhà giàu tại khoe của một dạng. Có điều rất rõ ràng, hắn khoe của rất thành công, viên lão nghe lấy hắn lời nói, đã là trong nháy mắt ngây người. Nguyên bản lão phu coi là những vật kia đều là chính hắn tất cả, không nghĩ tới đúng là lâm thời luyện chế a. Nhà cái phi, lại là cửu phẩm luyện khí sư, lại là thập phẩm luyện đan sư, như thế toàn tài, còn có để hay không cho khác tu giả sống. Ngơ ngác giật mình một lát. Viên lão trong lòng bất giác ngũ vị tạp trần, kém chút đem chính sự đều cấp quên. Đợi nhớ tới về sau, mới lại nghi ngờ nói, Trác quản gia, người nếu muốn ở nội môn thi đấu bên trong đối phó cái kia Hồ Mỹ Nhi, chính mình lên không là dư xài, cần gì phải mượn một tiểu nha đầu tay đâu. Ha ha ha, viên lão, ngài tại tông môn lâu ngày, tâm lý chắc là so ta rõ ràng, cái này trong tông thế lực bố cục. Cười thần bí, Trác Phàm mỉm cười lắc đầu. Nhưng trong mắt lại là một đạo cơ chí tinh mang bỗng dưng lóe qua, bắt người trước hết phải bắt ngựa, cái này Hồ Mị Nhi bất quá một nhân vật nhỏ, giết hay không nàng không ảnh hưởng toàn cục. Lúc trước ta có thể đưa nàng tùy tiện nghiền chết, nhưng lại thả, chính là vì hôm nay cơ hội này. Đường đường nội môn đệ tử bại vào ngoại môn đệ tử chi thủ, xem như một kiện chấn kinh sự tình, đối cả cái tông môn rung động cũng là cực lớn, riêng là sau lưng nàng những lão đầu tử kia, hẳn là mặt mũi không ánh sáng. Có điều, đây chỉ là một bắt đầu, như ngài cho là ta cái này chỉ là đơn thuần đánh bọn hắn mặt, thẹn bọn họ một phen, vậy liền sai. Tục ngữ nói, nhưng là chỉ lần này thôi, lấy thấp đánh cao, một lần thành công, đó là kỳ tích, hai lần thành công, liền để người sinh nghi, nếu là ba lần bốn lượt xuất hiện loại sự tình này. Trong lúc này môn còn tính là gì thứ gì, bất quá một chuyện cười mà thôi. Mi đầu nhịn không được nhíu nhíu, viên lão tròng mắt nhỏ chừng. Không khỏi cả kinh nói, ngươi. Ngươi là muốn lật đổ nội môn quyền uy. Không tệ, nội môn chỗ lấy vẩn đục không chịu nổi, đều là bởi vì tinh anh đệ tử từ nội môn mà tuyển, các đại trưởng lão cung phụng nắm trong tay tài nguyên tu luyện phân phối. Thế nhưng là nội môn đệ tử như đã không còn là tinh anh nơi phát ra lời nói, bọn họ còn có lý do gì phân phối những cái kia lợi ích đâu. Bất giác tà cười một tiếng, Trác Phàm nhìn về phía viên lão sâu xa nói. Hiện tại ngươi biết ta vì cái gì không tự thân lên a, ta như đi lên, chỉ là đồ nhất thời thống khoái. Nếu là bị những lão đầu tử kia thừa cơ làm cái trưởng lão chấp sự tương xứng, hút vào nội môn, liền tương đương với minh thăng ám hàng, ta đã không còn bất cứ tác dụng gì. Bởi vì ta lại làm bất cứ chuyện gì, đều xem như nội môn công tích. Về sau cũng hội giống như bọn hắn, thu người đệ tử, bắt đầu phân phối tông môn lợi ích. Dạng này sự tình. Ta muốn cái kia Tà Vô Nguyệt cũng không muốn nhìn thấy. Xuyệt. Thế mà, Trác Phàm vừa dứt lời, viên lão liền lập tức làm ra cái im lặng thủ thế, cuống cuồng bận bịu hoảng nói, Trác quản gia, ngươi không cần thiết ăn nói bừa bãi, tông chủ tục danh há có thể tùy tiện gọi bậy, muốn tôn xưng tông chủ mới là. Này, có gì có thể tôn xưng, nơi này lại không ngoại nhân. Lại nói cái kia Tà Vô Nguyệt chính là dùng ta cơ hội, không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này đem ta làm gì. Trác Phàm không thèm quan tâm khoát khoát tay, từ chối cho ý kiến nói. Bất giác cười khổ gật gật đầu, viên lão cũng trong lòng minh bạch, tiểu tử này khôn khéo rất, đã có ngạo cốt, lại không ngu dốt. Biết lúc nào,
trường hợp nào cái kia khiêm tốn, lúc nào, địa phương nào có thể tàn phá bừa bãi, quả nhiên là tiến thối có độ, đại trí người. Lại sâu sắc liếc hắn một cái, Viên lão khẽ vuốt chòm râu, trầm ngâm một chút, tiếp tục hỏi, nói như vậy, ngài đến tạp dịch phòng, chính là vì việc này mà đến. Ta muốn chắc là a, cái kia Tà Vô Nguyệt đem ta an bài ở cái này rời xa trong tông môn đấu địa mới, cũng là muốn cho ta không lẫn vào đến bên trong, tìm kiếm nghĩ cách đánh vỡ căn này lợi ích dây xích. Tạp dịch phòng làm tầng dưới chót nhất tồn tại, những trưởng lão kia cung phụng ngoài tầm tay với, cũng rất khó nhúng tay. Tiểu tử kia khống chế lại, cũng dễ dàng chút, rất khó tìm cho ta phiền toái gì. Trác Phàm suy nghĩ một chút, đạm mạc lên tiếng. Thế nhưng là nghe được lời này, Viên lão liền lại là một trận lắc đầu cười khổ, trong lòng ám đạo. Cái này Vô Nguyệt tại tông môn từ trước đến nay lấy tàn nhẫn lấy xưng, ít có người dám sau lưng chỉ trích tại hắn. Không nghĩ tới bây giờ đến cái không sợ trời không sợ đất tiểu tử, mở miệng một tiếng tiểu tử bố trí hắn không nói, còn không có chút nào kính ý có thể nói. Nếu là cho hắn biết, phải tức giận đến tam thi thần giơ chân không thể. Bất quá nghĩ đến hắn cũng cầm tiểu tử này không có cách, thì cùng cái này Trác Phàm nói một dạng, ai để ngươi cần phải người ta đâu. Dương mắt lại nhìn Trác Phàm liếc một chút, Viên lão trong lòng cười trộm không thôi, nói tiếp, chiếu ngài nói như vậy, về sau ngài còn phải lại điều giáo mấy người. Thế nhưng là, chẳng lẽ ngài cho rằng trừ tiểu cô nương kia bên ngoài, còn sẽ có người tìm ngài đặc huấn, đi khiêu chiến nội môn đệ tử sao? Tiểu cô nương kia là không có cách nào, gân mạch bị hao tổn, tiền đồ chưa biết, mới nguyện ý đụng một cái, đến ngài cái kia thông thiên đan. Nếu là người khác, ai nguyện ý muốn chết, dây vào nội môn đệ tử gốc giả? Ai, có lẽ trước kia không có, nhưng bây giờ tối thiểu sẽ có một cái. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm dường như sớm đã liệu định hết thảy, trước kia bọn họ không dám, là tâm lý không chắc, không tin ta thủ đoạn. Nhưng Kinh Nguyệt Nhi cái này sống quảng cáo một đánh, tối thiểu cái kia khuê lang liền phải đem hắn nhi tử xin trách móc đưa tới, dù sao cường giả chi tâm, ai cũng có. Huống hồ, đây là cái vào bên trong môn cùng tinh anh đường tắt. Đến lúc đó, khuê cương lại thắng lời nói. Cái kia nhiều người hơn thì sẽ cùng theo tới, rất nhanh, nhập chủ tinh anh đệ tử đường lối, liền không còn là nội môn, mà là tại Trác quản gia ngài trong tay. Trác Phàm còn chưa nói xong, Viên lão cũng đã thì thào lên tiếng, âm thầm suy nghĩ, đến sau cùng trong mắt tinh quang càng ngày càng thịnh, nhìn về phía Trác Phàm, bất khả tư nghị nói, như thế tới nói, nội môn chẳng khác nào bị hoàn toàn mất quyền lực, tốt một chiêu rút củi dưới đáy nổi kế sách a. Thế nhưng là, cái này nhưng là cần không ít tài nguyên tu luyện. Phanh phanh phanh. Viên lão lời còn chưa dứt, Trác Phàm đã là hung hăng vỗ ngực một cái, một mặt ngạo nghễ mà nói, không có vấn đề, mà sách tông các đệ tử tài nguyên tu luyện, ta bao cũng không có vấn đề gì. T. Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, Viên lão nhìn chằm chằm Trác Phàm khuôn mặt, nhìn hắn không giống khoác lác, trong lòng càng thêm kinh hãi không thôi. Đây là nơi nào đến thổ hào, hắn trước kia lại là ở nơi nào thăng chức a, gia tư càng như thế ấm thịnh. Mình Ma Sách Tông đặt chân Tây Châu cũng mấy ngàn năm, tiểu tử này thế mà một người bao xuống, còn thật là đại thủ bút a. Con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, Viên lão trong lòng không ngừng mà tính toán, nếu là tiểu tử này thật có lớn như vậy năng lực, làm gì chỉ làm một số tiểu động tác đây, thẳng thắn đem sự kiện này làm lớn tốt. Ánh mắt khẽ híp một cái, Viên lão trong lòng giống như có lẽ đã có quyết ý, đột nhiên nhướng mày, thở dài lên tiếng, có điều, Trác quản gia kế này tuy cao. Nhưng là ngài có nghĩ tới hay không, những cái kia bị ngài khuyến khích đi khiêu chiến nội môn đệ tử, bọn họ hạ tràng lại là như thế nào đâu? Còn có thể như thế nào, nhất chiến thành danh, tiến nhập nội môn, nhập chủ tinh anh, thành vì trong mắt tất cả mọi người bánh trái thơm ngon, từ đó đạp vào nhân sinh đỉnh phong. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm chuyện đương nhiên nói. Không khỏi mỉm cười cười một tiếng, Viên lão chăm chú nhìn hắn, thật à, ngài thật cho rằng như vậy. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm cũng là chăm chú nhìn Viên lão cái kia thâm thúy song đồng, không nhúc nhích, thật lâu mới bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười ra tiếng, ai, người người thường nói lão nhân tinh, cũng là Viên lão loại người như ngươi. Không tệ, theo Nguyệt Nhi bắt đầu, những cái kia sắp bị ta đưa vào các nội môn đệ tử, xác thực sẽ không có kết quả tử tế. Đầu tiên, bọn họ bên ngoài môn thân phận, đánh bại nội môn đệ tử, liền đã lọt vào cửu thị. Đến tiếp xuống tại bái sư phía trên, những lão đầu tử kia khẳng định sẽ vì trên người bọn họ ma bảo đỏ mắt,
mặc kệ bọn hắn lựa chọn người nào, đều sẽ kết xuống một nhóm lớn cửu oán. Riêng là Nguyệt Nhi nha đầu này, tỷ tỷ tại Bạch Cung Phụng dưới trướng, nếu là nàng tuyển Bạch Cung Phụng, Hồ Mỹ Nhi sư phụ nhị trưởng lão, nhất định tìm nàng báo thù, nếu là tuyển nhị trưởng lão, bởi vì tỷ tỷ quan hệ, nhất định tại lão gia hỏa kia thủ hạ bị nghi ngờ, hạ chàng cũng sẽ không tốt. Nếu là tuyển hắn trưởng lão cung phụng, hừ hừ, cứu nhân thì càng nhiều, Bạch Cung Phụng sẽ không che chở nàng, nhị trưởng lão càng thêm ghi hận nàng, hắn lão đầu tử càng là đỏ mắt nàng. Ai, về sau đường nàng nên đi nơi nào, ta đều thay nàng phát sầu. Bất giác suy cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến thở dài ra một ngụm chọc khí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Viên lão nhìn lấy hắn, cười nhạt gật gật đầu, xem ra Trác quản gia trong lòng cùng như gương sáng một dạng, sớm đã hiểu rõ hết thảy. Như vậy đám con nít này, xem như gián tiếp hủy đến ngài trong tay. Không có cách, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm chậm chậm nói, thường nói, bỏ xe giữ tướng, thí tốt bảo vệ xe. Tiểu binh sĩ, vốn chính là dùng đến bỏ qua đồ vật. Ta lần này ủi tốt qua sông, tìm tòi trước khi hành động, nguyên bản liền mang theo ý dò xét, không nghĩ tới thu về. Chẳng lẽ chỉ là một cái tiểu binh sĩ, có lui lại khả năng sao? Một khi tiến vào địch nhân trận doanh, cũng chỉ có tiến lên, không có đường lui nữa, còn những thứ này tiểu binh sĩ tại nội môn, đến tột cùng có thể sinh tồn đến loại tình trạng nào, thì xem bọn hắn tạo hóa đi. Dù sao cái này tình thế, ta đã tạo ra đến tiếp xuống liền chờ cái kia Tà Vô Nguyệt, phối hợp cỗ này tình thế, đem nội môn đại quyền thu về, hết thảy thì đều đại công cáo thành. Mí mắt hơi hơi run run, viên lão bất giác thở sâu, trên mặt có chút bi ai, tiểu binh sĩ a. Ai, những đệ tử này dù nói thế nào, cũng là ngài đưa điều giáo đi ra. Cho dù ngươi coi bọn họ là thành công cụ đối đãi, chỉ dùng một lần, cũng không tránh khỏi quá đáng tiếc. Trác quản gia, ngài có nghĩ tới hay không, đem bọn hắn triệu hồi bên người đến? Hoàn toàn không có, chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm ánh mắt kiên định lạ thường. Không khỏi sững sờ, viên lão trên mặt hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì, coi như đem bọn hắn triệu hồi tạp dịch phòng, về sau cũng là ngươi trợ thủ đắc lực a. Đến lúc đó trở thành tông môn trưởng lão chấp sự, đây chính là chính ngươi thế lực, đối ngươi về sau thành sự có chỗ cực tốt. Không cần. Thế mà, viên lão vừa dứt lời, Trác Phàm liền rất kiên định lắc lắc đầu, một mặt cười nhạo nói, ta không cần ở chỗ này lưu phía dưới bất kỳ vật gì, dù sao ta tới nơi đây, chỉ là bởi vì lúc trước Tả Vô Nguyệt cho một khỏa cửu phẩm đan, cùng hắn có ước định mà thôi. Chờ đem hắn muốn cho ta làm việc xong xuôi, ta thì cái kia rời đi nơi này, còn những đệ tử kia, như thế nào lại để đó nội môn đại tiền đồ tốt không để ý, cam tâm trở lại cái này tạp dịch phòng đến. Viên lão, người ta đều là trải qua tang thương người, nhìn đến sâu xa. Bọn họ, vẫn là quá trẻ tuổi. Ai, phúc thì không phải họa, là họa thì tránh cũng không khỏi, họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc. Bọn họ làm sao biết đạo lý này, bất quá một đám thiển cận thế hệ mà thôi. Theo liền lợi dụng một chút tính toán, nếu không mà nói, để bọn hắn khiêu chiến thành công, còn buộc bọn họ về tới đây, bọn họ nhất định ở trong lòng hận đến ta nghiến răng nghiến lợi, cần gì chứ? Bất giác cười khổ lắc đầu liên tục, Trác Phàm khóe môi nhếch lên một bộ vẻ khinh miệt, phảng phất tại chế giễu thế nhân ngu muội. Viên lão thật sâu nhìn lấy hắn, cũng là thở dài lên tiếng, khẽ gật đầu. Thì ra là thế, khó trách ngươi tại trong tông như thế không để bụng, không giống Vô Nguyệt trước kia nâng lên như vậy hăng hái. Ha ha ha, nguyên lai là căn bản không có đem nơi này làm thành lâu dài chi địa a. Nghĩ tới đây, viên lão khẽ vuốt chòm râu, cũng là có chút bất đắc dĩ. Như thế đại tài, tại trong tông không có lòng trung thành, nhất định sẽ không tận tâm thành sự, đây là tông môn tổn thất cái nào. Trác quản gia, ngài ở chỗ này sao? Đột nhiên, một tiếng thô kịch giống to vang lên. Trác Phàm nghe xong, không khỏi tà cười một tiếng, chỉ phía ngoài nói, ngươi nhìn, Khuê Lang nhanh như vậy liền đến, ta liền nói cái kia Nguyệt Nhi tại nội môn nhất chiến, nhất định là cái sống bảng hiệu. Ta dám cam đoan, hắn là mang hắn nhi tử đến. Đúng vậy a, ha ha ha, cười nhẹ gật gật đầu, viên trong đôi mắt già nua cũng là lóe qua một đạo không hiểu tinh quang. Về sau, hai người liền chậm chậm đi ra ngoài, chờ nhìn đến ngoài cửa bốn người, quả nhiên không ngoài sở liệu, chính là Nguyệt Linh tỷ muội cùng Khuê Lang cha con. Thế nhưng là,
Còn không đợi Trác Phàm lộ ra hết thảy tận như ta đoán tự đắc khuôn mặt lúc, bịch một tiếng vang nhỏ, Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương lại cùng nhau hướng về Trác Phàm phương hướng quỳ bái trên mặt đất, phanh 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 dập đầu ba cái, quát to, mời sư phụ thu chúng ta làm đồ đệ. Bỗng dưng, Trác Phàm khẽ giật mình, không khỏi mắt trợn tròn. Ây, các ngươi đây là làm cái quỷ gì? Không khỏi ngốc một lát, Trác Phàm đầy mặt nghi hoặc, nhìn lấy mọi người. Liếc nhìn nhau, hai người ánh mắt đều mười phần kiên định, nhìn về phía Trác Phàm cung kính ôm một cái quyền, lần nữa đồng nói, mời sư phụ thu chúng ta làm đồ đệ. Ha ha ha, chúc mừng Trác quản gia, mở cửa thu đồ đệ. Viên lão khóe miệng hướng lên một phát, thừa cơ hướng Trác Phàm đẩy đẩy quyền. Khuê Lang cùng Nguyệt Linh hai người, cũng là mất mặt mũi ôm quyền nói vui, không chút nào quản Trác Phàm đến tột cùng đồng ý không có. Tựa hồ hôm nay hắn đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, vô lại bình tĩnh hắn. Gương mặt nhịn không được hung ác run rẩy, Trác Phàm trong lòng 100.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, nhìn lấy mọi người cái kia mang theo tà dị tiếu dung, không khỏi giận dữ mắng mỏ lên tiếng, chúc mừng em gái ngươi a, chính ta vẫn là cái tông môn đệ tử, thu cái gì đồ đệ. Muốn bái sư, tìm những trưởng lão kia cung phụng đi. Riêng là ngươi. Nói, Trác Phàm nhất chỉ quỳ rạp xuống đất Nguyệt Nhi, trong mắt tràn đầy vẻ ngờ vực, ngươi đừng nói cho ta ngươi không có đánh thắng, đã đánh thắng, thì lẽ ra nên thay thế cái kia hồ mị tử vị trí, không phải tinh anh đệ tử, cũng là nội môn đệ tử, lại chạy về tạp dịch phòng tới làm gì. Bất giác hơi hơi trệ trệ, Nguyệt Nhi trong lòng âm thầm suy nghĩ, giây lát về sau, không khỏi bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Ánh mắt bên trong đều là vẻ kiên định, bái sư. Bái lông sư a, trong nội môn một đám lão già, chờ ngươi đi bái đây, ngươi đại tiền đồ tốt hướng ngươi vẫy chào, ngươi lại chạy về cái này chim không thèm ị địa phương bái ta làm gì. Chính ta vẫn là người đệ tử thân phận a. Trác Phàm không khỏi quính lên, bất đắc dĩ than thở. Trên mặt lộ ra quật cường chi sắc, Nguyệt Nhi cứng rắn trả lời, ta cảm thấy bái ngươi làm thầy, so bái tại bọn họ chỗ đó mạnh. Mạnh cái rắm. Lão tử hiện tại thì một thối tạp dịch. Người bái ta làm thầy, liền tạp dịch cũng không bằng, có gì có thể mạnh. Trác Phàm trong lỗ mũi phun ra hai ống khí thô, mắng to lên tiếng. Thấy tình cảnh này, Nguyệt Linh cùng Khuê Lang liếc nhau, không khỏi vội vàng nói giúp vào, Trác quản gia, tục ngữ nói núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có long thì linh nghiệm. Toàn bộ Ma Sách Tông, ta nhưng là chưa thấy qua ai có thể tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong. Đem đệ tử điều giáo đến như thế tài năng xuất chúng. Ta tin tưởng nhà ta Nguyệt Nhi tại ngài môn hạ, nhất định có thể đạp vào chánh thức đỉnh phong, ngài cũng đừng tự coi nhẹ mình. Đúng vậy a, nhà ta tiểu tử thúi này, cũng giao cho ngài thật tốt điều giáo, hy vọng có thể mau mau đuổi kịp hắn sư tỷ thực lực, ha ha ha. Khuê Lang bất giác ngu ngơ cười một tiếng, đem hắn nhi tử đẩy về phía trước, cũng chẳng biết xấu hổ tiến tới góp mặt. Tức sạm mặt lại rơi xuống. Trác Phàm đầy mặt âm trầm, hơi hơi nhún nhún vai, lạnh lùng nói, các ngươi hai cái đừng hối hận, cái này tạp dịch phòng không có cái gì, coi như ta lại thế nào điều giáo, không có linh thạch đan dược cho bọn hắn tu luyện, ngươi cảm thấy bọn họ tiến triển hội có bao nhanh. Ha ha ha, cái này các ngươi không cần lo lắng, Trác quản gia là chân chính thổ hào, coi như lại cho hắn nhiều nhét mấy cái người đệ tử, hắn cũng gồng gánh nổi, các ngươi đều có thể đem bọn hắn hai giao cho trên tay hắn, không có sai. Thế mà, Trác Phàm vừa dứt lời, muốn kiếm cớ cự tuyệt hai người, một bên viên lão lại là chợt đứng ra, cho hắn mang ra lên đài, ngươi xem một chút Nguyệt Nhi thân này trang bị, phóng nhãn cả cái tông môn, cái kia cung phụng trưởng lão có thể lấy ra được, cũng chỉ có mình Trác quản gia. Khuê Lang cùng Nguyệt Linh nghe được không ngừng gật đầu, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, đầy mắt đều là chấm nhỏ. Bởi vì cái gọi là không thể cùng thổ hào làm bằng hữu, vậy liền bái thổ hào làm cha nuôi. Mà người sư phụ này, cùng cha nuôi cũng kém không nhiều lắm. Bọn họ tin tưởng, hai cái này tiểu quỷ theo Trác Phàm, cho dù là tại tạp dịch phòng, cũng sẽ không thụ bạc đãi. Nếu không phải hai người bọn họ sớm đã vào nội môn, bái sư tôn lời nói, đoán chừng liền hai người bọn hắn đều muốn bái sư ôm bắp đùi. Chỉ vì cái này Trác Phàm tài lực, coi là thật là không thể coi thường, khiến người ta trông mà thèm a. Trác Phàm không còn gì để nói mà nhìn xem viên lão. Không thể làm gì khác hơn thở dài, viên lão, ngài thì nhất định phải ở cái này giờ phút quan trọng phía trên mang ra ta đài sao. Ha ha ha, chỗ nào, lão hủ đây cũng không phải là phá, mà chính là cho Trác quản gia ngài dựng đài a.
chính mình đưa điều giáo đệ tử, cam tâm tình nguyện trở lại ngài bên người, ngài cái này cái đài thế nhưng là rất dễ dàng thì có thể làm to, làm gì lãng phí đâu. Đến mức ngài tại tông môn đệ tử thân phận, cái gọi là đạt giả vi sư, ngài cũng không cần như thế tính toán chi ly. Bất giác yên lặng cười cười, nhưng viên lão ánh mắt bên trong lại hiện ra chân thành tha thiết. Nguyệt Linh cùng Khuê Lang hai người nghe đến, cũng gấp gấp gật gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ thành khẩn. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm sắc mặt lại là bỗng dưng nghiêm túc lên, chậm rãi lắc đầu, ta là tuyệt đối sẽ không thu đồ đệ, hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không. Viên lão, ngươi không cần nhiều lời. Còn có, Khuê Cương tiểu tử kia. Nói, Trác Phàm lại nhất chỉ Khuê Cương nói, ngươi nếu muốn giống như Nguyệt Nhi đánh vào nội môn, ta cũng có thể điều giáo ngươi tháng 3, nhưng về sau ngươi ta thì lại không liên quan. Nếu là không nguyện ý lời nói, hiện tại thì cút cho ta. Nói xong, Trác Phàm quay người lại, trực tiếp đi nhập trong phòng, sau đó phanh một tiếng, đem cửa ngã cái kín. Nguyệt Linh cùng Khuê Lang gặp này, bất giác khẽ giật mình, lẫn nhau nhìn xem, đều là hơi nghi hoặc một chút. Làm sao cái này Trác quản gia lại đột nhiên phát lớn như vậy tính khí, không phải liền là bái cái sư sao? Trác quản gia, Nguyệt Nhi nàng đã bỏ đi nội môn tư cách, cam nguyện trở lại cái này tạp dịch phòng, ngài có muốn hay không nàng, nàng thì hủy. Nguyệt Linh lớn tiếng hò hét, khẩn cầu. Thế nhưng là trong phòng, lại truyền tới từng tiếng cười lạnh, hủy thì hủy, đây là nàng tự tìm, chơi ta điều sự. Trong lòng bất giác trì trệ, Nguyệt Linh xem hắn người, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài lên tiếng. Đón lấy, mọi người lại đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía viên lão chỗ đó. Minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ, viên lão khẽ vuốt râu dài, âm thầm suy nghĩ, sau đó nhìn về phía bọn họ. Lộ ra trước đó chưa từng có nghiêm túc, Trần An nói, các ngươi ở chỗ này chờ, lão hủ đi vào lại khuyên một hồi, nhất định sẽ thúc đẩy việc này. Cái này nhưng là không chỉ là các ngươi cá nhân vinh nhục, còn có quan tông môn đại kế A. Không khỏi sững sờ, mọi người không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái này bái tại Trác Phàm cái này cái cao nhân môn hạ, việc quan hệ bọn họ tiền đồ, tại sao lại cùng tông môn đại kế nhắc lên. Thế nhưng là còn không chờ bọn họ hỏi ra lời. Viên lão đã là xoay người một cái, nhẹ khai mộc môn, chậm rãi đi vào, sau đó lại chậm rãi đóng lại. Đến tận đây, gian phòng bên trong lại chỉ có hai người bọn họ, có thể tâm tình tâm sự. Nhìn lấy Trác Phàm cái kia có chút âm trầm sắc mặt, viên lão trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt đường cong, cười nói Trác quản gia, có tâm sự phải không? Không có. Vậy chính là có khúc mắc. Càng không khả năng, Trác Phàm lắc đầu, ồm ồm mà nói. Bất giác thản nhiên cười, viên lão từ chối cho ý kiến, quả nhiên, là có khúc mắc a. Ta nói, không có. Trác Phàm tựa hồ hơi không kiên nhẫn, như một đứa bé giống như, hừ nhẹ lên tiếng. Vậy ngươi vì sao đối thu đồ đệ một chuyện, như thế phản cảm, bài xích, chán ghét, căm hận. Ta quen thuộc độc lai độc vãng, không hy vọng có lo lắng. Không đợi viên lão nói xong, Trác Phàm đã là lạnh lùng lên tiếng. Thật sâu liếc hắn một cái, viên lão lại là cười thần bí, lắc lắc đầu, ha ha ha. Lão phu sống nhiều năm như vậy, gặp qua không ít người, kinh lịch không ít chuyện, người không lừa được ta. Nếu chỉ là bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, đối với cái này hẳn là không nhìn hoặc thái độ đạm mạc, mà không phải phẫn hận, trong lòng ngươi nhất định có việc. Nói nghe một chút, nói không chừng lão phu có thể giúp ngài giải quyết một chút. Mi đầu hơi hơi lắc một cái. Trác Phàm nhẹ liếc cái này tiểu lão đầu liếc một chút, trong lòng suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói, viên lão, ngài có bị đồ đệ bán qua a? Hắc hắc hắc, Trác quản gia cái này trò đùa mở lớn, lão hủ một giới tông môn lão tạp dịch, thực lực thấp, ai sẽ cho lão hủ làm đồ đệ a? Làm sao, người trước kia bị đồ đệ bán qua? Ánh mắt không khỏi sáng lên, viên lão tựa hồ tìm tới chỗ mấu chốt, dò xét cái đầu hỏi. Hơi hơi gật gật đầu. Trác Phàm không khỏi thở dài lên tiếng, trong mắt lóe lên một tia đã lâu hưu quạnh, cái gọi là dạy hết cho đệ tử, chết đói sư phụ. Năm đó ta đợi hắn thân như cha con, hắn lại vì cùng ta đoạt một kiện đồ vật, liên hợp ngoại nhân, thừa dịp ta tu luyện lúc đem ta trọng thương. Kể từ lúc đó, ta thề, tuyệt không lại thu đồ đệ. Nói đến đây, Trác Phàm trong mắt phát ra một đạo khiếp người tinh quang, tràn đầy sát ý. Ách, vậy hắn hiện tại như thế nào? Người giết hắn, báo thù sao? Viên lão trầm ngâm một chút, thì thào lên tiếng. Nếu là Trác Phàm đã báo thù, nói rõ khúc mắc hoặc nhiều hoặc ít,
có thể giải mở một số, nếu là không có lời nói. Vậy cái này kết, hội càng kết càng chặt, sau cùng biến thành nút chết, lại khó mở ra. Chậm rãi lắc lắc đầu, Trác Phàm bất giác hung hăng cắn hàm răng, hung tợn nói, hắn cách quá xa, ta nhất thời đến không nơi đó. Bất quá một ngày nào đó, ta sẽ tìm được hắn, tính toán rõ ràng khoản này khi sư diệt tổ sổ sách. Viên lão gật gật đầu, trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài. Có điều rất nhanh, hắn liền vừa nhìn về phía Trác Phàm, vuốt cằm nói, đã như vậy, vậy ngươi thì càng chắc là thu cái kia hai cái tiểu gia hỏa làm đồ đệ. Ách, bất giác trì trệ, Trác Phàm nhất thời một trận bất đắc dĩ, chăm chú nhìn viên lão không thả, viên lão, ngươi cái này có ý tứ gì, trên vết thương sát muối có phải hay không, biết rõ ta đối đồ đệ dị ứng, còn sách ta chuyện thương tâm. Không không không, ngươi đừng hiểu lầm, thực ta khuyên ngươi làm như thế, hoàn toàn là vì muốn tốt cho ngươi. Chậm rãi khoát khoát tay, viên lão không khỏi khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông, người đây là khúc mắc, từ đồ đệ gây nên khúc mắc, tự nhiên cũng cần đồ đệ đi mở ra. Nếu là ngươi nhất chiều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, không còn thu đồ đệ. Vậy ngươi cái này khúc mắc, sẽ vĩnh viễn ở tại trong lòng ngươi, không được mà giải. Cứ thế mãi, khả năng tại thời khắc mấu chốt, thì biến thành tâm ma, hại tự thân a. Nếu là ngươi có thể lại điều giáo ra mấy cái ra dáng đồ đệ lời nói, có lẽ trong lòng ngươi cái này kết thì giải quyết dễ dàng. Chúng ta ma đạo tu giả, luôn luôn nghịch thiên mà đi, bất luận con đường phía trước như thế nào, đều muốn nhảy tới, đây chính là lịch luyện. Trải qua kiếp nạn, phương thành tránh quả. Cái này khúc mắc ngươi nếu không thể vượt qua, chỉ muốn tránh né, cái kia cho dù tư chất ngươi mạnh hơn, tu vi lại cao hơn, cũng khó đạp đỉnh phong. Bởi vì ngươi cường giả chi tâm, còn chưa đủ hoàn chỉnh. Nói, viên lão duỗi ra một cái ngón trỏ, một chút Trác Phàm trái tim vị trí, lộ ra thoải mái nụ cười. Thật sâu nhìn lấy hắn, Trác Phàm nhất thời cảm giác trái tim như là có cái gì mở ra đồng dạng, thông suốt rất nhiều, toàn thân nguyên lực cũng tùy tiện chạy bốc lên, vô niệm mà động. Hắn tâm cảnh, không ngờ tăng lên. Viên lão, nếu không phải ngươi tu vi thực sự quá kém, ta nhất định bái ngươi làm thầy. Khóe miệng xẹt qua một đạo lạnh nhạt đường cong, Trác Phàm nhìn lấy viên lão, cười khẽ một tiếng. Nào nào, viên lão nhìn lấy Trác Phàm, cũng là ấm áp gật đầu, nếu là có ngươi như thế một cái đồ đệ lời nói, lão hủ cũng coi như sống không uổng. Lời nói xong, hai người lần nữa liếc nhau, đều là cười to lên. Như là hai vị tri âm đồng dạng, tâm tâm tương liên. Về sau, Trác Phàm cùng viên lão nhị người đi ra cửa bên ngoài. Gặp cái kia hai cái tiểu bối còn quỳ ở nơi đó, liền chính thức tuyên bố thu đồ đệ quyết ý. Lần này, coi là thật đem Khuê Lang cùng Nguyệt Linh bốn người cảm động, nhảy cẫng hoan hô. Dù sao, có thể được Trác Phàm cái này thổ hào thêm lương sư chỉ điểm, hai cái này tiểu quỷ ngày sau thành tựu, đem không thể tầm thường so sánh. Cái này bởi vì cái gọi là, cường giả ở nơi nào, đều như cũ là cường giả a. Phô Nguyệt, ngươi ở đâu? Tông chủ bên trong đại điện. Tà Vô Nguyệt đang ngồi ở chính bên trong trên bảo tọa, trong tay cầm một mảnh ngọc giản, cẩn thận ngó nhìn bên trong chỗ ghi chép, gần đây tông môn tư nguyên điều hành tình huống. Đột nhiên, một đạo có chút mập mờ nam bên trong âm, liền bỗng dưng truyền vào hắn trong tai. Sắc mặt bất giác nhỏ hơi trầm xuống một cái, Tà Vô Nguyệt nhìn về phía đại điện bên ngoài, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, Dương Sát, người vô duyên vô cớ tìm ta người tông chủ này đại điện tới làm gì? Hắc hắc hắc, đương nhiên là có chuyện tìm ngươi thương lượng. Lúc này, lại là một tiếng cười khẽ vang lên, một cái hồng quang đầy mặt, bụng phệ trung niên mập mạp, liền chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Đằng sau còn theo hai người, một người là cái âm trầm sắc mặt, gầy như cây trúc nam nhân. Một cái khác, là cái sắc mặt nhỏ xanh, tay cầm quạt công tử. Nhìn lấy ba người này tiến đến, Tà Vô Nguyệt cuối cùng chỉnh tư thế ngồi, khẽ gật đầu, bây giờ Minh Phủ Tam Sát đều đến. Xem ra là thật có chính sự. Ha ha, Tà Vô Nguyệt, người đây là ý gì, chẳng lẽ ta Dương Sát một người đến, cũng không phải là chính sự. Cái kia mập mạp bất giác lông mày nhíu lại, một mặt không phục mà nói. Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, Tà Vô Nguyệt đạm mạc mở miệng, chú ý ngươi tìm từ, bản tông hiện tại là tông chủ. Cái gì tông chủ, trước kia chúng ta Minh Phủ Tứ Sát nổi danh thời điểm, ngươi không phải liền là Tà Sát a? Mọi người huynh đệ đều hiểu rõ, chảnh cái gì chứ? Muốn xung lão sói vẫy đuôi, cùng người khác xung đi.
Hận Hận vẫy vẫy ống tay áo, Dương Sát một mặt ngạo kiều ngẩng đầu lên. Tả Vô Nguyệt sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm cái kia tròn tròn thân hình, không khỏi giống to lên tiếng, người tới, đem cái này ba cái tên khốn kiếp đuổi đi ra. Vâng, hét lớn một tiếng, bên ngoài xông tới mấy cái chấp sự, thế nhưng là thấy là ba người này, bọn họ lại là bất giác cổ co rụt lại, lại có chút do dự nhìn về phía Tả Vô Nguyệt, mặt mũi tràn đầy khó xử, ách, cái này. Ba vị cung phụng đại nhân. Tả Vô Nguyệt không nói gì, thế nhưng cái tay cầm cây quạt lại là nhẹ giọng cười một tiếng, hướng bọn họ khoát khoát tay, thản nhiên nói, các ngươi lui xuống trước đi a, chúng ta tứ huynh đệ cùng một chỗ nói đùa, không có gì đáng ngại. Đúng, quỷ sát đại nhân. Khom người liền ôm quyền, những cái kia chấp sự lướt qua mồ hôi lạnh thì vội vã lui ra ngoài. Nói thật, nơi này nếu là hắn trưởng lão cung phụng lời nói, tông chủ một tiếng mệnh lệnh, bọn họ liều chết đều muốn đem người kia cầm xuống, bởi vì đây tuyệt đối là tông chủ chân thực ý đồ. Thế nhưng là ba vị này chính là năm đó cùng tông chủ đồng sinh cộng tử, sông sáo song long hội huynh đệ, bây giờ càng là tinh anh đệ tử chỉ đạo cung phụng. Bình thường rất nói nhiều đều là lời nói đùa, sau đó liền toàn đều không để ý. Nếu là bọn họ thật đần độn cùng ba người này động thủ, như vậy không chỉ có đắc tội ba vị cung phụng, liền tông chủ cũng phải đắc tội. Lão tử vừa mới nói là nói nhảm, các ngươi không nghe ra đến a? Đến lúc đó, không may đoán chừng cũng là chính bọn hắn. Cho nên, mấy vị này liên quan, bọn họ vẫn là ít tham gia thì tốt hơn. Quả nhiên, những thứ này các chấp sự bị quỷ kia rất dễ như trở bàn tay buộc lui, Tả Vô Nguyệt nhìn ở trong mắt, lại cũng không nói gì. Có thể thấy được, vừa mới xác thực không phải hắn bản ý, chỉ là đe dọa chi ngôn thôi. Chờ phòng này lần nữa còn lại bốn người bọn họ lúc, cái kia cực gầy nam tử, mới vừa nhìn về phía Tả Vô Nguyệt, gọn gàng hỏi thăm, Vô Nguyệt, chúng ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Cũng là nội môn thi đấu lúc, đột nhiên xâm nhập cái kia cái tạp dịch đệ tử, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Về sau gọi tông chủ. Lần nữa cường điệu một chút chính mình thân phận về sau, Tả Vô Nguyệt gặp ba người đều từ chối cho ý kiến, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Thản nhiên nói, tiểu tử kia là ta theo bên ngoài tông vừa thu nhập môn đệ tử, tên là Trác Phàm, là cái khó lường gia hỏa. Nói nhảm, chúng ta đương nhiên biết hắn khó lường, bằng không thì cũng sẽ không muốn hướng ngươi hỏi thăm hắn. Không khỏi trợn mắt một cái, Dương Sát lúc này nói thẳng, mấu chốt là, ngươi vì sao muốn đem hắn đặt ở tạp dịch phòng A? Nhìn hắn bộ dáng, cũng không giống là bị đào thải đi vào A, chẳng lẽ là phạm cái gì sai lầm? Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Tả Vô Nguyệt thản nhiên nói, có thể phạm cái gì sai lầm, hắn vừa tới thì bị đẩy đi vào. Cái gì, ngươi cái này hồ đồ tông chủ, quả thực bạo thiết thiên vật a. Ngươi như vậy, thế mà ném tới tạp dịch phòng, ai u ta cái này trái tim nhỏ, đã nhanh chịu không được. Dương Sát bưng bít lấy chính mình trái tim vị trí, đầy mặt ai thán oan khuất chi sắc, Tả Vô Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi. Hiện tại chúng ta tinh anh đệ tử chỗ ấy nhưng là đang cần người, người phải đem hắn cho kéo ra đến. Còn lại hai người, cũng là khẽ gật đầu, nhìn về phía Tả Vô Nguyệt, trong mắt đều là kỳ vọng chi sắc. Đã hoàn toàn minh bạch bọn họ tới đây mục đích, Tả Vô Nguyệt không khỏi tà cười một tiếng, lắc lắc đầu, các ngươi cũng không phải không biết, vừa vào tạp dịch con đường thăng tiến thì hủy. Hắn đều tiến tạp dịch phòng, nào có dễ dàng như vậy đi ra. Coi như đi ra, cũng là trưởng lão cung phụng. Không vào tinh anh. Tả Vô Nguyệt, ngươi cái này ngu ngốc tông chủ, nhân tài tốt đều mẹ hắn bị ngươi hoang phế. Nếu là tiểu tử kia không thể vào chủ tinh anh lời nói, vậy chúng ta lần này xong long hội, liền không lại xuất chiến, miễn cho tại chín tông trước mặt mất mặt xấu hổ. Dương Sát ngón tay Tả Vô Nguyệt, tức giận tới mức giơ chân. Quỷ sát suy nghĩ một chút, thật sâu nhìn Tả Vô Nguyệt liếc một chút, lại là nhạt cười ra tiếng, Vô Nguyệt. Chúng ta trong bốn người, ngươi tâm tư nhiều nhất, đầu não cũng lớn nhất cơ trí, cho nên mới có thể ngồi lên cái này tông chủ vị trí. Ngươi sẽ không phải làm ra như thế, Thương Hải Di Châu sự tình đi. Nói nhảm, người này là ta đưa tới, ta vẫn chờ hắn cho ta tăng thể diện đây, chỗ nào bỏ được đem hắn ném tới tạp dịch phòng đi. Thoạt đầu ta là muốn thu hắn làm đệ tử, lấy tông chủ đệ tử thân phận, trực tiếp nhập chủ tinh anh. Cái này tốt. Trước mắt không khỏi sáng lên, Tả Vô Nguyệt lời còn chưa nói hết, Dương Sát đã là nhảy một cái chân, hưng phấn nói cái này đúng không, lúc này mới như cái anh minh thần võ tông chủ nên làm việc. Nhân tài như vậy, liền nên ngoại lệ trọng dụng,
Thế nhưng là, vì cái gì lại đến tạp dịch phòng đâu? Ai, có người phản đối thôi. Không khỏi thở dài, Tạ Vô Nguyệt nhìn trộm nhìn ba người liếc một chút, không khỏi cười nhạo nói. Nghe được lời này, cái kia Dương Sát không khỏi trong mắt chừng một cái, lại nổi trận lôi đình lên, cái gì, nhân tài như vậy tiến tông, lại có thể có người phản đối. Ai làm, lão tử cùng hắn liều, khẳng định là những lão gia hỏa kia đúng hay không? Cũng là những lão bất tử này, đem tông môn tai họa thành dạng này, chúng ta cái kia giới chết bao nhiêu người. Ngươi nói với ta, đến tột cùng là ai, cái kia cung phụng vẫn là trưởng lão. Đại cung phụng, Tạ Vô Nguyệt mặt không biểu tình, thăm thẳm lên tiếng. Ách, như là bị người một phát bắt được cổ vịt giống như, cái kia Dương Sát lúc này thì khàn giọng, sau đó một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Tạ Vô Nguyệt, thì thào lên tiếng, đại cung phụng, cái này sao có thể. Đúng vậy a, đại cung phụng trọng nhất nhân tài, đối tông môn cúc cung tận tụy. Nếu là nói trong tông môn, người công chính đại nghĩa nhất, không ai qua được cái này đại cung phụng. Hắn như thế nào lại, đem như thế đại tài, cự tại ngoài cửa. Quỷ sát mi đầu sâu nhăn, đầy mặt vẻ không hiểu. Còn lại hai người, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không nghĩ ra việc ẩn trong đó. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Tạ Vô Nguyệt cũng không còn vòng vo, liền nói ngay tốt. Các ngươi không cần lại đoán mò. Đại cung phụng cử động lần này tất có thâm ý. Mà lại vài ngày trước, đại cung phụng truyền tin cho ta, tựa hồ lại có kế hoạch mới. Đem tiểu tử kia ở tạp dịch phòng cắm rễ, vĩnh viễn sẽ không lại đi ra, càng sẽ không trở thành cái gì tinh anh đệ tử, các ngươi thì chết cái ý niệm này đi. Bất giác sững sờ, mọi người cùng nhau mở miệng, đại cung phụng cùng tiểu tử này cái gì thù, cái gì oán niệm, nhất định phải chơi chết hắn ở bên trong. Nghi đầu bất giác vẩy một cái, Tạ Vô Nguyệt không khỏi cười khẽ một tiếng, không cừu không oán, mà lại theo truyền tin phía trên nhìn, đại cung phụng đối hắn nhưng lại yêu thích cực kỳ. Bất quá bên trong một câu cuối cùng lại là, cường giả, ở đâu đều là cường giả, hắn không cần trở thành tinh anh đệ tử. Mà lại các ngươi cái này ba cái chỉ đạo cung phụng, còn chỉ đạo không được hắn. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, ba người không khỏi đều là quá sợ hãi. Bọn họ thế nhưng là hóa hư cao thủ, lần trước song long hội người sống sót, tinh anh đệ tử chỉ đạo cung phụng, thế mà chỉ đạo không một cái thiên huyền cảnh tu giả. Tuy nhiên cái này thiên huyền cảnh đầy đủ biến thái điểm, nhưng là... Chờ một chút, nếu là người này đại tài, nhóm người mình không thể chỉ đạo, cái kia dạy bảo hắn thì là ai? Đại cung phụng, ba người liếc nhìn nhau, đều là cùng nhau kêu to mà ra. Tạ Vô Nguyệt ở một bên nhìn lấy, lộ ra một tia khinh miệt nụ cười. Một phương diện khác, tại một gian vắng vẻ gian phòng bên trong, đại trưởng lão khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhắm mắt tĩnh tọa, khuôn mặt bình tĩnh. Hắn phía dưới, thì là ngồi ngay thẳng một người, bắp thịt toàn thân nổi lên, đầu đầy mồ hôi, tuy nhiên đồng dạng hai mắt nhắm chặt, nhưng khuôn mặt lại có vẻ dị thường dữ tợn. Người kia, đúng là hắn đệ tử đắc ý, quỷ hổ không thể nghi ngờ. Chậm rãi mở ra hai con ngươi, đại trưởng lão dương mắt nhìn quỷ hổ liếc một chút. Lại là bất đắc dĩ lắc đầu, ai thán nói, quên đi, đã ba ngày, để ngươi nhanh như vậy thu liễm tâm cảnh, cũng là vì khó ngươi. Hô, thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, quỷ hổ chậm rãi mở ra hai con ngươi, như là cùng cường địch đánh nhau kịch liệt 300 hiệp đồng dạng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, lúc này mới cảm thấy được đến giải thoát. Như thế nào, lòng có chút bình tĩnh sao? Dương mắt liếc liếc hắn, đại trưởng lão thản nhiên nói. Chân mày hơi nhíu lại. Quỷ hổ mặt hiện hổ thẹn, chậm rãi lắc lắc đầu. Hít thật sâu, đại trưởng lão từ chối cho ý kiến, than nhẹ lên tiếng, quả nhiên, ngươi còn không cách nào đạt đến cấp bậc kia, vẫn là từ từ sẽ đến đi. Sư phụ, đồ nhi không biết, vì sao những ngày gần đây, ngài để ta tính tọa tính tâm, lại không tiếp tục để ta tu luyện vũ kỹ. Tuy nói đồ nhi tại nội môn đã khó gặp đối thủ, nhưng là tại ngoại môn. Trong mắt khẽ run lên. Quỷ hổ tựa hồ lại nghĩ tới ngày đó Trác Phàm cái kia quét qua chi uy, cái chán không lý do chảy ra một tia mồ hôi lạnh, song quyền không khỏi hung hăng bắt lại. Minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng, đại trưởng lão chỉ là đạm mạc lên tiếng, quỷ hổ, ngươi cùng người kia kém đến rất xa, hắn không phải ngươi có thể đối phó đến tồn tại, tối thiểu về mặt tâm cảnh, hai người các ngươi cũng là ngày đêm khác biệt, không thể so sánh nổi. Tâm cảnh, mi đầu lắc một cái. Quỷ hổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hơi hơi gật gật đầu, đại trưởng lão thản nhiên nói, không tệ, chính là tâm cảnh. Quỷ hổ,
người tư chất không tệ, Minh Sát Quyết càng là luyện tới đỉnh phong, nội môn không người có thể địch, nhưng là những ngày này vi sư dò xét ngươi tâm cảnh, lại phát hiện căn cơ kỳ kém không gì sánh được. Lúc trước vi sư cũng không có quá để ý, nhưng từ ngày đó diễn võ đài phía trên, ngươi cùng tiểu tử kia một chiêu giao thủ sau. Ta mới phát hiện, các ngươi chênh lệch quả thực cách nhau một trời một vực. Nếu là dùng tu vi đến so sánh lời nói, người kia tâm cảnh đã tại hóa hư trở lên, ngươi vẫn còn tại đoán cốt cảnh bồi hồi, quả nhiên là không thể so sánh nổi. Cái gì? Trong mắt bất giác co rụt lại, quỷ hổ trong lòng một trận kinh hãi. Chỉ là hắn vẫn còn không biết rõ, cái này tâm cảnh thật sao đồ chơi. Hắn chỉ biết là, hắn lạc hậu, mà lại rơi xuống chênh lệch rất lớn. Quỷ hổ, ngươi cảm thấy một cái chân chính cao thủ hẳn là như thế nào? Nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, đại trưởng lão đạm mạc lên tiếng. Bất giác khẽ giật mình, quỷ hổ trầm ngâm một chút, sau cùng trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, tản mát ra lạnh lẽo sát ý, kiên định nói, bế nghĩa thiên hạ, vô địch thế gian. Hạn hẹp, bất giác nhẹ hừ một tiếng, đại trưởng lão thở dài ra một hơi, thăm thẳm lên tiếng, thường nói, bụng có thi thư khí tử hoa. Cao thủ, cũng là như thế, càng là tiếp cận tu giả đỉnh phong cao thủ. Càng là cùng thiên địa không bàn mà hợp, liền thành một khối, toàn thân khí tức thu liễm tại bên trong, không phát một hơi. Đây là tâm cảnh trí cao, cùng thiên địa ngang nhau. Nhưng là ngươi đừng tưởng rằng dạng này người, cũng là quả hồng mềm. Bọn họ không phát thì thôi, một phát thì thạch phá thiên kinh, khiến thiên địa biến sắc, vạn vật tịch diệt. Bọn họ nhìn qua không có thực lực, nhưng là tránh thức đem thực lực che giấu tại tâm, thông suốt thiên địa. Tâm niệm nhất động, vạn vật rút lui. Đây là thật cao tay vậy. Trong mắt nhìn không được nhỏ khẽ run run, quỷ hổ nhìn chằm chằm đại trưởng lão giếng cổ không gợn sóng khuôn mặt, trên mặt tràn ngập mê mang. Minh bạch trong lòng của hắn nghi hoặc, đại trưởng lão tiếp tục nói, tại ngươi cùng tiểu tử kia trước khi động thủ, nhưng là từng biết hắn thực lực như thế nào. Mi đầu lắc một cái, quỷ hổ ai thán một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Cái này đúng, hắn đem tất cả phong mang thu liếm, chính là tâm cảnh trí cao thể hiện. Mà ngươi nhưng như cũ sát khí đằng đằng, khó có thể khống chế chính mình lực lượng, chỉ là điểm này, hai người các ngươi chênh lệch liền có thể thấy được lốm đốm. Không khỏi thở dài một tiếng, đại trưởng lão chỉ chính mình trái tim, cái gọi là tâm cảnh, chính là hết thảy đại đạo tu vi cảm ngộ, có lẽ tại ngươi giai đoạn này xem ra không quan trọng, nhưng là càng là đi lên, ngươi càng sẽ phát hiện nó tầm quan trọng. Ngươi chắc là rõ ràng, mỗi đột phá một cái giai đoạn, tất nhiên sẽ thân phụ một hạng thần thông. Thần chiếu cảnh thần thức lĩnh vực, hóa hư cảnh ngưng tụ thần hồn, đều là như thế. Nhưng là những thứ này thần thông như thế nào, người biết không? Mi đầu thật sâu nhăn lại, quỷ hổ chậm rãi lắc lắc đầu. Bất giác khẽ cười một tiếng, đại trưởng lão thản nhiên nói, cũng là tâm cảnh cảm ngộ, có lẽ ngươi còn không có cảm nhận được, đó là ngươi còn không có tránh thức nắm giữ cái này tu tâm chi pháp. Nếu không ngươi liền sẽ rõ ràng, tâm chính là hết thảy năng lượng chi nguyên, bao quát nguyên lực. Linh khí cùng nguyên thần đều là tùy tâm mà động. Tuy nhiên đồng dạng tu vi, nhưng tâm cảnh khác biệt, thực lực liền sẽ ngày đêm khác biệt. Mà lại, loại hiện tượng này càng đi lên, càng rõ ràng nhất. Thậm chí truyền thuyết bên trong, có tâm niệm nhất động, long trời lở đất câu chuyện. Khi đó, bất kỳ nguyên lực nào nguyên thần đều không trọng yếu, tâm cũng là hết thảy. Trong lòng bất giác run lên, quỷ hổ tựa hồ minh bạch cái gì. Xem ra hắn ngày bình thường liều mạng tu luyện, đem chính mình luyện đến đầy người sát khí không cách nào tán đi, lại duy chỉ có sơ sẩy tâm cảnh. Có lẽ trong thời gian ngắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng đối lâu dài tới nói, lại không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hoàn toàn là bỏ gốc lấy ngọn ngu xuẩn hành động a. Sư phụ, chẳng lẽ nói tông môn trưởng lão cung phụng nhóm, tất cả đều là tâm cảnh cực cao người. Không khỏi nháy mắt mấy cái, quỷ hổ đột nhiên hỏi. Trầm ngâm nửa ngày, đại trưởng lão không khỏi than nhẹ một tiếng, lắc đầu ai, mà đạo tu giả vốn là chỉ vì cái trước mắt, truy cầu tốc thành chi pháp. Tránh thức có thể ổn định lại tâm thần, lĩnh hội ma đạo chân lý, luyện ma nhập tâm, lại có mấy người. Tại toàn bộ trong tông, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Bao quát những cái kia tinh anh đệ tử, cung phụng trưởng lão đều như thế. Bất quá, cứ tiếp như thế, chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Ngươi còn nhớ rõ lần trước thạch cung phụng đi đánh lén tiểu tử kia, lại bị đại cung phụng phát hiện, trọng thương trở về sự tình đi. Ha ha ha, đều là hóa hư cảnh, đại cung phụng lại hoàn toàn có thực lực,
một chiêu miểu sát hắn, vì sao? Tâm cảnh ngày đêm khác biệt thôi. Đại cung phụng tính tâm ngộ đạo, tâm cảnh chí cao, trong tông không người có thể đụng. Đây cũng chính là vì sao, hắn có thể theo tạp dịch phòng loại địa phương kia, một đường trở thành tông môn đệ nhất cao thủ nguyên do. Phải biết, truyền thuyết đại cung phụng năm đó tu luyện chí thần chiếu cảnh, dùng chỉnh một chút hơn 100 năm, tư chất không tính là ưu tú. Nhưng bây giờ lại không người có thể đụng, chỉ vì hắn lĩnh hội đại đạo. Nếu là hắn tư chất cho dù tốt điểm, cũng có lẽ bây giờ hóa hư cảnh đều đột phá, đáng tiếc. Đại trưởng lão chậm rãi lắc đầu, tựa hồ còn đang vì đại cung phụng có chút tiếc hận. Nhưng là quỷ hổ đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới tâm cảnh tu vi, vậy mà trọng yếu đến tận đây, làm cho một cái tầm thường người, nhảy lên trở thành đông đảo thiên tài tu giả đứng đầu. Thế nhưng là hắn hiện tại tâm cảnh, lại là xa xa rơi xuống rất nhiều, rất có thể sẽ càng đi lên, càng đổi đến bình thường lên, đây là hắn tuyệt không thể chịu đựng sự tình. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, đại trưởng lão không khỏi sâu xa nói, quỷ hổ, vi sư nếu là vì chính mình lời nói, rất hy vọng ngươi có thể mau chóng đánh vào tinh anh, xuất chiến song long hội. Nhưng vì ngươi tiền đồ nghĩ, ngươi việc cấp bách, vẫn là phải thu liễm tâm tư, yên ổn luyện tâm mới là. Sư phụ, mí mắt nhịn không được run run, quỷ hổ trong lòng cảm động, nhưng trong mắt vẫn còn có chút lo lắng, thế nhưng là, ta hiện tại bắt đầu luyện tâm. Không tính là muộn sao? Ha ha ha, đương nhiên không tính. Bất giác cười một tiếng, đại trưởng lão đạm mạc lên tiếng, luyện tâm cùng tu luyện khác biệt, lúc nào cũng không tính là muộn. Có lúc hoang phế nửa đời, nhất chiều đốn ngộ người cũng nhiều là. Giống bây giờ cái kia Khô Vinh Ngũ lão, theo đại cung phụng cùng một chỗ ngộ đạo, không chính là như vậy sao? Bọn họ năm cái thần hồn mặc dù là cực kỳ hiếm có trận pháp lĩnh vực, nhưng là nhược tâm cảnh bất ổn. Cái kia Khô Vinh lĩnh vực cũng cực kỳ yếu ớt. Hiện tại bọn hắn 5 người chỗ lấy mạnh, danh chấn Tây Châu, cũng là bởi vì bọn họ tâm cảnh độ cao, chỉ ở đại cung phụng phía dưới thôi. Mí mắt nhìn không được run run, quỷ hổ hơi hơi gật gật đầu, trong mắt lần nữa nổi lên hy vọng chi sắc, nhưng là rất nhanh, hắn liền lại nghĩ đến cái gì giống như, do dự nửa ngày, thì thào hỏi, như vậy sư phụ, cái kia. Tiểu tử kia tâm cảnh, hiện tại đại khái là trình độ gì? Cùng ngài so ra đâu? Cao hơn nhiều. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, đại trưởng lão bất giác thở dài một tiếng, sâu xa nói, người kia là cái kỳ tài, chẳng những thực lực chí cao, tâm cảnh cũng cao hơn nhiều. Lúc đó nhìn hắn xuất thủ thời điểm bình tĩnh, cho ta một loại đại cung phụng cảm giác. Cái gì? Trong lòng không khỏi giật mình, quỷ hổ quả thực không thể tin được, chắc phàm thực lực coi như mạnh hơn hắn được nhiều, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Tâm cảnh thế mà có thể cùng đại cung phụng sánh vai. Cười khổ lắc lắc đầu, đại trưởng lão đột nhiên nghiêm mặt nói, quỷ hổ, tiểu tử này không phải thường nhân, hẳn là tông chủ theo bên ngoài tông mời đến cao thủ. Các ngươi đệ tử cấp không có một cái là đối thủ của hắn, cho nên không muốn đi tùy tiện trêu chọc, gặp phải lịch thiệp ba phần. Chỉ sợ tông chủ đem hắn triệu nhập bên trong cửa, là nhằm vào chúng ta trưởng lão cung phụng. Ai, tông chủ rốt cục động thủ a? Trong mắt nhìn không được rung động, quỷ hổ trong lòng ngũ vị tạp trần. Trác Phàm, rõ ràng một cái thiên huyền cảnh đệ tử mà thôi, nhưng là đối thủ của hắn lại không phải đệ tử, mà chính là trưởng lão cung phụng. Khó trách, lúc trước hắn xuất thủ lúc, trong mắt hoàn toàn không có ta cái bóng. Nguyên lai hắn vốn là không có đem ta để vào mắt. Bật cười lắc đầu, quỷ hổ trong miệng một trận đắng chát. Từng có lúc, hắn bị coi thường như thế a, liền làm người khác đối thủ. Đều không tư cách này. Một phương diện khác, vẫn như cũ là Ma Sách Tông phía sau núi Nghĩa Trang kết giới kia bên trong, Trác Phàm mang theo Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương hai người, đứng bình tĩnh tại một khối trên đất trống, nhàn nhã thổi gió đêm. Bỗng nhiên, hai đạo tiếng xé gió vang, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh hai người thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, nhìn đến Trác Phàm lúc, cùng nhau ôm quyền khom người, bẩm báo nói, khởi bẩm Trác quản gia, hết thảy sẵn sàng. Tốt. Các ngươi tránh ra. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm đem hai người đẩy đến một bên, trong tay bỗng dưng đánh tới thủ quyết, trong miệng liền liền quát lên, máu tuôn ra lao nhanh lật trời chỗ, núi đao biển lửa nhập càn khôn, quát. Vừa dứt lời, Trác Phàm đột ngột đến thân thủ chỉ về phía trước. Ông! Chỉ một thoáng, một đạo vô hình không gian ba động vang lên, trước mặt bọn hắn liền đột nhiên xuất hiện một đạo hư huyễn cửa lớn, sau đó cái kia đạo môn từ từ mở ra.
bên trong lại truyền tới từng tiếng kêu gào lệ gọi, huyết ảnh tung bay. Mí mắt nhìn không được nhảy nhót, Khuê Cương cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trác Phàm liếc một chút, sâu xa nói, sư phụ, ta thật muốn đi vào a. Nói nhảm, cha ngươi cùng Nguyệt Linh đem lần trước không dùng hết những thi thể này tất cả đều chuyển đến, lão tử mới cho ngươi bày ra cái này cấp 7 linh trận, huyết sát trận, chuyên môn giúp ngươi tu luyện ngươi huyết sát quyết, ngươi nếu không đi vào, há không cô phụ chúng ta một phen tâm ý. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm chuyện đương nhiên nói. Trong lòng run lên, Khuê Cương cảm thấy cuống họng hơi khô chát, nghe lấy trận kia bên trong kêu gào cùng cuồn cuộn lệ khí đánh tới, bất giác có chút trong lòng lo sợ, tâm thần bất định không thôi, sư phụ, bên trong có thể bị nguy hiểm hay không? Nói nhảm, không có điểm nguy hiểm có thể gọi tu luyện. Ngươi cho rằng Nguyệt Nhi nàng là như thế nào tại tháng 3 bên trong liên tục vượt 3 cấp? Lúc trước nàng âm phong kia trận, nhưng cũng là cấp 7, người ta không nói hai lời nhảy vào đi, ngươi sẽ không phải liền tiểu cô nương cũng không bằng đi. Bất giác ta cười một tiếng, Trác Phàm một trận khinh bỉ. Thế nhưng là đúng lúc này, Nguyệt Nhi lại là cẩn thận từng ly từng tí giật nhẹ hắn tay áo, nhỏ giọng nói, sư phụ, ban đầu là ngươi đẩy ta đi vào. Gương mặt nhịn không được ngoan quất co lại, Trác Phàm bất giác không còn gì để nói, hung hăng chừng nàng liếc một chút, tức giận nói, cái kia nói hay không, không nên nói lung tung, mang ra ta đài đúng hay không. Không khỏi cổ co rụt lại, Nguyệt Nhi không dám lên tiếng. Khuê Cương lại là ở một bên âm thầm cười trộm. Thế nhưng là đúng lúc này, Khuê Lang lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một phát bắt được hắn cổ áo, liền đem hắn hơi vung tay ném vào, mắng to, đường đường nam tử hán, muốn đặt chân thế gian, tự nhiên muốn bốc lên điểm mạo hiểm. Ngươi nếu ngay cả chút can đảm này đều không có, làm sao xứng làm ta Khuê Lang nhi tử? A, à, lão cha, ngươi đây là hố nhi tử a. Cái kia huyết sát trận bên trong truyền ra trận trận bi thiết, tiếp theo chính là tê tâm liệt phế chu lên. Khuê Lang nghe đến, trong lòng vẫn là bất giác lo lắng, nhìn về phía Trác Phàm. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm thản nhiên nói, đừng nhìn ta, là các ngươi lúc trước nhất định phải bái sư, ta dạy đồ đệ thì cái này đức hạnh, ưa thích đem bọn hắn bước đến tuyệt lộ. Trận pháp này là ta ấn hắn thực lực cực hạn bố, nếu là hắn có thể rất nhanh đột phá, vậy liền sống, nếu là đột phá không. Thì chết. A, à, chết thật a. À. Không khỏi khẽ giật mình, Khuê Lang cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cười ta gật gật đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, đúng vậy a, hiện tại hối hận a, muộn. Lão tử dạy đồ đệ luôn luôn như thế, không thành công, tiện thành nhân. Khóe miệng bất giác một xẹp, Khuê Lang trong lòng một trận lo lắng. Hắn ngay từ đầu coi là chỉ là ăn chút khổ, không nghĩ tới còn thật nguy hiểm đến tính mạng. Cái này Trác Phàm làm việc thật tuyệt a, liền dạy đồ đệ đều như thế. Thế nhưng là không đợi hắn lại ra lời nghe ngóng một số tình huống, Trác Phàm trên tay lại bắt đầu kết động thủ quyết, sau một khắc, nhưng nghe ầm ầm tiếng vang phát ra, lại một đường trận môn xuất hiện. Đợi cửa lớn mở ra, bên trong lại là mênh mông một trận vũ khí quanh quẩn, thấy không rõ tình huống. Mọi người một trận không hiểu, nhưng Trác Phàm đã là tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được Nguyệt Nhi thì lại ném vào. Nguyệt Linh khẽ giật mình, còn không có kịp phản ứng, cái kia trong sương mù dĩ nhiên đã truyền ra Nguyệt Nhi thống khổ tiếng kêu gào. Trác quản gia, cái này, trong mắt bất giác ngưng tụ, Nguyệt Linh vội vàng nói. Sắc mặt không hề bận tâm, Trác Phàm chỉ là lạnh lùng lên tiếng, đây là một cái huyễn trận, luyện tâm chỗ. Trước kia ta chỉ là tùy tiện điều giáo một chút, có thể cho bọn họ học cấp tốc. Nhưng là đã làm đồ đệ của ta, ta liền không thể không để ý một chút. Vì bọn họ về sau đường suy nghĩ. Ở cái này huyễn cảnh bên trong, mỗi một canh giờ, đều sẽ đem nàng cả đời này trải qua một lần. Sướng vui đau buồn, đều là ở bên trong, chờ nàng nhìn thấu hết thảy, cũng liền có thể đi tới. Thật sâu liếc hắn một cái, Nguyệt Linh khẽ gật đầu, nhưng là nghe đến cái kia trong sương mù Nguyệt Nhi một hồi cười to, một hồi khóc lớn tiếng vang, nàng cái này làm tỉ tỉ, vẫn còn có chút không đành lòng lắc đầu, liên tục than thở. Đứa nhỏ này cả đời, nhưng là cũng không thuận a. Lạc hoa chi đa thiểu, xuân thu hữu nhất niên. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, ba tháng chớp mắt liền qua, trước kia quyết định nội môn thi đấu ngày, cũng lần nữa tiến đến. Vẫn là những lão gia hỏa kia, ngồi tại trên đài cao, nhìn phía dưới từng tòa diễn võ đài tỉ thí, Tà Vô Nguyệt cũng vẫn như cũ ngồi tại vị trí ở giữa, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn chằm chằm vào những cái kia cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn kết quả phát sinh.
Ba tháng trước đệ tử, vẫn như cũ không có gì cải biến, nếu nói biến, hẳn là biến đến càng kém, còn không bằng tháng ba trước kia. Có một hai vị mầm móng đệ tử, lần này lại là vắng mặt. Hồ Mị Nhi bị giết, tự nhiên nhường ra một cái danh ngạch, nhưng kỳ quái là, liền bên trong môn đệ nhất cao thủ, Quỷ Hổ, lần này lại cũng không có tham gia lần thi đấu này, lại là để hắn kỳ quái. Bính bính bính. Thứ ba diễn võ đài, trận thứ năm tỷ thí, Khuê Lang thắng được. Thứ sáu diễn võ đài, trận thứ tư tỷ thí, Nguyệt Linh thắng được. Thứ hai diễn võ đài, thứ sáu cuộc tỷ thí, Liễu Húc thắng được. Nương theo lấy từng đạo quyền quyền đến thịt trầm đục, từng tiếng phân xét trưởng lão hò hét vang vọng toàn trường. Thạch Cung Phụng khẽ vuốt chòm râu, quay đầu nhìn một chút cách đó không xa đại trưởng lão, trong mắt chớp động lên vẻ kỳ dị. Lão nhi này làm cái quỷ gì, vì sao không có để Quỷ Hổ tới tham gia đâu? Đây không phải chắp tay đem một cái tinh anh đệ tử danh ngạch, nhường ra đi à? Thế nhưng là đại trưởng lão nhưng như cũ sắc mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn phía dưới hết thảy, bình tĩnh vô cùng. Thật sâu nhìn đại trưởng lão liếc một chút, Tà Vô Nguyệt cũng là trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ lão tiểu tử này trải qua lần trước chắc phàm xuất thủ giật mình, bắt đầu sinh thoái ý à, không lại tranh đoạt cái này tinh anh danh ngạch. Còn lại Cung Phụng trưởng lão, cũng là có chút kỳ quái, Quỷ Hổ dù nói thế nào cũng là tuyệt đối có thể nhập chủ tinh anh hạt giống, làm sao lại đột nhiên bị vị này đại trưởng lão đóng băng lên đâu. Thế nhưng là mọi người nhìn lấy đại trưởng lão cái kia thâm thúy ánh mắt, lại tất cả đều không rõ ràng cho lắm, đoán không ra cái nguyên do về sau. Cuối cùng, tại từng mảnh hồ nghi dưới khuôn mặt, nội môn thi đấu cuối cùng kết thúc, năm vị tinh anh đệ tử danh ngạch, cũng hoa rơi có chủ. Trừ Liễu Húc, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh ba người, cùng lần trước đồng dạng, thuận lý thành trương đoạt được danh vị bên ngoài, còn có hai cái, lại là hai tên thần chiếu nhị trọng phổ thông đệ tử. Thấy tình cảnh này, Tà Vô Nguyệt lúc này cũng là tức xạ mặt lại rơi xuống. Thì thào lên tiếng, hừ hừ hừ. Lần này kết quả, còn không bằng lần trước đâu. Nghe được lời này, Thạch Cung Phụng bất giác mỉm cười, lại cũng không lên tiếng, chỉ là bên khóe miệng treo mỉa mai chi ý. Nha nha nha, ai để ngươi lần trước làm nhiều chuyện như vậy, lần này một cái không bằng một cái đi. Hắc hắc hắc, ngươi người tông chủ này làm, thật là đáng đời a. Thực, không chỉ là Tà Vô Nguyệt, liền xem như còn lại trưởng lão Cung Phụng gặp. Cũng là nhìn không được lắc đầu thở dài. Cái kia hai cái dưa chuột, sao có thể nhập tinh anh đây, căn bản không có thực lực kia a. Thế nhưng là bọn họ cũng không có cách, ai bảo lần trước Quỷ Hổ bọn họ quá tàn bạo, gặp phải năm người kia cao thủ đệ tử, không chết cũng bị thương, lần này cũng vô pháp lại tham gia lần thi đấu này. Cho nên lần này tới, đều là một số bất nhập lưu nhân vật, quả nhiên là một cái không bằng một cái. Đoán chừng hai người kia liên thủ, đều không phải là Khuê Lang địch. Tông chủ, bây giờ năm cái tinh anh danh ngạch đều đã quyết ra, xin ngài chỉ thị. Rear map hơi hơi run run, Thạch Cung Phụng nhìn về phía Tà Vô Nguyệt, một mặt cười quái dị, chờ lấy nhìn hắn chuyện cười. Tà Vô Nguyệt mặt âm trầm mặt, song quyền bất giác chăm chú, lại là cũng không nói lời nào, tựa hồ tại chờ lấy cái gì. Đột nhiên, ngay tại lúc này, một tiếng cao vút hét lớn lại là nhất thời vang lên. Chờ một chút, ta muốn khiêu chiến. Vừa mới nói xong, một đạo cao lớn uy mãnh thanh niên đột ngột đến bay lên đài cao, hướng về Tà Vô Nguyệt trùng điệp liền ôm quyền nói, tông chủ, đệ tử Khuê Cương, lệ thuộc ngoại môn, thỉnh cầu khiêu chiến nội môn cao thủ. Trước mắt bất giác sáng lên, Tà Vô Nguyệt thật sâu dò xét hắn liếc một chút, không khỏi hài lòng gật đầu, nguyên bản nhàm chán uể oải tinh thần, cũng trong nháy mắt chấn hưng, ha ha ha. Nội môn thi đấu bên trong. Có ý tứ nhất cũng là giờ khắc này. Khóe miệng nhìn không được rút rút, Thạch Cung Phụng liếc xéo Tà Vô Nguyệt liếc một chút, hai ống khí thô theo trong lỗ mũi phun ra. Tông chủ, lại tới chiêu này a? Đúng vậy a, người dám tiếp sao? Khiêu khích nhìn Thạch Cung Phụng liếc một chút, Tà Vô Nguyệt từ chối cho ý kiến, nhạt cười ra tiếng, lấy thấp đánh cao, can đảm lắm, bất quá Khuê Cương, người một khi chiến lên, nhưng là sinh tử vô luận. Khởi bẩm tông chủ, đệ tử dám khiêu chiến, thì đã sớm đem sinh tử không để ý. Khom người bái bái, Khuê Cương một mặt tự tin nói. Khuê Lang nhìn lấy hắn đứa con trai này, cũng là âm thầm gật đầu, cũng không lo lắng. Bởi vì hắn nhi tử hiện tại đã đột phá thần chiếu cảnh, là cái chính thức thần chiếu cao thủ. Lúc trước Nguyệt Nhi lấy thiên huyền 9 tầng thượng có thể đánh bại Hồ Mỹ Nhi cái này thần chiếu tứ trọng cao thủ,
hắn nhi tử hiện tại chỉ tại thần thông phía trên sẽ không thua bất luận cái gì nội môn cao thủ. Đến mức trên thực lực chênh lệch, Trác quản gia tự sẽ cho hắn đền bù, Khuê lang đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Tạ Vô Nguyệt nhìn lấy đây hết thảy, cũng là âm thầm tán thưởng, cái này Trác phàm quả nhiên có một tay, trong vòng 3 tháng không ngờ tạo ra một cao thủ, liền cất cao giọng nói, Khuê cương, ngươi muốn khiêu chiến người nào? Ta muốn khiêu chiến nội môn Liễu Húc sư huynh. Khuê cương trịnh trọng liền ôm quyền, dương mắt hung hăng nhìn chăm chú về phía Liễu Húc ánh mắt. Cười khẩy, Liễu Húc chậm chậm tiến lên, khinh thường nói, vừa mới đột phá thần chiếu cảnh tiểu quỷ, cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi. Hừ hừ, ngươi cho rằng ta là cái kia Hồ Mị Nhi, dễ dàng như vậy liền có thể bãi bình sao? Chỉnh một chút ngũ trọng thực lực, cũng không phải dễ dàng như vậy siêu việt, riêng là. Ta cũng chuẩn bị sớm. Nói, Liễu Húc trong tay đột nhiên ánh sáng lóe lên, một chi che trời đỏ thắm bút lông liền đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Đồng thời, hắn trên thân cũng là sóng ánh sáng liễm diễm, một kiện tràn ngập lưu vân hào quang linh giáp, liền hiện lên ở trước ngực hắn sau lưng, đem cả người hắn bao bọc lên. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, tất cả trưởng lão cung phụng không khỏi giật nảy cả mình. Bát phẩm ma bảo, điểm minh xuyên trời bút, thất phẩm ma bảo, lưu quang phi vân giáp. Nghi đầu nhịn không được run run, Tà Vô Nguyệt thì thào lên tiếng, tiếp lấy lạnh lùng nhìn về phía một bên Thạch Cung Phụng, hừ nhẹ nói, Thạch Cung Phụng, lần này ngài thật là dốc hết vốn liếng a, liền cái này hai kiện âu yếm ma bảo đều lấy ra. Rear mép khẽ nhúc nhích, Thạch Cung Phụng từ chối cho ý kiến cười cười, tông chủ quá khen, ai bảo hiện tại nội môn tỉ thí, đều không so chân tài thực học, bắt đầu liều tài lực. Lão phu mặc dù gia tư không phong phú, nhưng cũng không thể để đồ đệ thua ở xuất phát chạy đường trên đi. Ánh mắt khẽ híp một cái, Tà Vô Nguyệt không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn về phía Khuê cương chỗ đó, trong mắt lại nổi lên một tia ngưng trọng tới. Hiện tại Liễu Húc trên thân cũng có hai kiện cao giai ma bảo, thực lực nhất thời bay vọt không ít. Cái này Khuê cương nếu vẫn như lần trước Nguyệt Nhi như thế, xuất ra ba kiện cùng cấp bậc ma bảo lời nói, cũng không chiếm tiện nghi gì. Chiến thắng này đếm, cũng quá tiểu. Mà Khuê lang cũng là mi đầu thật sâu nhăn lại, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này Thạch Cung Phụng cũng như thế bỏ vốn, đem áp đáy hòm ma bảo lấy ra, không biết Trác phàm trước kia như thế nào quy hoạch, lúc này còn có thể không thuận lợi khiêu chiến. Thế nhưng là Khuê cương gặp này, lại là không chút phật lòng, chỉ là sắc mặt đột nhiên mà trở nên nghiêm túc rất nhiều. Tốt một cái bát phẩm hộ thân ma bảo cùng công kích ma bảo, xem ra ta chỉ có toàn lực ứng phó. Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, Khuê cương trong tay ánh sáng lóe lên, nhất thời xuất hiện một bình sứ nhỏ đến, chờ mở ra cái kia nắp bình, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, lại là nhất thời truyền hướng tứ phương. Nghi đầu bất giác nhảy một cái, không ít cung phụng trưởng lão đã ngửi ra cái này mùi vị, cả kinh nói cửu phẩm linh đan, huyết lệ đan. Không tệ, ta luyện là huyết sát quyết, máu này lệ đan có thể tăng cường ta huyết mạch lưu động mấy chục lần. Đừng nhìn ta hiện tại chỉ là thần chiếu nhất trọng. Nhưng phục viên thuốc này, thực lực của ta lúc này có thể đạt đến thần chiếu tam trọng cảnh. Nói, Khuê cương đã là ngửa cổ lên tử, đem cái kia đan dược nuốt vào đi, vào miệng tan đi. Bỗng dưng, từng đạo màu đỏ huyết khí bắt đầu ở trước người hắn vần quanh, khí thế của hắn cũng đang từng bước tăng cường. Cái kia cỗ nồng đậm mang theo sát ý mùi máu tanh, chỉ là khiến người ta nghe thấy được, liền có một loại như muốn nôn mửa cảm giác. Liễu Húc gặp, không khỏi quá sợ hãi. Nổi giận nói, tiểu tử thúi, ngươi không muốn sống, tăng cường mấy chục lần huyết mạch lưu động tốc độ, ngươi huyết mạch tự bạo mà chết không thể. Hừ hừ hừ, đa tạ quan tâm, loại chuyện này có lẽ trước kia sẽ phát sinh, nhưng bây giờ sẽ không. Dù nói thế nào, ta cũng là phục thập phẩm linh đan, thông thiên đan người, huyết mạch bền bỉ rất. Nhếch miệng cười một tiếng, Khuê cương tuy nhiên toàn thân tại không ngừng run rẩy, nhưng lại cắn răng gắng gượng qua đến, không có chút nào muốn bạo thể dấu hiệu. Thấy tình cảnh này, các vị trưởng lão cung phụng không khỏi lại là giật nảy cả mình, tiếp lấy liền một mặt hâm mộ nhìn về phía trên đài đạo thân ảnh kia. Thông thiên đan A, thập phẩm linh đan, bọn họ những lão gia hỏa này trong cuộc đời còn chưa ăn qua một lần, vật nhỏ này có tài đức gì, có thể được hưởng như thế phúc báo. Liễu Húc đối với cái này cũng là hơi kinh ngạc, cứ như vậy, hai người thực lực sai biệt nhất thời thì thu nhỏ đến hai trọng cảnh mà thôi. Bất quá không có quan hệ. Trong lòng của hắn chả thì yên tâm, dù sao mình bản thân có cao giai ma bảo, coi như đối phương xuất ra cái gì ma bảo đến,
cái này hai trọng cảnh chênh lệch cũng không còn dễ dàng như vậy rút ngắn. Thế nhưng là, còn không đợi lòng hắn tránh thức để xuống, ông một tiếng ba động vang lên, Khuê Cương toàn thân cao thấp, năm đạo hào quang óng ánh, đã là đột nhiên tản mát ra lóa mắt quang huy, đâm thẳng đến tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt, cũng bất giác híp mắt cùng một chỗ. Chờ quang mang kia tán đi, mọi người lại hướng nhìn đằng trước lúc, lại là trong mắt nhất thời nhìn không được rơi một chỗ, rung động đùng đùng. Chỉ thấy giờ này khắc này, cái kia Khuê Cương toàn thân cao thấp, lại xuất hiện bốn kiện ma bảo trang bị, đều là cửu phẩm chi giai. Mà lại mỗi kiện ma bảo, đều như lượng thân mà làm đồng dạng, hiện ra đỏ thẫm huyết sắc. Cửu phẩm ma bảo, huyết ảnh phiên vân lý. Nhấc chân lúc lắc chính mình trên chân cặp kia màu đỏ dày, Khuê Cương tà cười một tiếng nói, đây là thân pháp ma bảo, cùng ta công pháp tương hợp, đến lúc đó Liễu Húc sư huynh muốn xem đến ta cái bóng, đoán chừng đều rất khó khăn a. Ha ha ha. Còn có, cửu phẩm ma bảo, thiên cương huyết ma giáp. Cửu phẩm ma bảo, già thiên huyết hải phiên. Cửu phẩm ma bảo, xuyên sơn liệt vân trảo. Khuê Cương trên thân treo một bộ khắc lấy đầu lâu giống huyết giáp, tay phải chấp nhất một kiện huyết hồng cờ nhỏ, trái tay mang theo một bộ hiện ra hồng mang vạch trảo, từng cái báo ra ma bảo tên cùng công dụng. Nhìn lấy đây hết thảy, Liễu Húc dĩ nhiên đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Không chỉ hắn mắt trợn tròn, Thạch Cung Phụng cũng là mắt trợn tròn, Tà Vô Nguyệt cũng đã mắt trợn tròn, các vị cung phụng trưởng lão cũng tất cả đều mắt trợn tròn, toàn bộ Ma Sách Tông đều hoàn toàn mắt trợn tròn. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, hiện tại ngoại môn đệ tử đều là thổ hào à, từng cái chạy đến nội môn đến khoe của đến đúng hay không? Lần trước tiểu cô nương kia hướng nội môn đệ tử khoe của cũng liền thôi, lần này ngược lại tốt, tiểu tử này lại hướng trưởng lão cung phụng khoe của. Mấu chốt là, không thể không thừa nhận. Mình những lão gia hỏa này còn thật khoe bất quá người ta. Không thấy được người ta Thạch Cung Phụng đem áp đáy hòm bảo vật đều lấy ra, vẫn như cũng bị người ta so đến không còn sót lại một chút cặn a. Ai, nội môn thi đấu, so là chân tài thực học, cầm những trang bị này đến khoe cái gì, dung tục, oai phong tà khí. Đúng, tiểu gia hỏa, không ngại lời nói có thể hay không mang theo bảo bối bái đến ta môn hạ đến. Các vị cung phụng trưởng lão, từng cái đỏ mắt lên. Nhìn về phía Khuê Cương cái kia một thân chói mắt trang bị, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết ra sao tư vị. Thạch Cung Phụng thì càng là có loại muốn khóc xúc động, những thứ này tới khiêu chiến ngoại môn đệ tử, là tông chủ trước thời gian chuẩn bị tốt nhân mã a, bản này cũng phía dưới quá lớn đi. Ta còn tưởng rằng coi như lại có ngoại môn đệ tử trước tới khiêu chiến, trên thân trang bị vẫn như cũ là tiểu nha đầu kia lúc trước mặc những cái kia. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, toàn mẹ hắn thay mới. Mà lại tổng thể đề cao một đoạn. Tông chủ, người nhà tiểu kim khố có phải hay không cũng quá sung túc một chút. Chúng ta toàn bộ Ma Sách Tông bên trong, cái nào có người có thể một hơi xuất ra bốn kiện cửu phẩm ma bảo, hơn nữa còn toàn mẹ hắn là lượng thân mà làm. Cái này, đây tuyệt đối là theo trong tông đập không ít chỗ tốt ra. Một mặt u oán nhìn lấy Tả Vô Nguyệt, Thạch Cung Phụng trong mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. Tông chủ, người cùng ta thành thật khai báo. Ngươi có phải hay không đọa lạc? Nhìn lấy hắn ánh mắt này, Tà Vô Nguyệt chỗ nào không biết hắn suy nghĩ trong lòng, lúc này liền muốn cho hắn hai bàn tay. Lão tử đường đường nhất tông chi chủ, vì tông môn quan tâm phí sức, chỗ nào lấy thêm qua tông môn một châm một đường. Ngược lại là các ngươi đám lão gia này, mình tranh ám đấu, cưỡng đoạt tông môn tư nguyên, hiện tại lại dám hoài nghi đến bản tông trên thân đến, thật sự là buồn cười. Bất quá! Trong lòng của hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nhìn Khuê Cương cái kia một thân thuần một sắc cửu phẩm ma bảo, cũng là không còn gì để nói. Đoán chừng liền xem như hắn đứng tại cung phụng trưởng lão vị trí bên trên nghĩ, cũng sẽ coi là những vật này là chính mình cung cấp đi. Dù sao, một cái ngoại môn đệ tử, nào có dạng này tài lực. Thế nhưng là, coi như hắn nhất tông chi chủ, cũng không có dạng này năng lực a. Ai, Trác Phàm a Trác Phàm. Hai năm này ngươi tiểu tử này đến tột cùng ở đâu phát tài, thật sự là triệt triệt để tài đại khí thô a, liền lão tử nhìn đều đỏ mắt, khó trách đại cung phụng hội đưa ra như thế kế hoạch. Hừ hừ, xem ra loại sự tình này, cũng chỉ có ngươi người tài chủ này mới có thể hoàn thành. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Tà Vô Nguyệt cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, trong lòng lại là có chút ghen ghét lên Trác Phàm tới. Rõ ràng là cái thế tục gia tộc quản gia. Vốn liếng thế mà so lão tử người tông chủ này còn giàu, thật là ngày chó. Mà Khuê Lang đã là kích động toàn thân khởi sướng run run, nước mắt đều nhanh chảy ra.
khó trách ma sách tứ quỷ cái kia bốn vị chấp sự, coi như trở lại tông môn, cũng vẫn như cũ vây quanh Trác quản gia bên người chuyển a. Cái này Trác quản gia thực sự quá đầy nghĩa khí, bắp đùi cũng thật là to a, tùy tiện thì ném cho hắn nhi tử bốn kiện cửu phẩm ma bảo. Bạo tay như thế, cả cái tông môn người nào có thể làm được đến. Liền xem như những cái kia tinh anh đệ tử, cũng không có dạng này đãi ngộ a. Ai, người sư phụ này bái, còn thật mẹ hắn giá trị. Có dạng này sư phụ mang theo, tự nhiên tài nguyên tu luyện không ngừng, ma bảo linh đan đảm nhiệm chọn lựa, kia cái gì tinh anh đệ tử, coi như cái bóng a. Khuê lang một mặt ửng hồng địa chuyển bài nhìn Nguyệt Linh liếc một chút, Nguyệt Linh cũng là đầy mặt vẻ hưng phấn, lần này, hai đứa bé này cùng Trác phàm, xem như tiền đồ vô lượng. Liễu Húc sư huynh, ra chiều đi. Diễn võ đài phía trên, Khuê Cương cười lạnh, tay phải biển máu cờ dương lên, toàn bộ bầu trời liền bỗng nhiên hóa thành một mảnh huyết sắc, nồng đậm huyết khí làm cho bốn phía không khí đều biến đến sền sệt rất nhiều, tay trái thì là xuyên sơn liệt vân chảo nhẹ nhàng hất lên. Nhất thời trên không trung xẹt qua năm đạo huyết ấn, giống như đem ông trời mặt mũi đều cho cào nát một dạng. Nhìn chằm chằm cái kia bốn kiện sặc sỡ lóa mắt ma bảo không thả, Liễu Húc lại cúi đầu nhìn xem chính mình hai kiện ma bảo, nhất thời liền gương mặt hung hăng co lại, cảm giác mình trang bị theo đối phương so sánh, thật sự là yếu bạo. Liễu Húc sư huynh, mời ra chiêu. Khuê Cương lại hô một tiếng, liên tục khiêu khích, khóe miệng hiện ra tà tiếu. Liễu Húc bờ môi bất giác rung động. Hai mắt dần dần trở nên đỏ như máu, cuối cùng lại khó áp lực trong lòng ủy khuất, mắng to lên tiếng, ra em gái ngươi chiêu a, khi dễ người đúng hay không? Ngươi cái kia một thân đồ chơi, để cho ta đánh như thế nào? Bỏ quyền, lão tử không đánh. Đụng, giống như ném đồ bỏ đi giống như, Liễu Húc hung hăng hơi vung tay bên trong bát phẩm ma bảo, thở phì phò đi xuống đài, đầu cũng sẽ không rời đi. Thạch Cung Phụng nhìn thấy, muốn gọi bắt hắn, nhưng miệng hơi hơi động động. Lại cuối cùng không có mở miệng. Ai, đều loại tình huống này, biết rõ không thể địch, còn gọi hắn trở về làm gì, nhận lấy cái chết vẫn là chịu nhục a. Nhìn lấy vung tại đài diễn võ phía trên chi kia ngọc bút, Thạch Cung Phụng bất giác liên tục cười khổ. Chính mình cái này áp đáy hòm bảo bối, thật vất vả lấy ra biểu hiện một phen, nhưng không nghĩ tới lúc này bị người so đi xuống, cũng thật sự là mặt mũi không ánh sáng. Không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Thạch Cung Phụng vẫy tay một cái, đem cái kia ngọc bút thu tay lại bên trong, sau đó một mặt cười nhạo nhìn về phía Tả Vô Nguyệt, châm chọc nói, tông chủ quả nhiên tài lực hùng hậu, không hổ là nhất tông chi chủ, ngược lại là giấu không ít đồ chơi hay con a. Cái kia cũng không phải là ta, ngươi ném loạn cái gì cầu thí. Ánh mắt khẽ híp một cái, Tả Vô Nguyệt trong lòng thầm giận, nhưng cũng không đi cãi lại, trái lại nhìn hướng phía dưới Khuê Cương, thản nhiên nói, đã Liễu Húc đã không chiến mà bại. Vậy lần này cũng là Khuê Cương thắng. Như vậy cái này tinh anh đệ tử danh ngạch, liền nên về Khuê Cương. Hiện tại, người có thể bái một vị trưởng lão cung phụng vi sư, ít ngày nữa tiến vào tinh anh dòng dõi. Tiểu gia hỏa, nhìn nơi này, bái lão phu đi. Không không không, vẫn là tại lão phu môn hạ tu hành a, lão phu tuyệt không bạc đãi ngươi. 3 tháng trước, Nguyệt Nhi lần kia khiêu chiến sau một màn xuất hiện lần nữa. Toàn trường tất cả cung phụng trưởng lão đều tranh nhau chen lấn bắt đầu thu đồ đệ chi tranh. Bất quá lần này, Khuê Cương trong lòng sớm có dự định, bọn họ còn chưa bắt đầu làm cho túi bụi, hắn đã là khom người cúi đầu, cung kính nói, khởi bẩm tông chủ, tại hạ đã bái sư cha, hắn ngay tại tạp dịch phòng, xin ngài đem ta xung quân tạp dịch phòng, phụng dưỡng tại lão nhân gia ông ta bên người. Cái gì, tạp dịch phòng người thu ngoại môn đệ tử làm đồ đệ? Không khỏi khẽ giật mình. Tất cả mọi người trong nháy mắt liền không có tiếng, sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy đều là thật không thể tin khuôn mặt. Cái này tạp dịch phòng người, xứng sao? Thật sâu liếc hắn một cái, Tả Vô Nguyệt không khỏi cười nhẹ gật gật đầu, cũng tốt, đã ngươi có này hiếu tâm, cái kia bản tông thì xung quân ngươi hồi tạp dịch phòng, chăm sóc sư phụ đi. Mặt khác, cho bản tông hướng sư phụ ngươi mang cái tin, ngươi thân này trang bị không tệ, để hắn cũng cho bản tông làm một bộ. Nói, Tả Vô Nguyệt liền chậm rãi đứng dậy, chậm chậm hướng tông chủ đại điện phương hướng đi đến. Thế nhưng là hắn câu nói này, lại như là bom tấn đồng dạng, tại tất cả mọi người tâm lý ầm vang nổ vang, không chỉ là những cái kia cung phụng trưởng lão, liền vây xem ngoại môn các nội môn đệ tử, cũng tất cả đều trợn mắt hốc mồm lên. Cái này, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, cái này ngoại môn đệ tử trên thân ma bảo,
tất cả đều là đến từ tạp dịch phòng cái kia sư phụ chi thủ sao? Mà lại, người kia và tông chủ quan hệ cũng không phải bình thường, tông chủ vậy mà đòi hắn trang bị, mà không phải mệnh lệnh. Vậy đã nói rõ, tông chủ đối với hắn là tương đương kính trọng. Một cái tầng dưới chót nhất tạp dịch phòng, đến tột cùng cất giấu thần thánh phương nào, vì sao chúng ta những trưởng lão cung phụng này cũng không biết đâu. Thạch cung phụng cũng là hai mắt kinh dị, âm thầm suy nghĩ, đại trưởng lão thì là sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, một bộ quả là thế bộ dáng. Trước tới khiêu chiến nội môn hai vị ngoại môn đệ tử, sau cùng thuộc về tất cả đều lựa chọn tạp dịch phòng, nơi này nếu không có mở ám, đó mới là gặp quỷ. Tông chủ tại như vậy một cái không người quản hạt địa phương, xếp vào chính mình thân tín, phát triển thế lực, ngược lại thật sự là giấu diếm a. Nhưng là bây giờ lại bạo lộ ra là vì cái gì, là chuẩn bị phải có hành động lớn a. Thật sâu nhìn lấy tông chủ rời đi bóng lưng, đại trưởng lão khẽ cau mày, trong lòng suy nghĩ không ngừng. Thạch cung phụng đang trầm tư một lát sau, đột nhiên nói, tông chủ, cái này tinh anh đệ tử danh ngạch phải chăng xác định. 5 lần 7 lượt bị ngoại môn đệ tử khiêu chiến thành công, những đệ tử này, còn có tư cách gì nhập chủ tinh anh? Chưa có trở về thân thể, Tà Vô Nguyệt không khỏi cười nhạo liên tục, châm chọc nói. Nhíu mày, Thạch cung phụng thử dò xét nói, như vậy nội môn này thi đấu, còn phải lại áp sau sao? Áp sau, thân thể hơi chậm lại, Tà Vô Nguyệt trầm ngâm một lát, lại là từ chối cho ý kiến nói, coi như lại áp sau mấy tháng, những đệ tử này thực lực còn thật có thể đột nhiên tăng mạnh sao? Có lẽ, nội môn đã không thích hợp bồi dưỡng tinh anh đi. Phốc, một tiếng vang trầm, Thạch cung phụng lơ đãng nắm chặt rơi mấy cây tròm dâu, trong lòng cả kinh. Tà Vô Nguyệt lời ấy là có ý gì, nội môn không thích hợp bồi dưỡng tinh anh, chẳng lẽ ngoại môn thích hợp sao? Mi đầu thật sâu nhíu lại, Thạch cung phụng trong lòng một trận hồ nghi. Thế nhưng là Tà Vô Nguyệt bóng người đã là càng ngày càng xa, biến mất trong nháy mắt không thấy, chỉ có một đám lão giả nhóm một cái đầu thì to ra, không biết tông chủ lời nói bên trong chân ý. Đón lấy, Khuê Cương mặc lấy cái kia một thân phong cách trang phục, tại mọi người nóng rực ánh mắt bên trong chậm rãi rời đi nơi này. Chỉ là tất cả mọi người không có chú ý tới là, trưởng lão cung phụng trong mắt đều là tham lam, nhưng là những đệ tử kia, lại là khát vọng. Tham lam cùng khát vọng, giống như mà thực khác biệt, cuối cùng hành sự cũng sẽ hoàn toàn trái ngược. Cái gì, Tà Vô Nguyệt tiểu tử kia trước mặt tất cả mọi người, để ngươi báo cho ta. Ma Sách Tông phía sau núi Nghĩa Trang, Trác Phàm bất khả tư nghị nhìn về phía Khuê Cương, chất vấn lên tiếng. Khuê Cương khẽ gật đầu, khom người bẩm báo, đúng, sư phụ, tông chủ hắn xác thực nói như vậy. Đón lấy, hắn lại vụng trộm thử dò xét nói, sư phụ, ngài cùng tông chủ quan hệ thế nào, làm sao hắn giống như theo ngươi rất quen lạc a? Quen thuộc là quen thuộc, nhưng không có đạo lý công khai a. Khẽ chau mày, Trác Phàm trong lòng run lên, thì thào lên tiếng, vốn là lại đến 1-2 lần, hắn thì có cớ chỉnh đốn nội môn, nhưng lần này hắn một công khai ta tồn tại, thì tương đương với đem ta đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, cùng những cái kia cung phụng trưởng lão đối cùng một chỗ, hắn đây là ý gì? Chính là cái này ý tứ. Thế mà, Trác Phàm vừa dứt lời, một thanh âm quen thuộc lại là đột nhiên vang vọng tại hai người bên tai, Trác Phàm, người tại ngoại môn không phải làm ra một cái lạc ra a? Cái kia bản tông liền yêu cầu ngươi, cho ta tại tạp dịch phòng, lại làm một cái lạc ra đi ra. Hiu, tiếng xé gió vang, một đạo màu xám cái bóng đột nhiên xuất hiện tại hai người trước người. Khuê Cương trong mắt hơi hơi co rụt lại, bất giác vội vàng ôm quyền khom người nói, đệ tử Khuê Cương, tham kiến tông chủ. Hắn tuy nhiên nhìn không thấy tông chủ bộ dáng, nhưng là nhận ra thanh âm hắn. Đồng thời trong lòng càng thêm kinh dị, người tông chủ này quả nhiên cùng sư phụ giao tình không ít, thế mà đích thân tới tạp dịch phòng tới. Khó trách sư phụ lúc trước đi vào tạp dịch phòng, phụ thân Nguyệt Linh bọn họ đều nói hắn bối cảnh thâm hậu, không dám động đến hắn, thì ra là thế a. Có tông chủ làm chỗ dựa, bối cảnh này xác thực đầy đủ thâm hậu. Bất quá cũng hạnh hảo phụ thân bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không lấy sư phụ thực lực, cho dù không có bất kỳ cái gì bối cảnh, nếu thật là vật lộn sống mái, bọn họ cũng không phải là đối thủ a. Bất giác thở dài ra một hơi, Khuê Cương trong lòng một trận may mắn, thế nhưng là hắn lại làm sao biết, tại hắn hôn mê bất tỉnh thời điểm, cha của hắn hai người đã sớm khiêu khích qua Trác Phàm, mà lại bị hung hăng giáo huấn một lần. Chỉ là cha của hắn không mặt mũi nào nhắc lên việc này.
hắn cũng không biết. Lại là một cái lạc gia, người cái này có ý tứ gì? Mi đầu nhịn không được nhíu một cái, Trác Phàm lúc này hỏi. Dường như đối đãi người bình thường một dạng, nhìn về phía Tả Vô Nguyệt cũng không có cái gì cung kính có thể nói. Trong lòng bất giác run lên, Khuê Cương đầu không khỏi co lại, đáy lòng âm thầm tán thưởng, sư phụ cũng là sư phụ, nhìn thấy tông chủ đều như thế không có chút nào câu thúc, thực nghiêu. Bất quá cái này cũng nhìn ra, hai người bọn họ quan hệ xác thực thân cận cực kỳ. Không khỏi hơi chậm lại, Tả Vô Nguyệt nhìn lấy Trác Phàm như thế bộ dáng, cũng là bất đắc dĩ. Tiểu tử này không tập trung quen, xưa nay không biết rõ cái gì là quy củ, thế nhưng là lúc này đang dùng hắn thời điểm, cũng không tiện cho hắn lập quy, trước tạm qua loa cho xong chuyện A, chờ qua cái này danh tiếng lại nói. Thế nhưng là loại chuyện này, tổng không tốt ở trước mặt người ngoài hiển lộ, bằng không hắn người tông chủ này thể diện, còn để vào đâu. Kết quả là, Tả Vô Nguyệt cưỡng chế trong lòng nộ khí, liếc mắt liếc một cái một bên Khuê Cương. Lạnh lùng nói, ta cùng sư phụ ngươi có chính sự muốn nói, ngươi trước lui ra sau. Vâng. Khom người cúi đầu, Khuê Cương nghe đến Tả Vô Nguyệt cái kia lạnh lẽo tiếng nói, lúc này một cái thông minh, vội vã lui về phía sau ra ngoài, một trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Đợi đến nơi đây chỉ còn lại có hai người bọn họ lúc, Tả Vô Nguyệt mới vừa nhìn về phía Trác Phàm thản nhiên nói, ta để ngươi tại tạp dịch phòng lại làm một cái lạc gia, là muốn cho ngươi xảy ra khác đỉnh núi. Ở chỗ này làm ra một cái giống nội môn, thậm chí tinh anh tập huấn địa phương đi ra, về sau tinh anh đệ tử tuyển bạt, liền có thể thoát khỏi những lão đầu tử kia. Vì sao như thế, rõ ràng ta lại để người đi nội môn khiêu chiến một hai lần, nội môn thể diện mất hết thời điểm, người liền có thể thừa cơ chỉnh đốn, thu hồi đại quyền. Bây giờ đang ở tạp dịch phòng loại địa phương này, bắt đầu từ số 0, lại chỉnh ra một cái nội môn đến, trả giá đắt không phải quá lớn sao? Chậm rãi khoát khoát tay, Tả Vô Nguyệt không khỏi cười khẽ một tiếng, những lão gia hỏa kia tại nội môn đã thâm căn cố đế, thế lực rắc rối khó gỡ, coi như lại chỉnh đốn, cũng là chỉ ngọn không chỉ gốc, không có tác dụng lớn. Nếu là lâm thời ứng phó một chút lần này xong long hội còn có thể, nhưng lâu dài đi xuống, cũng không phải cái biện pháp. Còn không bằng bắt đầu từ số 0, triệt để lấy hết nội môn quyền thế, để những lão gia hỏa này quyền lực, triệt để thất bại. Mà tạp dịch phòng cái này lâu dài không quan tâm chi địa, chính là cái này tông môn duy nhất một khối tịnh thổ. Người ở chỗ này sở tác sở vi, sẽ không nhận bất luận kẻ nào can thiệp. Nhưng là muốn tái tạo một cái nội môn đi ra, chẳng những cần thời gian, nhân mạch, còn có đại lượng tư nguyên, đây cũng không phải là một lần là xong sự tình a. Riêng là cái kia tài nguyên tu luyện, người coi như thân là tông chủ, lại như thế nào có thể đỉnh lấy tất cả trưởng lão cung phụng áp lực. Hướng tạp dịch phòng bên này phát tới. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, ném tới tạp dịch phòng tư nguyên cũng là đổ xuống sông xuống biển, sẽ không có người đồng ý. Mi đầu thật sâu nhăn lại, Trác Phàm chậm rãi lắc đầu. Liếc mắt liếc một cái hắn, Tả Vô Nguyệt bất giác suy cười ra tiếng, ai nói ta muốn cho ngươi phát tư nguyên, trong tay ngươi không phải có rất nhiều tài lực đỉnh lấy a? Cái gì, dùng ta à? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm chỉ lỗ mũi mình. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói, thế nhưng là đó là lão tử, dựa vào cái gì lấy ra? Người cái thổ hào, không biết ở nơi nào phát tài, eo quấn vạn kim, cho đồ đệ trang bị đều toàn mẹ hắn là cấp cao phẩm, xuất ra một chút tài nguyên tu luyện, vì tông môn làm cống hiến lại thế nào? Đừng quên, người bây giờ là ma sách tông đệ tử, liền nên vì tông môn làm điểm hy sinh. Bất giác lạnh hừ một tiếng, Tả Vô Nguyệt trong giọng nói bỗng dưng có loại chua chua cảm giác, nói thật cho ngươi biết. Nếu không phải biết nhà ngươi cơ sở như thế sung túc, kế hoạch này ta còn không có ý định áp dụng đây. Hiện tại cũng chỉ có ngươi, có thể một người bốc lên cái này to lớn gánh nặng, nhô lên một cái nội môn hao phí. Đến mức vấn đề thời gian, ta tin tưởng lấy ngươi năng lực, trong vòng 10 năm đem lạc gia mang lên như thế địa vị, trong thời gian ngắn cũng nhất định có thể tạo ra một cái có thể so với nội môn chỗ. Mà nhân mạch thì càng không thành vấn đề, trừ tạp dịch phòng đệ tử cung cấp ngươi lựa chọn bên ngoài. Ta cũng đã thả ra tiếng gió, nói tạp dịch phòng có một cao nhân có thể trong ngắn hạn đem đệ tử bồi dưỡng đến tinh anh tình trạng, đến lúc đó ngoại môn nội môn đệ tử nhất định sẽ chen chúc mà tới. Người yên tâm đi, một mực đem tu luyện tài liệu chuẩn bị tốt chính là, ha ha ha. Tả Vô Nguyệt một trận cười to, Trác Phàm lại là đột nhiên mà choáng váng, ngốc hai giây mới tròng mắt ngưng tụ, nộ hống lên tiếng, làm gì, ăn cướp a, cướp phú tế bẩn có phải hay không, vậy cũng là lão tử vất vả đoạt được.
nhưng là gánh vác không nhiều người như vậy. Gánh được thì gánh, không gánh được cũng phải gánh, ngươi cái thổ hào, đừng cho ta khóc than, cái này đều xem như ngươi tại tông môn công tích. Đúng, tiểu tử kia chắc là mang cho ngươi lời nói đi. Bộ kia trang bị, cho bản tông cũng tới một bộ. Không có, đánh thổ hào phân ruộng đất, đều mẹ hắn cho phân, lão tử hiện tại là nghèo ba đời. Ra mặt nhìn không được rút rút, Trác Phàm một mặt buồn bực nói. Tạ Vô Nguyệt gặp, trong lòng cười thầm, tâm tình đúng là thoải mái rất nhiều, tiếp lấy một cái lắc mình, biến mất bóng người. Nhưng là hắn tiếng nói lại là vẫn như cũ rõ ràng truyền vào Trác Phàm trong tai, tiểu tử, bản tông dự định bộ kia trang bị, mau chóng chuẩn bị tốt. Bản tông đã bảo kê ngươi, ngươi cũng nên đánh đổi một số thứ A, ha ha ha. Sao bà nội ngươi cái chân, lão tử cấp cho ngươi sự tình, ngươi còn hướng lão tử thu bảo hộ phí. Mẹ hắn, giang hồ hắc bang đều không ngươi hắc, ách không, nơi này là ma tông, vốn là so hắc bang hắc. Tức xạ mặt lại rơi xuống, Trác Phàm bất giác mi đầu sâu nhăn, nghiến răng nghiến lợi, lầm bầm, Tà Vô Nguyệt, ngươi cho lão tử chờ lấy, chờ lão tử làm lớn, có ngươi khóc thời điểm, hừ. Đương đương đương, yên tĩnh đêm khuya, trăng sáng giữa trời, tạp dịch phòng cái này một mảnh khu vực, im ắng. Lao động một ngày bọn tạp dịch, đều là đã trở về. Chăm chỉ điểm vẫn tại tu luyện không ngừng, muốn cũng có ngày, xông ra cái này tuyệt vọng chi địa. Thế nhưng là những cái kia đã nhận mệnh người, lại sớm đã lười biếng ngủ say xưa, trải qua một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày thời gian. Thế mà, đúng vào lúc này, từng tiếng thanh thúy trung minh lại là đột nhiên mà vang vọng tại mảnh này tĩnh mịch thổ địa bên trên, đem tất cả mọi người giật mình tỉnh lại. Thân thể bất giác bỗng nhiên lắc một cái, tất cả mọi người một mặt rất là kỳ lạ bộ dáng, tiếng chuông này không phải tập hợp thanh âm à, tại sao lại sẽ xuất hiện? Trước kia có quyền lực gõ khẩu này chuông lớn, chỉ có Khuê Lang Nguyệt Linh hai người. Thế nhưng là hai người này hiện tại đều đã rời đi tạp dịch phòng, trở về nội môn, ai còn tại gõ chuông? Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, bên ngoài đã là vang lên một đạo già nua tiếng thúc giục, tập hợp, mọi người nhanh nhẹn lấy điểm A. Ai, viên lão, đây cũng là người nào tại gõ chuông, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh không phải đều đi sao? Một cái tạp dịch đệ tử vội vã chạy ra đến, giữ chặt ngay tại bốn phía tán loạn, lớn tiếng thông báo viên lão, nghi hoặc hỏi. Bất giác nhếch miệng cười một tiếng, viên lão thản nhiên nói. Làm bằng sắt doanh trại quân đội, nước chảy lão đại. Cái kia hai cái là đi, thế nhưng là lại tới mới A, tranh thủ thời gian A, chớ chọc lão đại mới sinh khí, có người hảo hảo mà chịu đựng. Nói xong, viên lão liền tiếp tục đông lui tây lui, hướng về các cái địa phương thông báo. Mọi người cảm thấy rất ngờ vực, lão đại mới, chẳng lẽ lại có nội môn đệ tử bị đày đi tới. Làm sao nội môn luôn ra loại sự tình này, vừa đi hai cái, lại tới một cái. Ai, chúng ta thật sự là vận mệnh nhiều thăng trầm A, không biết cái này vừa tới khi nào mới có thể đi được. Mọi người một trận lắc đầu, cũng không dám thất lễ, vội vã hướng về kia cái tập hợp sơn động chạy đi. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền cùng nhau gom lại trong sơn động. Thế nhưng là ngẩng đầu xem xét, mọi người lại là bất giác giật mình. Bởi vì tại cái kia trên đài cao ngồi đấy, không phải như bọn họ suy nghĩ, mới tới một vị sư huynh hoặc sư tỷ. Mà chính là đối bọn hắn tới nói dị thường quen thuộc bóng người, Trác Phàm. Tại bên cạnh hắn đứng đấy, là hắn hai cái đồ đệ, Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi, mà lại hai người đều đã đột phá thần chiếu cảnh giới. Cái kia cố ẩn ẩn uy áp, lúc này làm đến phía dưới một đám tạp dịch, cảm thấy một cỗ áp lực, trên đầu rất là kỳ lạ chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Viên lão một đường chạy chậm đi vào đài cao, nhìn về phía Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, thản nhiên nói, Trác quản gia. Đều đến đông đủ. Viên rất vất vả. Hơi hơi một gật đầu, Trác Phàm nhìn viên lão liếc một chút, liền đứng dậy, bế nghễ hướng phía dưới đông đảo bọn tạp dịch, cất cao giọng nói, hôm nay đem mọi người triệu tập đến này, chủ yếu là tuyên bố hai cái tin tức, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Mọi người bất giác khẽ giật mình, liếc nhìn nhau, đều là không rõ ràng cho lắm. Trác Phàm nhìn lấy đây hết thảy, không khỏi cười khẽ một tiếng, đầu tiên, tin tức xấu chính là, các ngươi tốt thời gian chấm dứt. Khuê Lang cùng Nguyệt Linh tuy nhiên đi, các ngươi qua đại khái nửa năm sống yên ổn thời gian. Nhưng là hiện tại, ta Trác Phàm dự định chính thức tiếp quản tạp dịch phòng, làm các ngươi trên thực tế quản sự người, các ngươi nửa năm qua này cái kia nhàn nhã thời gian, cũng nên thu vừa thu lại.
trong lòng bất giác hơi hồi hộp một chút, mọi người lẫn nhau nhìn xem, không khỏi tất cả đều lộ ra một bộ khổ bức chi sắc. Tuy nhiên Trác Phàm nhìn như chỉ có thiên huyền bát trọng tu vi, nhưng tạp dịch phòng người đều rõ ràng, coi như Khuê Lang Nguyệt Linh tại lúc, đối với hắn cũng phải lễ kính có thêm. Hắn thực lực thâm bất khả chắc, là so Khuê Lang hai người càng nhân vật nguy hiểm. Không thấy được người ta hai người đệ tử, đều là thần chiếu cảnh sao? Thần chiếu cảnh cao thủ, bái thiên huyền cảnh vi sư, nhìn như hoang đường, nhưng lại hoàn toàn chứng minh, vị này thiên huyền cảnh cao thủ thần bí bất phàm. So với Khuê Lang cùng Nguyệt Linh kiêu ngạo như vậy ương ngạnh ác đồ, bọn họ ngược lại là đối Trác Phàm sự thần bí khó lường này cao nhân, càng kiêng kỵ ba phần. Chỉ bất quá trước kia Trác Phàm không có nghĩ qua muốn khống chế tạp dịch phòng, hiện tại hắn lại chuẩn bị lãng quyền, mọi người bất giác đều trong lòng lo sợ, không biết tương lai mình ra sao đường. Tựa hồ nhìn ra trong lòng mọi người hoảng sợ, Trác Phàm bất giác khẽ cười một tiếng, khoát khoát tay, đừng lo lắng, ta cái này người hành sự không giống Khuê Lang Nguyệt Linh đơn giản như vậy thô bạo, ta cũng sẽ không quản các ngươi tất cả mọi người nhàn sự, chỉ có các ngươi cam tâm tình nguyện để cho ta quản lúc, ta mới có thể quản. Cái này, cũng chính là ta muốn nói cho các ngươi tin tức tốt. Ta dự định tại tạp dịch phòng trên cơ sở, xây lại một cái tinh anh tạp dịch phòng, giúp đỡ bọn ngươi thoát ly khốn cảnh. Cái gì, tinh anh? Không khỏi sững sờ, trong mắt mọi người càng thêm mê mang, lẫn nhau nhìn xem, đều là rất là kỳ lạ. Bọn họ đã là tông môn tầng dưới chót nhất tạp dịch, chẳng lẽ nói tạp dịch cũng muốn phân tinh anh cùng phổ thông có khác sao? Trong lúc nhất thời, trong sơn động hối hả, nghị luận ầm ĩ. Trác Phàm cũng không thèm quan tâm, để bọn hắn thỏa thích nghi ngờ, đem tâm bên trong nghi hoặc cùng hiếu kỳ thăng đến đỉnh điểm, mới nhẹ nhàng khoát khoát tay, để mọi người an tĩnh lại. Các vị, nơi này là tạp dịch phòng, tông môn tầng dưới chót nhất địa phương. Các ngươi là làm sao đến, không phải đào thải đệ tử, cũng là thân thể phạm trọng tội, vừa vào tạp dịch, vĩnh thế thoát thân không được. Giống Khuê Lang Nguyệt Linh như thế có thể trở lại nội môn, hoặc là ngoại lệ trở thành chấp sự trưởng lão, ít càng thêm ít. Trong các ngươi đại đa số, đem về cuối cùng cả đời, tầm thường vô vi, sau cùng thành vì người khác leo lên cao vị mồi ăn, liền con kiến hôi cũng không bằng, các ngươi muốn như thế sống sót, không có hy vọng, cho đến chết ngày đó sao? Trác Phàm trong sơn động đại tiếng quát dài, chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai đau nhức, nhưng cũng chấn đến bọn hắn tâm ẩn ẩn đau. Đúng vậy a, bọn họ chính là như vậy một nhóm, sớm muộn sẽ bị người khác lấy ra luyện công tài liệu luyện công, bọn họ còn sống duy nhất mục đích, chính là vì người khác mà chết. Tại trong mắt cường giả, bọn họ xác thực con kiến hôi không bằng. Nghĩ như thế, bọn họ cả đời xác thực rất đau xót, còn sống còn không bằng chết. Bỗng dưng mọi người trên mặt nổi lên một tầng dày đặc bi ai chi sắc, có càng là ai thán liên tục, có khóc nức nở thanh âm. Trác Phàm gặp đem mọi người tâm tình đều điều động, trong lòng bất giác cười lạnh, sâu xa nói, mọi người chắc là đều biết, ta tới này tên tạp dịch phòng, tới là chẳng hiểu ra sao. Vừa vào cửa, đã không có khảo nghiệm thực lực, cũng không có bất kỳ cái gì chịu tội ra thân, thì mẹ hắn trực tiếp đem lão tử xung quân đến nơi này, vì sao? Bốn chữ, đố kỵ người tài. Trác Phàm không khỏi giống to lên tiếng, trên mặt một mặt phẫn nộ, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh sự tình, các ngươi nên cái kia ít nhiều nghe nói qua một số đi. Nội môn hắc ám, các ngươi cũng là từng cái tận mắt nhìn thấy. Cũng là những cái kia cung phụng trưởng lão, ghen ghét lão tử tài năng, mới đưa lão tử bắt đến nơi đây, muốn lão tử cả một đời lật không thân thể. Coi như đi ra nơi này, trên thân cũng vĩnh viễn lưng cõng một tên tạp dịch phòng ô danh, bọn họ để lão tử xuất thân ti tiện. Trác Phàm lời nói hùng hồn có lực, tựa hồ đã giận không nhịn nổi. Khuê Cương nghe đến, lại là nhịn không được co lại rụt cổ, bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Người tông chủ này cùng Trác Phàm âm thầm mưu đồ, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, có tông chủ bảo bọc, cái kia cung phụng trưởng lão không cho chút thể diện, dám đem hắn bắt đến nơi đây đến. Đây rõ ràng cũng là hai người chủ mưu, ở chỗ này kế hoạch cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Nhưng là bây giờ, đến sư phụ trong miệng, hắn thế mà biến thành cùng lão cha bọn họ một dạng, nội môn tranh đấu người bị hại. Ai, người sư phụ này còn thật có thể kéo a. Thế nhưng là hắn lại làm sao biết, Trác Phàm đây là công tâm chi thuật, binh pháp có nói, muốn lấy chi, trước phải cho đi. Trác Phàm đem chính mình tao ngộ, cùng toàn bộ tạp dịch phòng mọi người liên hệ với nhau, càng có thể gây nên bọn họ cộng minh,
dẫn đến bọn hắn cam tâm tình nguyện cùng chính mình cùng một chỗ tung hoành thiên hạ. Quả nhiên, nghe Trác Phàm lời nói sau, không ít người trên mặt lộ ra bi phẫn chi sắc, tựa hồ cũng muốn đi lên tao ngộ. Có tại trong tông môn đấu bên trong bị hãm hại đến tận đây, có thực lực không đủ, như ném đồ bỏ đi đồng dạng bị tông môn từ bỏ, từ đó trên lưng cái này tạp dịch phòng ô danh, cho dù gặp phải trước kia đồng môn sư huynh đệ, bị cũng là xem thường cùng khinh thường. Bỗng nhiên, tạp dịch phòng các đệ tử đúng là cùng Trác Phàm sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác, như thể chân tay chi tình, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt cũng là giống như nhìn huynh đệ đồng dạng, tản ra dạng rỡ tinh quang. Viên lão ở một bên nhìn đến âm thầm gật đầu, trong lòng tán thưởng, đây mới là ngự hạ chi đạo a. Giống Khuê Lang Nguyệt Linh trước kia, đơn giản thô bạo không để ý, tuy nhiên mọi người khiếp sợ dâm uy, không dám phản nghịch, nhưng trong lòng là phát hận, thời khắc mấu chốt, nhất định như xe bị tuột xích. Không giống vị này Trác quản gia, hai mồm mép một xoạch, những người này đều có một loại vì hắn đi chết xúc động. Ha ha ha, không hổ là ở bên ngoài làm qua đại gia tộc quản gia người, quả nhiên có một thanh bàn trải. Viên lão khẽ vuốt chòm râu, khóe miệng xẹt qua một vệt vui vẻ ý cười. Cho nên, lão tử quyết định, đã bọn họ muốn đem lão tử đặt ở tạp dịch phòng, vậy lão tử cũng là cái này tạp dịch phòng một phần tử, ta con mẹ nó nương vĩnh viễn không đi, cho cái chấp sự trưởng lão đều mặc kệ, bọn họ muốn để cho ta lưng cả một đời ô danh, hừ hừ, lão tử liền đem cái này ô danh biến thành vinh dự. Hung hăng nâng chút quyền đầu, Trác Phàm nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói, lão tử muốn đem cái này tạp dịch phòng, xây xong trong tông đáng giá nhất kiêu ngạo mà mới, để mỗi một tên tạp dịch đi ra ngoài, đều có thể ưỡn ngực ngẩng đầu, hưởng được mọi người hâm mộ ánh mắt. Từ nay về sau, tạp dịch phòng đệ tử, không còn là đồ bỏ đi, mà chính là tinh anh. Để những cái kia ngoại môn các nội môn đệ tử ước ao ghen tị, muốn vào ta tạp dịch phòng, vót nhọn đầu đều không nhất định đi vào đến địa phương. Trác Phàm nói đến dõng dạc, dưới đáy mọi người nghe được cũng là nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh lại là bỗng nhiên vang lên, hừ, mơ mộng hão huyền. Tông môn tài nguyên tu luyện phân phối đều là cố định, đầu tiên cung cấp tinh anh đệ tử cùng các đại trưởng lão cung phục, sau đó mới là nội môn đệ tử còn có rất nhiều chấp sự, cuối cùng là ngoại môn đệ tử. Đến tạp dịch phòng, căn bản chính là một số lẻ thôi. Cho dù là những thứ này, tại tạp dịch phòng cũng bị thực lực cường giả phân đi, còn lại người chỉ có thể bằng tự thân căn cốt hấp thu linh khí, chậm chạp tu hành. Không có tài nguyên tu luyện, người nói cái dám a? Mi đầu bất giác lắc một cái, mọi người lúc này theo Trác Phàm mỹ hảo bản kế hoạch bên trong tỉnh táo lại, giống như bị phủ đầu dội một bầu nước lạnh giống như, một trái tim trong nháy mắt liền lạnh xuống tới. Đúng vậy a, mộng làm được lại chân thực, đó cũng là mộng a. Tông môn không cho bọn hắn phân phối tư nguyên, bọn họ lấy cái gì phát triển? Lại nói, tông môn cũng không có khả năng cho bọn hắn nhóm này bị đào thải người phân phối tư nguyên, bởi vì không có lý do gì. Cho dù là những cái kia con ông cháu cha, bối cảnh sau lưng to lớn nhưng cũng bị xung quân đến tận đây, những trưởng lão kia cung phụng cũng không có cách nào chiếu cố đến nơi đây. Bởi vì nơi này, căn bản chính là một khối bị ném bỏ chỗ chết, hoàn toàn không cứu được sống khả năng. Trác Phàm dương mắt hướng trong đám người nhìn lại, đã thấy người kia là cái gầy gò thanh niên, một đôi âm độc hai mắt, lạnh lùng nhìn lấy trên đài cao hắn, trên mặt không có một tia biểu lộ, thậm chí trong mắt chỗ sâu, đã tràn đầy tuyệt vọng. Có điều hắn thực lực còn coi là thật khách quan, đã đạt đến thiên huyền 9 tầng cảnh, kém một chút liền có thể đột phá thần chiếu. Tiểu tử này là người nào, trước kia chưa thấy qua a? Ánh mắt khẽ híp một cái. Trác Phàm nhìn về phía một bên viên lão.